Thế thì ở đây Phật dạy rằng những cái người mà cái kiếp này mà như vậy, đọc tụng kinh điển, nhớ nhớ quên quên, không thực hành được như thế, là do trong đời trước có cái nghiệp chướng, có cái ác nghiệp đối với chánh pháp của Phật, đối với người tu hành. Cho nên ấy, cái kiếp này khiến nên cái báo là chướng ngại, tu tập nhất là kinh điển Đại Thừa bị chướng ngại. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm của mình mà cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Đấy nhé, ở đây Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tăng trưởng trí tuệ chỗ này. Những cái người mà bị cái báo như thế này này, cái quả báo gọi là tâm tối đối với kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa này, thì khi nghe thấy danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài, thì đem hết bản tâm của mình cung kính bày tỏ với Bồ Tát. À, con kính lạy Bồ Tát, con bạch Bồ Tát, con ngu dốt tâm tối quá, nghe không? Thật là con tâm tối ngu dốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nha. Đây về mặt sự là như thế. Chúng ta cũng đến tượng Phật, tượng Bồ Tát bạch rất rõ ràng, con tên là thế này, pháp danh thế này. Con này đối với kinh pháp Phật con đầu óc ngu tối. À, đọc câu trước thì quên câu sau, nghe không? Không nhớ, mà nghe thầy giảng thì giảng trước quên sau, nghĩa lý không vào trong tâm, con ngu dốt tâm tối. Nay con xin Bồ Tát gia hộ phù hộ cho con, nghe, cho con được khai mở trí tuệ nhé. Thế rồi phát nguyện cúng dường hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các đồ ngoại cụ, vân vân. Đấy, dốc ra để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam và thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh, một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Đấy, đây là cái pháp mà Phật dạy chúng ta để trừ cái tâm tối của mình nha. Cái này là rất nhiều người cần. Thì đây là trong văn kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào để thực hành. Chúng ta biết rồi, kinh điển Đại Thừa là dạy về tạng tâm của chúng ta. Cho nên ấy, cái người này, ở đây Thầy cũng nói nhiều người cũng đặt nước lên trước tượng Địa Tạng, cúng rồi khấn rồi uống cũng nhiều ngày rồi, không biết trí tuệ mình có sáng suốt hơn không, nghe không? Có thể nó sáng lên một tí. Nhưng như trong kinh này nói rằng là từ đó là đọc kinh điển Đại Thừa là sẽ nhớ, không quên, không quên, chắc là chưa được như thế. Vậy thì chúng ta đã làm có thể phần sự như kinh mình làm, phần lý mình chưa đầy đủ. Ở đây nhé, về phần lý của đạo ở chỗ này là thế nào? Cái người mà tâm tối thế này, tức là người cũng chúng ta thường không quay về quán tâm mình. Cho nên khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Ngài thì phải đem hết bản tâm cung kính bày tỏ. Tức này, người này phải quyết định quay về quán tâm của mình, cung kính tâm của mình, tu tâm của mình đấy. Nhá, phải thật sự quay về điều phục tâm của mình, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các thứ này để cúng dường lên Bồ Tát. Nói hương hoa này, ở đây Thầy cũng nói không phải chỉ là hương trần này và hoa này đâu. Hương hoa trong Phật Pháp, ví dụ là gì? Hương là hương gì? Là
ngũ phần hương đấy, giới hương, định hương đấy. Đấy mới là cái hương mà trong Phật Pháp. Tuệ hương, giới định tuệ, những cái đó đó nhé. Sẽ thực tập cái này. Mình phải lấy giới hương, bắt đầu từ hôm nay con tu tập giới, rồi con phải tu tập thiền định để cho tâm con nó định tĩnh. Đấy, rồi từ đó mà trí tuệ nó phát sinh. Đấy là phần hương. Nghe không? Đó. Rồi phần hoa, chúng ta phải làm nhiều những việc thiện, công đức. Đấy là phần hoa. Y phục là gì? Y phục trong đạo Phật không phải là chỉ là cái áo này đâu. Đó phải là cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Đấy, mình phải tu tập cái này. Nghe không? Chứ không phải các Phật tử về rồi mua mấy sấp vải rồi mang lên đặt trước tượng Bồ Tát rồi con cúng Địa Tạng để con xin con thông minh. Nghe không? Không hẳn là như thế. Phải lý sự đầy đủ. Đồ ăn tức là mạng sống của mình. Mình phải dám dâng tất cả cái sự chân thành, chân thật của con. Con nhất quyết con sẽ tu Phật Pháp. Con thấy Phật Pháp là cao quý rồi. Con dốc lòng con tu tập Phật Pháp. Đấy, cúng dường lên Địa Tạng. Tức là đây đem tất cả thân tâm mình tu tập chân thật. Chén nước trong để cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi mình uống thì sao? Đấy, nước trong tức là thể hiện sự trong sạch của tâm hồn. Mình vẫn gọi là tịnh thủy, nghe không? Và chúng ta uống, tức là chúng ta phải uống nước rồi đừng có để rớt ra ngoài. Và giống như là nghe Pháp là phải lắng tâm mình để nghe Pháp. Đừng để tâm nó lơ đễnh là nước Pháp chảy hết ra ngoài, không vào trong tâm mình. Đấy, cho nên cái chén nước này cũng thế, chứ không phải chỉ là uống nước cúng Phật. Ngày nào cũng nước cúng Phật, có người tham thì giờ không phải để một chén, họ để cả một cái tô thật to để con uống nhiều cho nó nhanh thông minh. Đấy lại là tham, mà cái tâm tham như thế thì lại không được. Đấy, tham sân che lấp mất tâm trí của mình mà. Cái tâm của mình nó tăm tối là do ba độc tham sân si. Thế bây giờ nghe thấy Phật bảo cứ để chén nước lên đấy, cúng Phật, khấn Phật xong rồi uống cho mình thông minh. Thế thì không phải một chén mà nó lấy hẳn một tô, một thau để trước Phật xong rồi uống. Thế thì cái tâm tham nó lại khởi lên rồi. Đấy không? Nên chúng ta thế. Cho nên nhiều khi học Phật ấy không hiểu rõ. Tu Phật là diệt ba độc, trừ tham sân si. Tham sân si mình diệt thì lòng mình nó mới quang sáng ra được. Đấy, chúng ta vì tham sân si, vọng động cho nên tâm trí dần dần nó mờ tối. Nó như vậy đấy. Lòng mình nó không thanh thản, không an tĩnh được thì trí tuệ không có. Còn tâm người ta thảnh thơi, người ta không có những cái tham sân si nhiều thì nó trong sáng cái tâm. Cái tâm chúng ta như hồ nước suốt ngày sôi động, bùn đất đục ngầu hết cả thì làm gì mà trong sáng được. Đó, cho nên cái chỗ này, cái nước để cúng Phật này phải nhớ cái nước là như vậy, tịnh thủy, tức là tâm giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Uống cái nước này, nghe không? Rồi chắp tay về hướng Nam thì chúng ta biết hướng Nam là hướng gì? Cái hướng Nam này là hướng gọi là hướng hỏa. Hỏa tức là gì? Nhiệt thành, cái ngọn lửa nhiệt thành của mình, trí thành tha thiết của mình. Chứ không phải cứ như thế này là uống nước xong lại chèm miệng quay về hướng Nam để uống đâu, nghe không? Là sẽ được thông minh đâu. Đấy, chúng ta hiểu cái ý nghĩa trong văn kinh Phật là như vậy đấy. Tức là người này toàn tâm toàn ý về sự tu tập thì nó mới khai mở trí tuệ được. Không phải đơn giản, thưa đại chúng nhé. Và uống nước này với cái tâm trịnh trọng và xong rồi vào thật sự một lòng giữ gìn giới pháp của Phật, giữ gìn không gì đấy, không sát sinh này, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, kiêng ngũ tân, rượu thịt. Đấy, tức là chúng ta phải thực hành giới pháp của Phật. Tu tập như thế này một tuần, hai tuần, ba tuần, chân thật như vậy thì sao? Ở đây trong kinh nói sẽ Đức Địa Tạng sẽ đến trong chiêm bao, hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh môn của người đó.
thấy Đức Địa Tạng dưới nước trên đỉnh đầu mình. Sau khi thức dậy, người đó liền thấy mình thông sáng trí tuệ. Một phen nghe đến kinh điển, liền nhớ mãi không quên dù một câu kệ. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái điều này có xảy ra không? Có xảy ra khi chúng ta thực hành đầy đủ lý sự theo kinh Phật. Nghe đại chúng, thế còn nếu mà chúng ta không tu tập thế này thì nó không thể có sự chuyển hóa, không thể cảm ứng cái điều này được. Đó. Tu tập mà thật như thế này, dấn thân thật như thế này, đốt lửa nhiệt thành lên như thế này, rửa tâm cho thanh tịnh thế này, thực hành giới pháp của Phật thế này, đấy, nhất khoát mình sẽ khai mở trí tuệ, khai mở trí tuệ, chứ không thể không được. Đó, thế đây là cái lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đem đến cho chúng ta, là chúng ta biết quay về tu tập nhé. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, hiểu lý, hiểu sự để chúng ta thực hành. Không phải là nói lý là bỏ sự. Nói lý thế rồi thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát không cung kính, không lễ bái. Không phải thế, vẫn phải đầy đủ tất cả các tâm, đầy đủ việc. Đó. Chúng ta sang tiếp cái mục thứ 9 là tai nạn được tiêu trừ. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Đây là nói về phần tai nạn. Chúng ta biết ở trên đời này chẳng mấy ai không có tai nạn. Những cái hoạn họa nó đến với mình, chẳng mấy ai được một đời hoàn toàn suôn sẻ. Ai cũng cầu mong cho mình được tiêu tai giải nạn, đúng không? Đấy, cho nên mới sinh ra những cái tập tục lễ gì, dâng sao giải hạn, cắt sao, hoán số, di cung hoán số. Đấy, rất nhiều thứ lắm. Chuẩn bị đến cái năm này xây nhà, nhưng mà lại bảo năm nay là mình là kim lâu, thôi xin lên chùa thầy di cung hoán số cho con. Đấy, hay là thầy cho con để làm lễ để đổi tuổi cho người khác. Rất nhiều cái sinh ra từ những cái chuyện này. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện chúng ta sợ tai nạn, sợ tai họa thôi. Mà tai nạn, tai họa thì đúng là không ai muốn, không ai mong cả. Chúng ta muốn sống cuộc sống thật sự bình an, có phải không? Ai cũng muốn cuộc đời mình suôn sẻ, chồng con mình, gia đình mình đi đâu cũng suôn sẻ, bình an. Cho nên bảo không xin gì cả. Có nhiều người bảo con thầy, bạch thầy, con đến chùa con không xin, con xin hai chữ bình an. Đúng rồi, xin bình an là quý nhất thật sự. Wow. Bình an tức là mọi cái đều tốt lành. Đấy. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, tai họa là một cái điều đáng sợ. Ai cũng thế, muôn loài chúng sinh đều sợ tai họa, chẳng ai muốn tai ương hoạn họa đến với mình cả. Muốn tránh xa nó tránh xa mình ra. Nghe không? Thế thì làm thế nào để giải trừ được tai nạn đây? Chẳng những chúng ta đi cắt sao giải hạn được không? Cắt sao giải hạn được không, đại chúng? Ở đây thầy hỏi là ai đồng ý cắt sao giải hạn là sẽ giải được hạn? Giơ tay thầy xem nào. Ai đồng ý nào? Không ai đồng ý. Như vậy là các Phật tử chúng ta biết rồi, cắt sao dâng sao giải hạn không thể giải được hạn. Đấy, thầy biết có rất nhiều ngôi chùa lớn lắm, họ làm những cái lễ dâng sao giải hạn, hàng vạn người đến dâng sao giải hạn, mà có thể nói là nhiều đấy. Nhất là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội, dân Phật tử Hà Nội đi dâng sao giải hạn đầu năm nhiều lắm. Thế nhưng mà hạn vẫn xảy ra, có phải không? Tai ương vẫn xảy ra, có hết đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái lễ, một cái việc để mong cầu, thể hiện cái sự mong cầu thôi. Nếu có cái gì mà giải được hạn thì Thầy cũng giúp cho Phật tử để giải hạn. Nếu có, mình cũng sẽ làm. Nhưng cái vấn đề là cái ấy có giải hạn được không? Chúng ta đi dâng sao, chúng ta cắt sao, cắt số đi thế, có giải được không?
Sự thật là cái nghi lễ ấy không cắt được, không giải được. Cho nên nhà Phật dạy là hạn hoạn nạn của ông là do từ ác nghiệp của ông mà ra. Nhất khoát là từ ác nghiệp, có cái nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có những cái nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này này, từ bé mình gây ác nghiệp, mà đến năm nay 49 tuổi nó trổ ra cái quả này thì cũng là cái nghiệp, nghiệp cũ thôi, nhưng nghiệp của đời này. Cái nghiệp nghĩa là gì? Là cái việc có thể vừa mới làm phút trước, giờ trước cũng trở thành nghiệp hết. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, khi mà quán chiếu về cái thời gian dòng nhân quả, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước, ngay phút trước, giây trước mình đang là kết quả của nó. Và mình lại đang là tạo tác cho giây phút sau, kế tiếp ngay và cho tương lai. Đấy, chúng ta là như vậy đấy, chúng ta đang đứng ở cái chỗ này mà nhất cử nhất động của mình vừa ảnh hưởng của cái quá khứ. Quá khứ là ngay cái giây vừa mới xảy ra, và lại chúng ta ảnh hưởng đến cái tương lai là ngay cái giây tiếp theo của mình. Đấy, nếu mà quán sâu xa về nó phải như vậy đấy. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả này. À, nhất cử, nhất động, tâm niệm chúng ta đều tạo nên cái năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp, và nghiệp ấy nó tác động lại chính chúng ta ngay. Thế thưa đại chúng, thế thì có cái gì mà ra ngoài nhân quả được đâu. Thế cho nên ấy, tai họa của mình cũng nằm trong nhân quả. Nghe, có thể nhân ấy từ kiếp trước, có thể nhân ấy trong kiếp này mà sinh ra cái quả bây giờ. Đấy, cái nhân cũng có thể vì vừa nãy anh ăn tiệc, anh uống nhiều rượu quá, cho nên giờ đi đường anh bị tai nạn. Thì không thể là đổ tại chỉ hoàn toàn do kiếp trước, vì vừa anh uống rượu say, cái uống rượu say của anh ấy, anh không làm chủ mình, anh quá chén. Người ta mời, người ta tâng bốc, mà lại có mấy cô xinh xinh bên cạnh, cô cứ chuốc cho, thế là uống anh hùng lên, uống say mềm ra rồi cầm vô lăng lên ở xe là tai nạn. Cái chuyện không đổ nhân kiếp trước, nhân kiếp này. Vừa mấy nãy ăn cơm xong, uống rượu xong, chuẩn bị quả báo. Đấy, đấy là nhân quả, chứ không ra ngoài nhân quả đâu. Thế như vậy này, chúng mới thấy chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, chứ không đổ lại tại kiếp trước. Nếu cái tính mà hay đổ tại kiếp trước tôi như thế, giờ tôi phải khổ, thì chúng ta lại có tính ỷ lại, chúng ta không vươn lên. Nhưng mà ngay hành vi trong kiếp này của mình, ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta, nó cũng làm cái duyên để cho cái quả của kiếp trước có thể trổ ra. Đấy, cho nên ấy, duyên duyên nhân quả nó rất là kháng khít với nhau, nó rất là biện chứng. Đấy, thưa đại chúng, đấy, để chúng ta ý thức về việc của mình. Đại chúng nhớ không nào? Nhá, nhân quả nó như thế đấy, nó khít khao như vậy, nó chặt chẽ, không hở một ly, để chúng ta không thể ra ngoài nó được. Vậy đấy, cho nên không thể nói bừa, làm bừa được đâu, đều trong nhân trong quả hết. Vậy thì cái tai họa của chúng ta là trong nhân quả mình gây chịu, mình gây mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu. Người nào làm thì người đó phải chịu đó, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Đó, nhân quả là nó chính xác, nó báo là báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ là gửi người nọ sọ người kia. Nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai. Vậy thì tai họa của chúng ta là ai? Ở mình mà ra, ở nơi mình. Nhất khoát không kiếp trước thì kiếp này, không nhiều kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả, chính là tai họa. Cho nên Phật dạy chúng sinh thì sợ, sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Bậc Bồ Tát, bậc có trí tuệ thì họ lo sợ từ lúc gây nhân, gieo hạt giống là họ đã cẩn thận rồi. Còn chúng ta thì lúc gieo hạt giống, gieo nhân này thì thoải mái, vung tay thoải mái, không sợ gì cả, hạt nào cũng gieo, đúng không? Hạt thiện, hạt ác gì gieo bú lù xua hết cả, hạt gai, hạt góc gì cũng gieo hết. Thế đến lúc nó trổ ra quả thì bắt đầu than khóc, sao mà con khổ thế, sao mà con lại bất hạnh thế, phải không? Từ bé đến giờ con sống tốt thế mà sao bây giờ con khổ thế? Có biết đâu là tiền kiếp mình đã gây những cái ác nhân rất nhiều.
tai họa đến với mình nhé. Thế thì khi gặp tai họa chúng ta sợ và chúng ta cũng mong cầu muốn tránh đây, muốn chuyển cái họa này đi đây, nghe không? Thì kinh Phật đây cũng dạy cho mình chuyển tai họa. Tất nhiên chuyển này cũng phải chuyển từ mình chứ không thể ở đâu chuyển được đâu. Phật Bồ Tát không chuyển thay cho mình được, đại chúng nhớ như thế. Phật Bồ Tát không chuyển thay được vì mình cứ suy lý thế này. Nếu Phật Bồ Tát mà chuyển được tai họa cho chúng ta thì chúng ta không ai còn khổ nữa rồi. Nghe không? Vì Phật Bồ Tát thương chúng ta mà, thương như con đỏ thì làm sao để cho mình khổ. Nhưng Phật Bồ Tát cũng không chuyển được, không thể chuyển được. Nghiệp của mình phải chịu, phải trả. Đấy, dòng họ của Đức Phật Thích Ca là dòng họ là quyến thuộc của Phật Thích Ca, mà đến khi trả nghiệp Phật cũng không chuyển được, cũng phải chấp nhận. Ngài Mục Kiều Liên ấy, khi quân của vua Lưu Ly đem sang để giết dòng họ Thích Ca, đấy câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo, vua Lưu Ly đem quân sang đánh chiếm và giết hết dòng họ Thích Ca thì đã giết được rất nhiều, còn lại một số thân quyến của Đức Phật. Thì ông Mục Kiều Liên ấy, đại thần thông Mục Kiều Liên, bây giờ mà không biết làm nào, trốn đâu, những người này trốn đâu không được nó rồi. Thì ông dùng thần thông, ông thu hết tất cả thân quyến dòng họ của Đức Phật Thích Ca, ông cho vào trong bình bát của ông ấy. Dùng thần thông ông thu nhỏ mọi người lại, đút vào trong bình bát, đậy lắp vào, để yên đấy, cho để lên trên cõi trời. À, thế là yên tâm là sẽ bảo tồn được, không ai làm sao. Khi mà giặc Lưu Ly nó rút đi thì Mục Kiều Liên mới lấy bình bát xuống, mới mang trước mặt Phật bảo: con đã cứu được dòng họ thân quyến của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo: ông không thể cứu được, nghiệp không thể trốn tránh được, ông hãy mở bình bát ra mà xem. Ngài Mục Kiều Liên mở nắp bình bát ra thì tất cả bên trong, bao nhiêu con người ở trong đấy biến thành máu hết, thành máu hết, cũng phải chết. Đấy, có cứu được đâu, nên thần thông không cứu được. Thì chúng ta thấy cái nghiệp sợ đó. Cho nên ý, chính vì cái thế này cho nên Đạo Phật dạy chúng ta phải làm chủ hành vi của mình, mình phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm. Đấy, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người nhé, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không đổ tại ai được, và mình sẽ gánh hậu quả của chính mình, cái quả của chính mình, thưa đại chúng. Đấy, không xem thường được. Cho nên đối với nhân quả này, cái tai họa này chúng ta chuyển làm sao đây? Phật dạy, trong đời sau những người mà ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, người nghèo khổ, túng thiếu. Bây giờ thì cái thời buổi này, cơ bản chúng ta ăn và mặc thì cũng không đến nỗi rồi. Cách đây một vài chục năm thì nhiều nhà ăn không có, mặc không đủ, phải mặc áo rách, áo vá. Nhưng bây giờ thì chúng ta gần như không ai phải mặc áo rách, áo vá. Chỉ có cái đám thanh niên bây giờ nó mặc quần rách thôi, đúng không? Quần vá, quần rách. Quần lành nó xé thành quần rách, mài đi cho rách hết ra. Có không ở đây chúng? Thanh niên bây giờ nó lại không thích mặc quần lành, mặc quần rách. Bây giờ là nó thích rách chứ không phải nó như ngày xưa mình sợ rách. Nhờ thanh niên thích mặc quần rách, quần lành nó xẻ ra, nó mài thùng ra. Đấy. Thế thì những người mà ăn mặc không đủ, tức là người rất nghèo, ăn không đủ, mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, cầu mong điều gì cũng không toại nguyện. Đấy. Thầy tin là các Phật tử đi chùa lễ Phật cầu cũng nhiều đấy, không biết, nhưng mà điểm lại mình được toại nguyện bao nhiêu cái. Nghe không? Cầu cả trăm điều mà giỏi lắm được vài ba điều. Nghe không? Thế còn cái người này là cầu gì cũng không được. Đấy. Mà cái người mà đi Phật, đi chùa lễ Phật cầu mãi không được, người ta sẽ chán Phật, chán chùa. Tâm lý thường là như thế, đúng không? Chúng ta đi vài lần nghe Thầy Thái Minh giảng thì hay thế, mà sao mình cầu mãi, khấn mãi, chả thấy được cái gì. Thôi, thôi ở nhà đi buôn. Đấy. Cái tâm lý thường thế, đi vài lần cầu khấn không được là thấy chán. Thế còn đi một lần đầu tiên mà cầu cái được ngay thì phấn khởi, không? Lần sau là đi nhiệt tình,
Đấy, cái tâm lý thường là thế. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, cái cầu khấn được cũng đâu có phải là chuyện tự nhiên mà được đâu, may mà được đâu, trong nhân quả hết đấy. Hôm trước Thầy đã giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu đấy. Cầu nguyện như thế nào để thành tựu? Nó phải có cái nhân duyên của nó, chứ không phải là cứ cầu là được. Nếu mà cầu là được thì sao? Mấy ông thầy cúng không phải đi cầu cho ai, mấy ông thầy cúng thuê đấy. Các Phật tử, các đoàn vẫn đi, vẫn mời một ông thầy khấn, thầy cầu đi cùng đoàn mình để khấn cầu. Thế thì chúng ta biết ngay rồi, nếu cầu không, khấn không mà được thì mấy cái ông thầy khấn cầu thuê đấy, ông không phải đi khấn thuê nữa vì ông khấn giỏi nhất, đúng không? Là ông phải khấn cho ông được hết rồi. Thế thì chúng ta biết ông vẫn còn phải đi làm thuê cho mọi người, đi cúng thuê, khấn thuê, thì biết rằng là khấn không được, đúng không? Khấn không là không được. Để khấn mà được nó phải nhiều yếu tố lắm. Hoặc thân có nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy. Hung suy, suy là kém đi, hung là những cái điều ác, điều đáng sợ, gọi là hung. Nhà cửa thì không yên ổn, quyến thuộc thì chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu ở nơi thân luôn luôn. Mình liên tiếp gặp tai họa, gọi là tai bay vạ gió. Đến trong giấc mộng cũng thường phải kinh sợ. Đấy, một người, nếu mà một người nào mà nếm đủ những cái tai họa này thì đúng là thật là đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, nhà cửa thì bất an, quyến thuộc thì chia lìa. Tai họa, tai vạ thì đến thường xuyên, ngủ cũng không yên. Người này thì khổ lắm, rất là khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này quả thật có những người khổ đến như thế này đấy, khổ lắm. Kể ra người ta ngày từ sinh bé sinh ra đã là đau khổ rồi, có những người mà trả những cái quả khủng khiếp đến như vậy. Những người như thế đó thì làm thế nào đây? Phật dạy, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, một muôn là nghìn biến. Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn, đồ mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn, vui vẻ. Đấy, cái cách chuyển nghiệp của chúng ta, Phật dạy đấy. Nếu gặp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, trí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến. Cái chữ một muôn biến này chúng ta phải hiểu là rất là nhiều, tức là tâm tâm niệm niệm phải hướng về. Ở đây gặp hình tượng, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tức là gì? Nghe đến chùa đây này, nghe Thầy bảo phải biết quay về tu tâm đi. Người này khổ thế này là tâm ác nhiều lắm đấy. Bắt đầu phải quay về tu tâm, sửa tâm đi. Quay về với tạng tâm của mình, với mảnh đất tâm này này là địa tạng của mình đấy. Chúng ta có mảnh đất tâm đấy, gọi là địa tạng, đất là địa đấy. Quay về cày xới, phải không? Làm giàu cái mảnh đất tâm mình lên. Trước đây mình để cho nó bạc màu, để cho nó mọc cỏ, gai góc lên nhiều quá. Vì cái tâm mình trước đây để nó gai góc, để cỏ dại, để gai góc nó mọc lên, bây giờ nó ra những quả gai góc đau khổ. Tâm mình toàn sỏi với đá, với lại gươm đao, với lại cả trông thôi, thì làm sao mà mình an lành được. Cho nên hôm nay gặp pháp môn Địa Tạng đây này, vào lên chùa nghe các thầy nói gặp Địa Tạng rồi, quay về bắt đầu tu tâm mình, bắt đầu cày xới, vào cày đất lên, nhặt hết đá sỏi, vào bỏ hết gươm đao ở trong tâm mình đi, cỏ dại cỏ giếc nhặt đi, bắt đầu bón phân cho đất màu vào, làm cho nó màu mỡ cái mảnh đất tâm của mình lên, rồi gieo hạt giống tốt vào, phát tâm bồ đề, đấy là gieo những hạt giống tốt, nghe không? Đó, thì đấy là chúng ta niệm niệm muôn nghìn biến ở chỗ đó đấy. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm, ở đây nói chữ muôn nghìn biến tức là tâm tâm niệm niệm. À đúng rồi, Thầy nói thế là đúng rồi đấy. Nhất khoát mình khổ, mình gặp tai ương như thế này, nhiều thế này, không thể do ai đâu,
phải ở nơi mình rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó phải chuyển từ tâm mình. Từ tâm mình phải chuyển hóa, bắt đầu làm mới tâm mình, dọn sạch tất cả gai góc trong tâm mình, gieo hạt giống lành vào tâm mình, tâm tâm niệm niệm, nghìn muôn biến, tức là tâm tâm niệm niệm, bắt đầu sửa mình. Thì sao? Thời những sự không tỏa ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui. Đồ ăn mặc dư giả cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui vẻ. Đấy nhá, như vậy đại chúng mới thấy, chỉ một pháp môn địa tạng chuyển hóa số nghiệp của mình, chuyển từ khổ thành sướng, từ đói khát thành no đủ, từ bất an thành an lạc, chỉ ở cái tâm mình thôi. Chúng ta nhớ, cho nên chỗ này này, không có ai cho người ta bảo nếu rời tâm mà tu, đấy là ngoại đạo. Đi tu học Phật mà lại cứ lo cái bên ngoài, không lo quay về sửa tâm mình. Nghe không? Cho nên ở chùa chúng ta khi thỉnh oan gia trái chủ nào nó cũng nói về nghiệp của mình, phải quay về sửa tâm mình, thực hành các công hạnh mới được, là phải sửa tâm để chuyển hóa. Đấy, không còn cứ nói bây giờ bảo đi đến chỗ này, cứ đến chỗ này mà khấn mà cầu là sẽ được, là không phải đâu. Vào tận trong hang núi này, hang núi kia, vào đến đền này, đến mấu kia để khấn, cái đó là cầu bên ngoài tâm rồi. Cầu gì cầu ở ngoài tâm là không đúng Phật Pháp. Nhất khoát vẫn phải cầu ở nơi tâm mình, phải tu tập từ nơi tâm mình là chân thật cầu Phật Pháp. Đây chính là pháp môn địa tạng đấy. Đấy. Tai ương hoạn họa ở đâu ra? Từ tâm mình chiêu cảm mà ra. Từ cái tâm bất thiện mình chiêu cảm ra tai ương hoạn họa. Vậy thì bây giờ muốn chuyển nó cũng phải chuyển từ tâm mình, không thể khác được. Đấy. Thế thì đại chúng phải có thời gian chúng ta quay lại, ngồi lại kiểm tâm mình. Nghe không? Mình phải xin trong những cái buổi sinh hoạt của đạo tràng, mỗi mỗi đều đứng lên xin với đạo tràng, xin đại chúng chỉ lỗi cho con, cho em, để em nhận ra lỗi lầm mình, chỉ ra cho em những cái thói hư tật xấu, những tập khí xấu của em, để em sửa thân tâm em. Trong khi sinh hoạt đạo tràng, làm sao các đạo tràng đều có cái mục phát lộ sám hối và kiểm tâm này. Nghe không? Vì nhiều khi mình không thể nhận ra được cái tật xấu của mình đâu, không nhận ra được. Mình nghĩ mình là vẫn tốt đấy, nhưng mà chỉ có huynh đệ, có đại chúng người ta mới thấy những cái xấu của mình. Và chân thật mình xin mọi người chỉ lỗi cho mình. Nhá, cái này nó đưa vào chứng pháp hành của các đạo tràng. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng ở tại đạo tràng sẽ có thêm cái phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm. Nhá, chúng ta phải thật như vậy. Chúng ta phải nêu ra những cái đức tốt mà mình phải thực hiện. À, những cái đức tốt chân thành này, vào giữ giới này, nghe, rồi mình sống yêu thương đùm bọc mọi người, mình biết hy sinh và mình biết xả thí. Đó, tất cả những cái đức tốt ấy mình phải đưa ra đấy. Mình phải học nhẫn nhục, lắng nghe, phải rèn đưa vào cái để đến những cái tốt mình phải học, những cái xấu mình phải trừ, cái hay ganh ghét đố kỵ phải trừ, cái tham lam ích kỷ mình phải trừ, wow, cái hay sân hận bực bội phải trừ, đấy, cái lười biếng phải trừ, đã, cái hay dối trá phải trừ, cái hay nịnh bợ phải trừ, đã, nhiều nhiều cái tật xấu lắm, cái hay đặt điều cho người phải trừ, đã, biết bao nhiêu cái phải trừ, đấy, trừ nó đi, thì trừ những cái là cái họa nó không xảy đến nữa, nó sẽ chuyển. Tâm chuyển là nghiệp nó phải chuyển thôi. Cho nên trong các cái năng lực ý, thì năng lực của nghiệp rất lớn, nhưng năng lực của nghiệp lại không bằng năng lực của tâm. Năng lực của tâm là lớn nhất. Đấy gọi là tâm lực. Đại chúng nhớ như thế. Nghiệp là rất lớn, nhưng mà tâm còn lớn hơn, vì nghiệp nằm trong tâm. Đó, cho nên chúng ta chuyển tâm là sẽ chuyển nghiệp. Đấy, đại chúng nhớ thế. Đấy, cho nên bây giờ học được pháp môn địa tạng này, chúng ta biết rằng chúng ta chuyển tai họa, chuyển nghiệp của mình, chuyển hóa đau khổ của mình phải chuyển từ tâm của mình, từ trong mảnh đất tâm của mình chính là địa tạng. Khi địa tạng Bồ Tát mà xuất hiện, và có đất, có tâm, chưa có Bồ Tát thì chưa chuyển, nhưng mà có Bồ Tát địa tạng thì sẽ chuyển. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm vì chúng sinh. Tâm Bồ Tát là tâm
hy sinh vì người. Đấy, tâm Bồ Tát là tâm quảng đại. Chúng ta ai cũng có đất, ai cũng có tâm, gọi là có địa tạng, nhưng chưa có Bồ Tát. Bây giờ phải có Bồ Tát địa tạng nữa, phải không? Tức là phải có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát cũng là Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, thực hành tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát này thực hiện trên cái đất tâm của chúng ta. Đấy, Bồ Tát này cày xới mảnh đất tâm của chúng ta, làm giàu mảnh đất tâm của chúng ta lên, lọc bỏ gai góc trong tâm chúng ta đi, và gieo các hạt giống tốt lành, chúng ta sẽ được hái, hái quả ngọt, trái ngọt. Đấy. Chúng ta sang cái phần thứ 10, thoát khỏi hiểm nguy. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân nơi sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, những người ấy khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn, vui vẻ luôn. Cho đến dẫu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Cái phần thứ 10 nói về việc chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm. Phật dạy, Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng, nếu đời sau có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc vì những việc làm ăn, hoặc là những việc công chuyện riêng tư, hoặc nhân việc sinh và tử, hoặc nhân việc gấp mà phải đi vào rừng núi, qua những sông vượt biển, gặp nước lụt lớn, hoặc đi vào những cái đường hiểm trở, thì khi đi người ấy nên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thì đi qua nơi nào, chốn nào cũng sẽ có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng ngồi nằm đều được an ổn vui vẻ, cho đến gặp những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Chỗ này là thoát hiểm nguy, những chỗ nguy hiểm, hiểm nạn đấy. Nếu chúng ta có những cái việc gì phải đi, mà đi phải đi qua khu vực hiểm nạn đấy, qua những cái chỗ rất là sợ, đáng sợ đấy, qua đi qua biển lớn, vào trong rừng thiêng nước độc, vào những cái chỗ rừng sâu, vào có thú dữ, những cái chỗ là chỗ nguy hiểm. Ở đây Phật dạy người này hãy niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục, thì sẽ có quỷ thần hộ vệ mình nha, và mình sẽ được an ổn, sẽ được an ổn, và các cái loài độc hại không làm hại. Thế thì tương tự như cái phần trước quý thầy nói ở đây, tức là sao? Chúng ta vẫn quay về giữ tâm mình, đi qua những chỗ nguy hiểm mà chúng ta quay về giữ tâm mình, giữ tâm mình an thì các việc nó sẽ an, nó sẽ an đấy. Nó kỳ lạ lắm, thưa đại chúng. Nếu chúng ta gặp loài thú dữ mà nó hại mình, loài thú dữ nó cũng là gì, thưa đại chúng? Nó cũng là tâm đấy. Con rắn, con cọp nó cũng là tâm đấy chứ đâu. Nó chỉ khác ở cái hình tướng thôi. Hình tướng của nó là đất. Đất ấy đắp nên hình con hổ, con cọp là con hổ, con cọp. Đất ấy đắp thành hình con rắn là thành hình con rắn. Có phải không, thưa đại chúng? Con rắn thì nó cũng ăn đất thôi. Nó ăn ngoé, ăn nghiếc cũng là ăn đất. Con hổ nó ăn gì? Ăn con nọ con kia cũng là ăn đất thôi. Cũng giống như mình ăn mọi thứ cũng là cuối cùng là ăn đất đấy. Thì nói là thân này là tứ đại. Về thân thì con hổ, con rắn và con sói nó cũng đều là đất, không khác. Nhưng mà khác cái phần tâm đó, ở trong tâm mà thôi. Cho nên con rắn nó ứng xử với mình, nó cũng ứng xử theo tâm. Mình mà đến dọa nó, hay là mình đến đi mà làm cho nó thấy nó sợ, hãi, nó sẽ phải phòng vệ, nó cắn mình. Tự nhiên không bao giờ nó cắn mình. Hoặc là mình giết nó rồi, giết mất con rắn vợ, con rắn chồng nó đi báo thù chẳng hạn. Đấy cũng là do tâm.
mình ác hại mình giết nó. Rắn báo thù nó có, thưa đại chúng, không phải không có rắn báo thù đâu. Tại sao nó báo thù? Vì mình ác với nó, mình đi giết nó, giết con nó, giết vợ nó đi báo thù. Thế thì đấy có phải là tâm không? Khởi từ cái tâm mình ác. Con hổ cũng thế thôi. Con hổ nó không đói, không bao giờ nó đi nó ăn thịt các con vật khác, không bao giờ. Nó cũng không ác, nhưng mà nó phải từ cái tâm. Cho nên khi chúng ta biết, nếu chúng ta gặp những cái nạn như thế này, mình có ác nghiệp với những con vật này, đều phải đến lúc trả nghiệp. Đấy. Thế thì chỗ này nếu chúng ta biết quay về tu tâm và chuyển tâm, thì nó cũng chuyển cái nghiệp này. Chuyển cái nghiệp này. Cho nên trong Kinh Phật dạy, nếu người nào nhập được vào tâm từ thì thú dữ không ác hại. Con vật không ác hại mình. Nếu đi đâu mình cũng nuôi cái tâm từ, giữ cái tâm mình, niệm đức địa tạng, tức là quay về giữ tâm mình, chăm sóc tâm mình, thì con vật ác nó cũng không làm hại mình. Nói là có các thần hộ vệ, nhưng chính là tâm mình bảo vệ cho mình. Con hổ không bao giờ tự nó lại ăn thịt chân tay của nó. Khi tâm của nó mà cảm nhận thấy cái tâm của mình không khác nhau, không có ác hại gì trong đó, thì nó cũng không ăn thịt mình, không ác hại mình. Con rắn cũng vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên tâm tâm nó giao cảm. Nói đến địa tạng là nói đến tâm. Tâm của mình với tâm của vật nó giao cảm với nhau. Đại chúng cứ thử mà xem. Mình móng khởi một cái tâm ác của nó, lập tức nó cảm nhận được và nó sẽ nhen anh ra với mình ngay. Nó như vậy đấy. Thế còn mình khởi cái tâm từ với nó, khởi cái tâm thương yêu với nó, thì tự nhiên thấy nó cũng yên ổn. Đó, nó như vậy đấy. Cho nên ấy, ở đây cứ hỏi kinh nghiệm mấy anh ở sở thú hay là mấy anh mà huấn luyện viên ấy, tập cho mấy cái con thú làm xiếc, tập cho mấy con hổ, mấy con sư tử đó. Mấy anh này nó kiểm tâm nó rất kỹ. Nó đưa cả cái đầu nó vào trong hàm con sư tử. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ khởi một tâm, cái con sư tử nó nghĩ là anh này hại nó, cái lập tức nó cắn ngay, nó ngậm cái hàm răng vào ngay. Đó, cho nên anh phải giữ tâm anh rất là chặt và khởi cái tâm thật sự như thế nào? Thật là yêu thương nó để nó mới không hại. Đấy, cái những anh mà huấn luyện thú đó, anh có tâm sự đó, thật sự là phải giữ tâm mình. Vì con vật nó cũng cảm nhận cái sóng tâm rất là nhanh. Mình khởi cái niệm mà ác hại với nó một cái, khác ý một cái là nó biết ngay, là nó chuyển ngay. Đấy, thế thì chúng ta cũng thế đấy. Chúng ta tu học cái pháp môn Địa Tạng này là biết quay về thực tập và làm chủ tâm mình, và từ cái tâm của mình khởi cái niệm thương yêu với muôn loài, thì chúng ta sẽ được bình an ở với muôn loài. Cho nên ngày xưa có những vị thiền sư, tổ sư đó, ở trong rừng mà cọp sói ngồi xung quanh không hại đó. Cọp sói ở ngay xung quanh nó không ác hại gì cả. Cái câu chuyện này là nhiều người như thế, chứ không phải không. Cái này nó vẫn là tâm thôi, thưa đại chúng, có phải không? Là tâm đấy. Thì vấn đề này là điều phục ở tâm mình. Cho nên ấy, nếu ai tu tập được pháp môn Địa Tạng này thì những cái hiểm nguy, hiểm nạn chúng ta cũng vượt qua được. Vượt qua được, đây là cái điều đặc biệt. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Đã kết thúc cái phần này, Đức Phật dạy cho Đức Quan Âm: nếu mà nói về các cái sự lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh thì nói đến trăm ngàn kiếp cũng không thể hết được. Và ông nên ý, dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh Địa Tạng này cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây đến mãi trăm nghìn kiếp đều được hưởng những sự lợi ích an vui. Cho nên ý, kinh Địa Tạng là bộ kinh rất hay của Kinh điển Đại Thừa. Phật tử chúng ta cũng có duyên nhiều được đọc
vâng, được tụng kinh này, nhưng mà để diễn nghĩa cho hiểu ra sâu xa thì ít thôi. Đọc kinh hiểu nghĩa và ứng dụng tu hành, chứ không phải chỉ đọc không. Tất nhiên đọc kinh không thôi thì cũng đã là có cái tốt rồi, nhưng mà phải hiểu được nghĩa rồi thực hành được nữa thì mới là rốt ráo. Đó, chúng ta nghe kinh Địa Tạng như vậy, chúng ta đã rõ về chỗ này chưa? Đấy, Địa Tạng là mảnh đất tâm của mình, tâm tạng của mình. Tu Phật Pháp là phải tu tâm, phải chân thật quay về tâm mình và phải sửa tâm tính mình thật sự. Nếu tâm mình còn xấu ác thì mình sẽ còn đau khổ do tâm mình. Nếu tâm mình được chuyển hóa thì ác nghiệp của mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ được an vui. Đấy là chân thật đấy, thưa đại chúng. Và đấy là Đức Địa Tạng dạy cho chúng ta đấy. Phật Thích Ca dạy chúng ta tu là như vậy đấy, không khác được. Chúng ta phải quay về chuyển hóa ở chính tâm mình. Chính tâm mình, đại chúng nhớ. Thế thì chúng ta qua những cái phần văn kinh này, chúng ta về, chúng ta ứng dụng ngay. Và ngày ngày kiểm tâm mình, xem xét hành vi của mình. Nghe không? Mình làm như thế này đã đúng lời Phật dạy chưa? Mình sống như thế này đã tốt chưa? Mọi người nhận xét về mình thế nào? Ngày một ngày mình phải thấy mình tốt hơn, tiến bộ hơn. Đó. Mình sống làm sao để cho mọi người thương yêu? Nghe không? Sống làm sao hòa hợp với mọi người? Tất cả những cái này là từ tạng tâm của mình mà ra. Cho nên ý, đại chúng phải biết cái tạng tâm của chúng ta nó phủ trùm tất cả vũ trụ vạn hữu này, đều nằm trong tâm tạng chúng ta đấy. Cái tâm này nó không phải đơn giản, thưa đại chúng. Cho nên tại sao Phật này dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo tạo ra. Từ núi non trời biển này cũng tâm mà tạo ra, không có gì lạ đâu. Cho nên ý, biết gốc nguồn nó như thế thì chúng ta phải chuyển hóa tâm mình. Đẹp xấu hay dở ở tâm mình mà ra. Vậy muốn được cái hay, cái tốt thì cũng phải cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Mình phải rèn cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Và Thầy tin không ai là không muốn mình được những cái điều hay, điều tốt thì phải tu tâm nhé, phải sửa tâm mình. Đó là cái mấu chốt của Phật Pháp đấy. Không tìm ở đâu xa, không chạy ra đâu xa, không chạy ra bên ngoài, cầu tìm bên ngoài, mà phải tìm ngay lại chính tâm mình. Khi tâm mình tốt rồi, mọi cái nó theo đó, nó chuyển hóa, cảnh của mình nó sẽ chuyển. Nghe không? Tâm mình an lạc, cảnh mình nó sẽ phải chuyển theo. Hôm nay Thầy dừng ở đây, kính chúc đại chúng hiểu được nghĩa kinh và tinh tấn thực hành. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế thì ở đây Phật dạy rằng những cái người mà cái kiếp này mà như vậy, đọc tụng kinh điển, nhớ nhớ quên quên, không thực hành được như thế, là do trong đời trước có cái nghiệp chướng, có cái ác nghiệp đối với chánh pháp của Phật, đối với người tu hành. Cho nên ấy, cái kiếp này khiến nên cái báo là chướng ngại, tu tập nhất là kinh điển Đại Thừa bị chướng ngại. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm của mình mà cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Đấy nhé, ở đây Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tăng trưởng trí tuệ chỗ này. Những cái người mà bị cái báo như thế này này, cái quả báo gọi là tâm tối đối với kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa này, thì khi nghe thấy danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài, thì đem hết bản tâm của mình cung kính bày tỏ với Bồ Tát. Con kính lạy Bồ Tát, con bạch Bồ Tát, con ngu dốt tâm tối quá, nghe không? Thật là con tâm tối ngu dốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoạ cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nha. Đây về mặt sự là như thế. Chúng ta cũng đến tượng Phật, tượng Bồ Tát, bạch rất rõ ràng. Con tên là thế này, pháp danh thế này.
con nay đối với kinh Pháp Phật con đầu óc ngu tối, đọc câu trước thì quên câu sau, nghe không? Không nhớ, mà nghe thầy giảng thì giảng trước quên sau, nghĩa lý không vào trong tâm, con ngu dốt tâm tối. Nay con xin Bồ Tát gia hộ phù hộ cho con, nghe, cho con được khai mở trí tuệ nhé. Thế rồi phát nguyện cúng dường hương hoa y phục đồ ăn tất cả các đồ ngoạ cụ vân vân đấy, dốc ra để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam và thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh, một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Đấy, đây là cái pháp mà Phật dạy chúng ta để trừ cái tâm tối của mình nha. Cái này là rất nhiều người cần. Thì đây là trong văn kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào để thực hành. Chúng ta biết rồi, kinh điển Đại Thừa là dạy về tạng tâm của chúng ta. Cho nên ấy, cái người này, ở đây Thầy cũng nói, nhiều người cũng đặt nước lên trước tượng Địa Tạng, cúng rồi khấn, rồi uống, cũng nhiều ngày rồi. Không biết trí tuệ mình có sáng suốt hơn không? Nghe không? Có thể nó sáng lên một tí. Nhưng như trong kinh này nói rằng là từ đó là đọc kinh điển Đại Thừa là sẽ nhớ, không quên. Không quên. Chắc là chưa được như thế. Vậy thì chúng ta đã làm có thể phần sự như kinh mình làm, phần lý mình chưa đầy đủ. Ở đây nhé, về phần lý của đạo ở chỗ này là thế nào? Cái người mà tâm tối thế này, tức là người cũng chúng ta thường không quay về quán tâm mình. Cho nên khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Ngài thì phải đem hết bản tâm cung kính bày tỏ. Tức này, người này phải quyết định quay về quán tâm của mình, cung kính tâm của mình, tu tâm của mình đấy. Nhá, phải thật sự quay về điều phục tâm của mình. Rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn, tất cả các thứ này để cúng dường lên Bồ Tát. Nói hương hoa này, ở đây Thầy cũng nói không phải chỉ là hương trần này và hoa này đâu. Hương hoa trong Phật Pháp, ví dụ là gì? Hương là hương gì? Là ngũ phần hương đấy, giới hương, định hương đấy. Đấy mới là cái hương mà trong Phật Pháp. Tuệ hương, giới định tuệ, những cái đó nhé. Sẽ thực tập cái này. Mình phải lấy giới hương, bắt đầu từ hôm nay con tu tập giới, rồi con phải tu tập thiền định để cho tâm con nó định tĩnh. Đấy, rồi từ đó mà trí tuệ nó phát sinh. Đấy là phần hương. Nghe không? Đó. Rồi phần hoa, chúng ta phải làm nhiều những việc thiện, công đức. Đấy là phần hoa. Y phục là gì? Y phục trong Đạo Phật không phải là chỉ là cái áo này đâu. Đó phải là cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Đấy, mình phải tu tập cái này. Nghe không? Chứ không phải các Phật tử về rồi mua mấy sấp vải rồi mang lên đặt trước tượng Bồ Tát, rồi con cúng Địa Tạng để con xin con thông minh. Nghe không? Không hẳn là như thế. Phải lý sự đầy đủ. Đồ ăn tức là mạng sống của mình, mình phải dám dâng tất cả cái sự chân thành, chân thật của con. Con nhất quyết con sẽ tu Phật Pháp, con thấy Phật Pháp là cao quý rồi, con dốc lòng con tu tập Phật Pháp. Đấy, cúng dường lên Địa Tạng. Tức là đây đem tất cả thân tâm mình tu tập chân thật. Chén nước trong á, để cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi mình uống thì sao? Đấy, nước trong tức là thể hiện sự trong sạch của tâm hồn, mình vẫn gọi là tịnh thủy, nghe không? Và chúng ta uống tức là chúng ta phải
uống nước rồi đừng có để rớt ra ngoài. Và giống như là nghe pháp là phải lắng tâm mình để nghe pháp, đừng để tâm nó lơ đễnh. Lơ đễnh là nước pháp chảy hết ra ngoài, không vào trong tâm mình. Đấy, cho nên cái chén nước này cũng thế, chứ không phải chỉ là uống nước cúng Phật. Ngày nào cũng nước cúng Phật, có người tham thì giờ không phải để một chén, họ để cả một cái tô thật to để con uống nhiều cho nó nhanh thông minh. Đấy lại là tham, mà cái tâm tham như thế thì lại không được. Đấy, tham sân che lấp mất tâm trí của mình mà. Cái tâm của mình nó tăm tối là do ba độc tham sân si. Thế bây giờ nghe thấy Phật bảo cứ để chén nước lên đấy, cúng Phật, khấn Phật xong rồi uống cho mình thông minh. Thế thì không phải một chén mà lấy hẳn một tô, một thau để trước Phật xong rồi uống. Thế thì cái tâm tham nó lại khởi lên rồi. Đấy không? Nên chúng ta thế. Cho nên nhiều khi học Phật ấy không hiểu rõ. Tu Phật là diệt ba độc, trừ tham sân si. Tham sân si mình diệt thì lòng mình nó mới quang sáng ra được. Đấy, chúng ta vì tham sân si, vọng động, cho nên tâm trí dần dần nó mờ tối. Nó như vậy đấy. Lòng mình nó không thanh thản, không an tĩnh được thì trí tuệ không có. Còn tâm người ta thảnh thơi, người ta không có những cái tham sân si nhiều thì nó trong sáng cái tâm. Cái tâm chúng ta như hồ nước suốt ngày sôi động, bùn đất đục ngầu hết cả thì làm gì mà trong sáng được. Đó, cho nên cái chỗ này, cái nước để cúng Phật này phải nhớ cái nước là như vậy. Tịnh thủy tức là tâm, giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Uống cái nước này, nghe không? Rồi chắp tay về hướng Nam thì chúng ta biết hướng Nam là hướng gì? Cái hướng Nam này là hướng gọi là hướng hỏa. Hỏa tức là gì? Nhiệt thành, cái ngọn lửa nhiệt thành của mình, chí thành tha thiết của mình. Chứ không phải cứ như thế này là uống nước xong lại chèm miệng quay về hướng Nam để uống đâu. Nghe không? Là sẽ được thông minh đâu. Đấy, chúng ta hiểu cái ý nghĩa trong văn kinh Phật là như vậy đấy. Tức là người này toàn tâm toàn ý về sự tu tập thì nó mới khai mở trí tuệ được. Không phải đơn giản, thưa đại chúng nhé. Và uống nước này với cái tâm trịnh trọng và xong rồi vào thật sự một lòng giữ gìn giới pháp của Phật. À, giữ gìn không gì đấy, không sát sinh này, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, kiêng ngũ tân rượu thịt. Đấy, tức là chúng ta phải thực hành giới pháp của Phật. Tu tập như thế này một tuần, hai tuần, ba tuần, chân thật như vậy thì sao? Ở đây trong kinh nói sẽ Đức Địa Tạng sẽ đến trong chiêm bao, hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh môn của người đó. Thấy Đức Địa Tạng dưới nước trên đỉnh đầu mình. Sau khi thức dậy, người đó liền thấy mình thông sáng trí tuệ. Một phen nghe đến kinh điển, liền nhớ mãi, không quên dù một câu kệ. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái điều này có xảy ra không? Có xảy ra khi chúng ta thực hành đầy đủ lý sự theo kinh Phật. Nghe đại chúng. Thế còn nếu mà chúng ta không tu tập thế này thì nó không thể có sự chuyển hóa, không thể cảm ứng cái điều này được. Đấy, tu tập mà thật như thế này, dấn thân thật như thế này, đốt lửa nhiệt thành lên như thế này, rửa tâm cho thanh tịnh thế này, thực hành giới pháp của Phật thế này, đấy, nhất khoát mình sẽ khai mở trí tuệ, khai mở trí tuệ, chứ không thể không được. Đó, thì đây là cái lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đem đến cho chúng ta, là chúng ta biết quay về tu tập nhé. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, hiểu lý, hiểu sự để chúng ta thực hành. Không phải là nói lý là bỏ sự. Nói lý thế rồi thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát không cung kính, không lễ bái. Không phải thế, vẫn phải đầy đủ tất cả các tâm, đầy đủ việc. Đó. Chúng ta sang tiếp cái mục thứ 9 là tai nạn được tiêu trừ. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy,
nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Đây là nói về phần tai nạn. Chúng ta biết ở trên đời này chẳng mấy ai không có tai nạn. À, những cái hoạn họa nó đến với mình, chẳng mấy ai được một đời hoàn toàn suôn sẻ. Ai cũng cầu mong cho mình được tiêu tai giải nạn, đúng không? Đấy, cho nên mới sinh ra những cái tập tục lễ gì dâng sao giải hạn, và cắt sao, hoán số, di cung hoán số. Đấy, giờ nhiều thứ lắm. Chuẩn bị đến cái năm này xây nhà, nhưng mà lại bảo năm nay là mình là kim lâu, thôi xin lên chùa thầy di cung hoán số cho con. Đấy, hay là thầy cho con để làm lễ để đổi tuổi cho người khác. Rất nhiều cái sinh ra từ những cái chuyện này. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện chúng ta sợ tai nạn, sợ tai họa thôi. Mà tai nạn, tai họa thì đúng là không ai muốn, không ai mong cả. Chúng ta muốn sống cuộc sống thật sự bình an, có phải không? Ai cũng muốn cuộc đời mình suôn sẻ, chồng con mình, gia đình mình đi đâu cũng suôn sẻ, bình an. Cho nên bảo không xin gì cả. Có nhiều người bảo con thầy, bạch thầy, con đến chùa con không xin, con xin hai chữ bình an. Đúng rồi, xin bình an là quý nhất thật sự. Wow. Bình an tức là mọi cái đều tốt lành. Đấy. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, tai họa là một cái điều đáng sợ. Ai cũng thế, muôn loài chúng sinh đều sợ tai họa, chẳng ai muốn tai ương hoạn họa đến với mình cả. Muốn tránh xa nó tránh xa mình ra. Nghe không? Thế thì làm thế nào để giải trừ được tai nạn đây? Chẳng những chúng ta đi cắt sao giải hạn được không? Cắt sao giải hạn được không, đại chúng? Ở đây thầy hỏi là ai đồng ý cắt sao giải hạn là sẽ giải được hạn? Giơ tay thầy xem nào. Ai đồng ý nào? Không ai đồng ý. Như vậy là các Phật tử chúng ta biết rồi, cắt sao dâng sao giải hạn không thể giải được hạn. Đấy, thầy biết có rất nhiều ngôi chùa lớn lắm, họ làm những cái lễ dâng sao giải hạn, hàng vạn người đến dâng sao giải hạn, mà có thể nói là nhiều đấy, nhất là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội, dân Phật tử Hà Nội đi dâng sao giải hạn đầu năm nhiều lắm. Thế nhưng mà hạn vẫn xảy ra, có phải không? Tai ương vẫn xảy ra, có hết đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái lễ, một cái việc để mong cầu, thể hiện cái sự mong cầu thôi. Nếu có cái gì dâng mà giải được hạn thì Thầy cũng giúp cho Phật tử để giải hạn. Nếu có, mình cũng sẽ làm. Nhưng cái vấn đề là cái ấy có giải hạn được không? Chúng ta đi dâng sao, chúng ta cắt sao, cắt số đi thế, có giải được không? Sự thật là cái nghi lễ ấy không cắt được, không giải được. Cho nên nhà Phật dạy là hạn, hoạn nạn của ông là do từ ác nghiệp của ông mà ra. Nhất khoát là từ ác nghiệp, có cái nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có những cái nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này này, từ bé mình gây ác nghiệp, mà đến năm nay 49 tuổi nó trổ ra cái quả này, thì cũng là cái nghiệp, nghiệp cũ thôi, nhưng nghiệp của đời này. Cái nghiệp nghĩa là gì? Là cái việc có thể vừa mới làm phút trước, giờ trước cũng trở thành nghiệp hết. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, khi mà quán chiếu về cái thời gian dòng nhân quả, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước, ngay phút trước, giây trước mình đang là kết quả của nó. Và mình lại đang là tạo tác cho giây phút sau, kế tiếp ngay và cho tương lai. Đấy, chúng ta là như vậy đấy, chúng ta đang đứng ở cái chỗ này mà nhất cử nhất động của mình vừa ảnh hưởng của cái quá khứ. Quá khứ là ngay cái giây vừa mới xảy ra, và lại chúng ta ảnh hưởng đến cái tương lai là ngay cái giây tiếp theo của mình. Đấy, nếu một quán sâu xa về nó phải như vậy đấy. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả này. À, nhất cử, nhất động, tâm niệm chúng ta đều tạo nên cái năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp, và nghiệp ấy nó tác động lại chính chúng ta ngay. Thế thưa đại chúng, thế thì có cái gì mà ra ngoài nhân quả được đâu? Thế cho nên ấy, tai họa của mình cũng nằm trong nhân quả. Nghe à? Có thể nhân ấy từ kiếp trước, có thể nhân ấy trong kiếp này.
mà sinh ra cái quả bây giờ. Đấy, cái nhân cũng có thể vì vừa nãy anh ăn tiệc, anh uống nhiều rượu quá, cho nên giờ đi đường anh bị tai nạn, thì không thể là đổ tại, chỉ hoàn toàn do kiếp trước, vì vừa anh uống rượu say, cái uống rượu say của anh ấy, anh không làm chủ mình, anh quá chén. Người ta mời, người ta tâng bốc, mà lại có mấy cô xinh xinh bên cạnh, cô cứ chuốc cho, thế là uống anh hùng lên, uống say mềm ra rồi cầm vô lăng lên ở xe là tai nạn. Cái chuyện không đổ nhân kiếp trước, nhân kiếp này, vừa mấy nãy ăn cơm xong, uống rượu xong, chuẩn bị quả báo. Đấy, đấy là nhân quả đó, chứ không ra ngoài nhân quả đâu. Thế như vậy đại chúng mới thấy chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, chứ không đổ lại tại kiếp trước. Nếu cái tính mà hay đổ tại kiếp trước tôi như thế rồi tôi phải khổ, thì chúng ta lại có tính ỷ lại, chúng ta không vươn lên. Nhưng mà ngay hành vi trong kiếp này của mình, ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta, nó cũng làm cái duyên để cho cái quả của kiếp trước có thể trổ ra. Đấy, cho nên ấy, duyên duyên nhân quả nó rất là kháng khít với nhau, nó rất là biện chứng. Đấy, thưa đại chúng, đấy, để chúng ta ý thức về việc của mình. Đại chúng nhớ không ạ? Nhá, nhân quả nó như thế đấy, nó khít khao như vậy, nó chặt chẽ, không hở một ly, để chúng ta không thể ra ngoài nó được. Vậy đấy, cho nên không thể nói bừa, làm bừa được đâu, đều trong nhân trong quả hết. Vậy thì cái tai họa của chúng ta là trong nhân quả mình gây chịu, mình gây mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu. Người nào làm thì người đó phải chịu đó, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Đó, nhân quả là nó chính xác, nó báo là báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ là gửi người nọ sọ người kia. Nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai. Vậy thì tai họa của chúng ta là ai? Ở mình mà ra, ở nơi mình. Nhất khoát không kiếp trước thì kiếp này, không nhiều kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả, chính là tai họa. Cho nên Phật dạy chúng sinh thì sợ, sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Bậc Bồ Tát, bậc có trí tuệ thì họ lo sợ từ lúc gây nhân, gieo hạt giống là họ đã cẩn thận rồi. Còn chúng ta thì lúc gieo hạt giống, gieo nhân này thì thoải mái, vung tay thoải mái, không sợ gì cả, hạt nào cũng gieo, đúng không? Hạt thiện, hạt ác gì gieo bú lù xua hết cả, hạt gai, hạt góc gì cũng gieo hết. Thế đến lúc nó trổ ra quả thì bắt đầu than khóc, sao mà con khổ thế, sao mà con lại bất hạnh thế, từ bé đến giờ con sống tốt thế mà sao bây giờ con khổ thế. Có biết đâu là tiền kiếp mình đã gây những cái ác nhân rất nhiều, tai họa đến với mình nhé. Thế thì khi gặp tai họa chúng ta sợ, và chúng ta cũng mong cầu muốn tránh đây, muốn chuyển cái họa này đi đây, nghe không? Thì kinh Phật đây cũng dạy cho mình chuyển tai họa. Tất nhiên chuyển này cũng phải chuyển từ mình, chứ không thể ở đâu chuyển được đâu. Phật Bồ Tát không chuyển thay cho mình được, đại chúng nhớ như thế. Phật Bồ Tát không chuyển thay được, vì mình cứ suy lý thế này. Nếu Phật Bồ Tát mà chuyển được tai họa cho chúng ta thì chúng ta không ai còn khổ nữa rồi. Nghe không? Vì Phật Bồ Tát thương chúng ta mà, thương như con đỏ, thì làm sao để cho mình khổ? Nhưng Phật Bồ Tát cũng không chuyển được, không thể chuyển được. Nghiệp của mình phải chịu, phải trả. Đấy, dòng họ của Đức Phật Thích Ca là dòng họ là quyến thuộc của Phật Thích Ca, mà đến khi trả nghiệp Phật cũng không chuyển được, cũng phải chấp nhận. Ngài Mục Kiều Liên ấy, khi quân của vua Lưu Ly đem sang để giết dòng họ Thích Ca, đấy, câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo, vua Lưu Ly đem quân sang đánh chiếm và giết hết dòng họ Thích Ca, thì đã giết được rất nhiều, còn lại một số thân quyến của Đức Phật. Thì ông Mục Kiều Liên ấy, đại thần thông Mục Kiều Liên, bây giờ mà không biết làm nào, trốn đâu, những người này trốn đâu không được nó rồi, thì ông dùng thần thông, ông thu hết tất cả thân quyến dòng họ của Đức Phật Thích Ca, ông cho vào trong bình bát của ông ấy, dùng thần thông ông thu nhỏ người lại, đút vào trong bình bát, đậy lắp vào để yên đấy, cho để lên trên cõi trời. Thế là yên tâm là sẽ bảo tồn được, không ai làm sao.
Khi mà giặc Lưu Ly nó rút đi thì Mục Kiều Liên mới lấy bình bát xuống, mới mang trước mặt Phật bảo: con đã cứu được dòng họ thân quyến của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo: ông không thể cứu được, nghiệp không thể trốn tránh được, ông hãy mở bình bát ra mà xem. Ngài Mục Kiều Liên mở nắp bình bát ra thì tất cả bên trong, bao nhiêu con người ở trong đấy biến thành máu hết, thành máu hết, cũng phải chết. Đấy, có cứu được đâu, đấy là thần thông, không cứu được. Thì chúng ta thấy cái nghiệp sợ đó. Cho nên ý, chính vì cái thế này cho nên Đạo Phật dạy chúng ta, chúng ta phải làm chủ hành vi của mình, mình phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm. Đấy, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người nhé, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không đổ tại ai được, và mình sẽ gánh hậu quả của chính mình, cái quả của chính mình, thưa đại chúng. Đấy, không xem thường được. Cho nên đối với nhân quả này, cái tai họa này chúng ta chuyển làm sao đây? Phật dạy trong đời sau, những người mà ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, người nghèo khổ túng thiếu. Bây giờ thì cái thời buổi này cơ bản chúng ta ăn và mặc thì cũng không đến nỗi rồi. Cách đây một vài chục năm thì nhiều nhà ăn không có, mặc không đủ, phải mặc áo rách, áo vá. Nhưng bây giờ thì chúng ta gần như không ai phải mặc áo rách, áo vá. Chỉ có cái đám thanh niên bây giờ nó mặc quần rách thôi, đúng không? Quần vá, quần rách. Quần lành nó xé thành quần rách, mài đi cho rách hết ra. Có không ở đây chúng? Thanh niên bây giờ nó lại không thích mặc quần lành, mặc quần rách. Bây giờ là nó thích rách chứ không phải nó như ngày xưa mình sợ rách. Nhờ thanh niên thích mặc quần rách, quần lành nó xẻ ra, nó mài thùng ra. Đấy. Thế thì những người mà ăn mặc không đủ, tức là người rất nghèo, ăn không đủ, mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, cầu mong điều gì cũng không toại nguyện. Đấy, Thầy tin là các Phật tử đi chùa lễ Phật cầu cũng nhiều đấy. Không biết nhưng mà điểm lại mình được toại nguyện bao nhiêu cái. Nghe không? Cầu cả trăm điều mà giỏi lắm được vài ba điều. Nghe không? Thế còn cái người này là cầu gì cũng không được. Đấy, mà cái người mà đi Phật, đi chùa lễ Phật cầu mãi không được, người ta sẽ chán Phật, chán chùa. Tâm lý thường là như thế, đúng không? Chúng ta đi vài lần nghe Thầy Thái Minh giảng thì hay thế, mà sao mình cầu mãi, khấn mãi, chả thấy được cái gì. Thôi, thôi ở nhà đi buôn. Đấy, cái tâm lý thường thế. Đi vài lần cầu khấn không được là thấy chán. Thế còn đi một lần đầu tiên mà cầu cái được ngay thì phấn khởi, không? Lần sau là đi nhiệt tình. Đấy, cái tâm lý thường là thế. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, cái cầu khấn được cũng đâu có phải là chuyện tự nhiên mà được đâu, may mà được đâu, trong nhân quả hết đấy. Hôm trước Thầy đã giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu đấy. Cầu nguyện như thế nào để thành tựu? Nó phải có cái nhân duyên của nó, chứ không phải là cứ cầu là được. Nếu mà cầu là được thì sao? Mấy ông thầy cúng không phải đi cầu cho ai, mấy ông thầy cúng thuê đấy. Các Phật tử, các đoàn vẫn đi, vẫn mời một ông thầy khấn, thầy cầu đi cùng đoàn mình để khấn cầu. Thế thì chúng ta biết ngay rồi, nếu cầu không, khấn không mà được thì mấy cái ông thầy khấn cầu thuê đấy, ông không phải đi khấn thuê nữa vì ông khấn giỏi nhất, đúng không? Là ông phải khấn cho ông được hết rồi. Thế thì chúng ta biết ông vẫn còn phải đi làm thuê cho mọi người, đi cúng thuê, khấn thuê thì biết rằng là khấn không được, đúng không? Khấn không là không được. Để khấn mà được nó phải nhiều yếu tố lắm. Hoặc thân có nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy. Hung suy, suy là kém đi, hung là những cái điều ác, điều đáng sợ, gọi là hung. Nhà cửa thì không yên ổn, quyến thuộc thì chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu ở nơi thân luôn luôn. Mình liên tiếp gặp tai họa, gọi là tai bay vạ gió. Đến trong giấc mộng cũng thường phải kinh sợ. Đấy, một người, nếu mà một người nào mà nếm đủ những cái tai họa này thì đúng là thật là đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, ốm đau, tai nạn,
nhà cửa thì bất an, quyến thuộc thì chia lìa, tai họa, tai vạ thì đến thường xuyên, ngủ cũng không yên, người này thì khổ lắm, rất là khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này quả thật có những người khổ đến như thế này đấy, khổ lắm. Kể ra người ta ngày từ sinh bé sinh ra đã là đau khổ rồi, có những người mà trả những cái quả khủng khiếp đến như vậy. Những người như thế đó thì làm thế nào đây? Phật dạy, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, một muôn là nghìn biến. Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn, đồ mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn, vui vẻ. Đấy, cái cách chuyển nghiệp của chúng ta, Phật dạy đấy. Nếu gặp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, trí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến. Cái chữ một muôn biến này chúng ta phải hiểu là rất là nhiều, tức là tâm tâm niệm niệm phải hướng về. Ở đây gặp hình tượng, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, tức là gì? Nghe đến chùa đây này, nghe thầy bảo phải biết quay về tu tâm đi. Người này khổ thế này là tâm ác nhiều lắm đấy. Bắt đầu phải quay về tu tâm, sửa tâm đi, quay về với tạng tâm của mình, với mảnh đất tâm này này là địa tạng của mình đấy. Chúng ta có mảnh đất tâm đấy, gọi là địa tạng, đất là địa đấy. Quay về cày xới, phải không? Làm giàu cái mảnh đất tâm mình lên. Trước đây mình để cho nó bạc màu, để cho nó mọc cỏ, gai góc lên nhiều quá. Vì cái tâm mình trước đây để nó gai góc, để cỏ dại, để gai góc nó mọc lên, bây giờ nó ra những quả gai góc đau khổ. Tâm mình toàn sỏi với đá, với lại gươm đao, với lại cả trông thôi, thì làm sao mà mình an lành được. Cho nên hôm nay gặp pháp môn Địa Tạng đây này, vào lên chùa nghe các thầy nói gặp Địa Tạng rồi, quay về bắt đầu tu tâm mình, bắt đầu cày xới, vào cày đất lên, nhặt hết đá sỏi, vào bỏ hết gươm đao ở trong tâm mình đi, cỏ dại cỏ giếc nhặt đi, bắt đầu bón phân cho đất màu vào, làm cho nó màu mỡ cái mảnh đất tâm của mình lên, rồi gieo hạt giống tốt vào, phát tâm bồ đề, đấy là gieo những hạt giống tốt, nghe không? Đó, thì đấy là chúng ta niệm niệm muôn nghìn biến ở chỗ đó đấy. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm, ở đây nói chữ muôn nghìn biến tức là tâm tâm niệm niệm. À đúng rồi, thầy nói thế là đúng rồi đấy. Nhất khoát mình khổ, mình gặp tai ương như thế này, nhiều thế này, không thể do ai đâu, phải ở nơi mình rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó phải chuyển từ tâm mình, từ tâm mình phải chuyển hóa, bắt đầu làm mới tâm mình, dọn sạch tất cả gai góc trong tâm mình, gieo hạt giống lành vào tâm mình, tâm tâm niệm niệm, nghìn muôn biến tức là tâm tâm niệm niệm, bắt đầu sửa mình. Thì sao? Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn vui vẻ. Đấy nhá, như vậy đại chúng mới thấy, chỉ một pháp môn Địa Tạng chuyển hóa số nghiệp của mình, chuyển từ khổ thành sướng, từ đói khát thành no đủ, từ bất an thành an lạc, chỉ ở cái tâm mình thôi. Chúng ta nhớ, cho nên chỗ này này, không có ai cho người ta bảo nếu rời tâm mà tu, đấy là ngoại đạo. Đấy, đi tu học Phật mà lại cứ lo cái bên ngoài, không lo quay về sửa tâm mình. Nghe không? Cho nên ở chùa chúng ta khi thỉnh oan gia trái chủ, oan gia trái chủ nào nó cũng nói về nghiệp của mình, phải quay về sửa tâm mình, thực hành các công hạnh mới được, là phải sửa tâm để chuyển hóa. Đấy, không còn cứ nói bây giờ bảo đi đến chỗ này, cứ đến chỗ này mà khấn mà cầu là sẽ được, là không phải đâu. Vào tận trong hang núi này, hang núi kia, vào đến đền này, đến mẫu kia để khấn, cái đó là cầu bên ngoài tâm rồi. Cầu gì cầu ở ngoài tâm là không đúng Phật Pháp. Nhất khoát vẫn phải cầu ở nơi tâm mình, phải tu tập từ nơi tâm mình là chân thật cầu Phật Pháp. Đây chính là pháp môn Địa Tạng đấy. Đấy,
Tai ương hoạn họa ở đâu ra? Từ tâm mình chiêu cảm mà ra. Từ cái tâm bất thiện mình chiêu cảm ra tai ương hoạn họa. Vậy thì bây giờ muốn chuyển nó cũng phải chuyển từ tâm mình, không thể khác được. Thế thì đại chúng phải có thời gian chúng ta quay lại, ngồi lại kiểm tâm mình. Nghe không? Mình phải xin trong những cái buổi sinh hoạt của đạo tràng, mỗi mỗi đều đứng lên xin với đạo tràng, xin đại chúng chỉ lỗi cho con, cho em, để em nhận ra lỗi lầm mình, chỉ ra cho em những cái thói hư tật xấu, những tập khí xấu của em, để em sửa thân tâm em. Trong khi sinh hoạt đạo tràng, làm sao các đạo tràng đều có cái mục phát lộ sám hối và kiểm tâm này. Nghe không? Vì nhiều khi mình không thể nhận ra được cái tật xấu của mình đâu, không nhận ra được. Mình nghĩ mình là vẫn tốt đấy, nhưng mà chỉ có huynh đệ, có đại chúng người ta mới thấy những cái xấu của mình. Và chân thật mình xin mọi người chỉ lỗi cho mình. Nhá, cái này nó đưa vào chứng pháp hành của các đạo tràng. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng ở tại đạo tràng sẽ có thêm cái phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm. Nhá, chúng ta phải thật như vậy. Chúng ta phải nêu ra những cái đức tốt là mình phải thực hiện. Wow. Những cái đức tốt chân thành này, wow. Giữ giới này, nha. Rồi mình sống yêu thương, đùm bọc mọi người, mình biết hy sinh và mình biết xả thí. Đó, tất cả những cái đức tốt thì mình phải đưa ra. Đấy, mình phải học nhẫn nhục, lắng nghe, phải rèn, đưa vào cái để đấy những cái tốt mình phải học, những cái xấu mình phải trừ, cái hay ganh ghét đố kỵ phải trừ, cái tham lam ích kỷ mình phải trừ, wow. Cái hay sân hận bực bội phải trừ, đấy, cái lười biếng phải trừ, đã. Cái hay dối trá phải trừ, cái hay nịnh bợ phải trừ, đã. Nhiều nhiều cái tật xấu lắm, cái hay đặt điều cho người phải trừ, đã. Biết bao nhiêu cái phải trừ, đấy, trừ nó đi, thì trừ những cái là cái họa nó không xảy đến nữa, nó sẽ chuyển. Tâm chuyển là nghiệp nó phải chuyển thôi. Cho nên trong các cái năng lực ý, thì năng lực của nghiệp rất lớn, nhưng năng lực của nghiệp lại không bằng năng lực của tâm. Năng lực của tâm là lớn nhất. Đấy gọi là tâm lực. Đại chúng nhớ như thế. Nghiệp là rất lớn, nhưng mà tâm còn lớn hơn, vì nghiệp nằm trong tâm. Đó, cho nên chúng ta chuyển tâm là sẽ chuyển nghiệp. Đấy, đại chúng nhớ thế. Đấy, cho nên bây giờ học được pháp môn Địa Tạng này, chúng ta biết rằng chúng ta chuyển tai họa, chuyển nghiệp của mình, chuyển hóa đau khổ của mình phải chuyển từ tâm của mình, từ trong mảnh đất tâm của mình chính là Địa Tạng. Khi Địa Tạng Bồ Tát mà xuất hiện, và có đất, có tâm, chưa có Bồ Tát thì chưa chuyển, nhưng mà có Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ chuyển. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm vì chúng sinh. Tâm Bồ Tát là tâm hy sinh vì người. Đấy, tâm Bồ Tát là tâm quảng đại. Chúng ta ai cũng có đất, ai cũng có tâm mà gọi là có Địa Tạng, nhưng chưa có Bồ Tát. Bây giờ phải có Bồ Tát Địa Tạng nữa, phải không? Tức là phải có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát cũng là Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, thực hành tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát này thực hiện trên cái đất tâm của chúng ta. Đấy, Bồ Tát này cày xới mảnh đất tâm của chúng ta, làm giàu mảnh đất tâm của chúng ta lên, lọc bỏ gai góc trong tâm chúng ta đi, và gieo các hạt giống tốt lành, chúng ta sẽ được hái quả ngọt, trái ngọt. Đấy. Chúng ta sang cái phần thứ 10, thoát khỏi hiểm nguy. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân nơi sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Những người ấy khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn, vui vẻ luôn. Cho đến dẫu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Cái phần thứ 10 nói về việc chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm. Phật dạy, Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng
nếu đời sau có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì những việc làm ăn, hoặc là những việc công chuyện riêng tư, hoặc nhân việc sinh và tử, hoặc nhân việc gấp mà phải đi vào rừng núi, qua những sông vượt biển, gặp nước lụt lớn, hoặc đi vào những cái đường hiểm trở, thì khi đi người ấy nên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thì đi qua nơi nào, chốn nào cũng sẽ có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng ngồi nằm đều được an ổn vui vẻ, cho đến gặp những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Chỗ này là thoát hiểm nguy, những chỗ nguy hiểm, hiểm nạn đấy. Nếu chúng ta có những cái việc gì phải đi, mà đi phải đi qua khu vực hiểm nạn đấy, qua những cái chỗ rất là sợ, đáng sợ đấy, qua đi qua biển lớn, vào trong rừng thiêng nước độc, vào những cái chỗ rừng sâu, vào có thú dữ, những cái chỗ là chỗ nguy hiểm. Ở đây Phật dạy người này hãy niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục, thì sẽ có quỷ thần hộ vệ mình nha, và mình sẽ được an ổn, sẽ được an ổn, và các cái loài độc hại không làm hại. Thế thì tương tự như cái phần trước quý thầy nói ở đây, tức là sao? Chúng ta vẫn quay về giữ tâm mình, đi qua những chỗ nguy hiểm mà chúng ta quay về giữ tâm mình, giữ tâm mình an thì các việc nó sẽ an, nó sẽ an đấy. Nó kỳ lạ lắm thưa đại chúng, nếu chúng ta gặp loài thú dữ mà nó hại mình, loài thú dữ nó cũng là gì thưa đại chúng? Nó cũng là tâm đấy. Con rắn, con cọp nó cũng là tâm đấy chứ đâu. Nó chỉ khác ở cái hình tướng thôi. Hình tướng của nó là đất, đất ấy đắp lên hình con hổ, con cọp là con hổ, con cọp. Đất ấy đắp thành hình con rắn là thành hình con rắn. Có phải không thưa đại chúng? Con rắn thì nó cũng ăn đất thôi, nó ăn ngoé, ăn nghiếc cũng là ăn đất. Con hổ nó ăn gì? Ăn con nọ con kia cũng là ăn đất thôi. Cũng giống như mình ăn mọi thứ cũng là cuối cùng là ăn đất đấy. Thì nói là thân này là tứ đại. Về thân thì con hổ, con rắn và con sói nó cũng đều là đất, không khác. Nhưng mà khác cái phần tâm đó, ở trong tâm mà thôi. Cho nên con rắn nó ứng xử với mình, nó cũng ứng xử theo tâm. Mình mà đến dọa nó, hay là mình đến đi mà làm cho nó thấy nó sợ hãi, nó sẽ phải phòng vệ, nó cắn mình. Tự nhiên không bao giờ nó cắn mình. Hoặc là mình giết nó rồi, giết mất con rắn vợ, con rắn chồng nó đi báo thù chẳng hạn. Đấy cũng là do tâm. Mình ác hại, mình giết nó. Rắn báo thù nó có, thưa đại chúng. Không phải không có rắn báo thù đâu. Tại sao nó báo thù? Vì mình ác với nó, mình đi giết nó, giết con nó hoặc giết vợ nó đi báo thù. Thế thì đấy có phải là tâm không? Khởi từ cái tâm mình ác. Con hổ cũng thế thôi. Con hổ nó không đói, không bao giờ nó đi nó ăn thịt các con vật khác. Không bao giờ. Nó cũng không ác, nhưng mà nó phải từ cái tâm. Cho nên khi chúng ta biết, nếu chúng ta gặp những cái nạn như thế này, mình có ác nghiệp với những con vật này, đều phải đến lúc trả nghiệp. Đấy. Thế thì chỗ này nếu chúng ta biết quay về tu tâm và chuyển tâm, thì nó cũng chuyển cái nghiệp này. Chuyển cái nghiệp này. Cho nên trong kinh Phật dạy, nếu người nào nhập được vào tâm từ thì thú dữ không ác hại, con vật không ác hại mình. Nếu đi đâu mình cũng nuôi cái tâm từ, giữ cái tâm mình, niệm Đức Địa Tạng, tức là quay về giữ tâm mình, chăm sóc tâm mình, thì con vật ác nó cũng không làm hại mình. Nói là có các thần hộ vệ, nhưng chính là tâm mình bảo vệ cho mình. Con hổ không bao giờ tự nó lại ăn thịt chân tay của nó. Khi tâm của nó mà cảm nhận thấy cái tâm của mình không khác nhau, không có ác hại gì trong đó, thì nó cũng không ăn thịt mình, không ác hại mình. Con rắn cũng vậy đấy thưa đại chúng. Cho nên tâm tâm nó giao cảm. Nói đến Địa Tạng là nói đến tâm. Tâm của mình với tâm của vật nó giao cảm với nhau. Đại chúng cứ thử mà xem. Mình móng khởi một cái tâm ác của nó, lập tức nó cảm nhận được và nó sẽ
nhen anh ra với mình ngay. Nó như vậy đấy. Thế còn mình khởi cái tâm từ với nó, khởi cái tâm thương yêu với nó thì tự nhiên thấy nó cũng yên ổn. Đó, nó như vậy đấy. Cho nên ấy, ở đây cứ hỏi kinh nghiệm mấy anh ở sở thú hay là mấy anh mà huấn luyện viên ấy, tập cho mấy cái con thú làm xiếc, tập cho mấy con hổ, mấy con sư tử đó. Mấy anh này nó kiểm tâm nó rất kỹ. Nó đưa cả cái đầu nó vào trong hàm con sư tử. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ khởi một tâm cái con sư tử, nó nghĩ là anh này hại nó, cái lập tức nó cắn ngay, nó ngậm cái hàm răng vào ngay. Đó, cho nên anh phải giữ tâm anh rất là chặt và khởi cái tâm thật sự như thế nào? Thật là yêu thương nó thì nó mới không hại. Đấy, cái những anh mà huấn luyện thú đó, anh có tâm sự, thật sự là phải giữ tâm mình. Thì con vật nó cũng cảm nhận cái sóng tâm rất là nhanh. Mình khởi cái niệm mà ác hại với nó một cái, khác ý một cái là nó biết ngay, là nó chuyển ngay. Đấy, thế thì chúng ta cũng thế đấy. Chúng ta tu học cái pháp môn Địa Tạng này là biết quay về, thực tập và làm chủ tâm mình. Và từ cái tâm của mình khởi cái niệm thương yêu với muôn loài thì chúng ta sẽ được bình an ở với muôn loài. Cho nên ngày xưa có những vị thiền sư, tổ sư đó, ở trong rừng mà cọp sói ngồi xung quanh, không hại. Đấy. Cọp sói ở ngay xung quanh, nó không ác hại gì cả. Cái câu chuyện này là nhiều người như thế, chứ không phải không. Cái này nó vẫn là tâm thôi, thưa đại chúng, có phải không? Là tâm đấy. Thì vấn đề này là điều phục ở tâm mình. Cho nên ấy, nếu ai tu tập được pháp môn Địa Tạng này thì những cái hiểm nguy, hiểm nạn chúng ta cũng vượt qua được. Vượt qua được. Đây là cái điều đặc biệt. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình, nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thì dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Đã kết thúc cái phần này, Đức Phật dạy cho Đức Quan Âm, nếu mà nói về các cái sự lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh thì nói đến trăm ngàn kiếp cũng không thể hết được. Và ông nên ý, dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh Địa Tạng này cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây đến mãi trăm nghìn kiếp đều được hưởng những sự lợi ích an vui. Cho nên ý, kinh Địa Tạng là bộ kinh rất hay của kinh điển Đại Thừa. Phật tử chúng ta cũng có duyên nhiều được đọc và được tụng kinh này. Nhưng mà để diễn nghĩa cho hiểu ra sâu xa thì ít thôi. À, đọc kinh, hiểu nghĩa và ứng dụng tu hành. Chứ không phải chỉ đọc không. Tất nhiên đọc kinh không thôi thì cũng đã là có cái tốt rồi. Nhưng mà phải hiểu được nghĩa, rồi thực hành được nữa thì mới là rốt ráo. Đó. Chúng ta nghe kinh Địa Tạng. Như vậy chúng ta đã rõ về chỗ này chưa? Đấy, Địa Tạng là mảnh đất tâm của mình, tâm tạng của mình. Tu Phật Pháp là phải tu tâm, phải chân thật quay về tâm mình và phải sửa tâm tính mình thật sự. Nếu tâm mình còn xấu ác thì mình sẽ còn đau khổ do tâm mình. Nếu tâm mình được chuyển hóa thì ác nghiệp của mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ được an vui. Đấy là chân thật đấy, thưa đại chúng. Và đấy là Đức Địa Tạng dạy cho chúng ta đấy. Phật Thích Ca dạy chúng ta tu là như vậy đấy, không khác được. Chúng ta phải quay về, chuyển hóa ở chính tâm mình. Chính tâm mình, đại chúng nhớ. Thế thì chúng ta qua những cái phần văn kinh này, chúng ta về, chúng ta ứng dụng ngay. Và ngày ngày kiểm tâm mình, xem xét hành vi của mình. Nghe không? Mình làm như thế này đã đúng lời Phật dạy chưa? Mình sống như thế này đã tốt chưa? Mọi người nhận xét về mình thế nào? Ngày một ngày mình phải thấy mình tốt hơn, tiến bộ hơn. Đó. Mình sống làm sao để cho mọi người thương yêu? Nghe không? Sống làm sao hòa hợp với mọi người? Tất cả những cái này là từ tạng tâm của mình.
mà ra. Cho nên đại chúng phải biết cái tạng tâm của chúng ta nó phủ trùm tất cả vũ trụ vạn hữu này đều nằm trong tâm tạng chúng ta đấy. Cái tâm này nó không phải đơn giản, thưa đại chúng. Cho nên tại sao Phật này dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo tạo ra. Từ núi non trời biển này cũng tâm mà tạo ra, không có gì lạ đâu. Cho nên ý, biết gốc nguồn nó như thế thì chúng ta phải chuyển hóa tâm mình. Đẹp xấu hay dở ở tâm mình mà ra. Vậy muốn được cái hay, cái tốt thì cũng phải cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Mình phải rèn cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Và Thầy tin không ai là không muốn mình được những cái điều hay, điều tốt thì phải tu tâm, nhá, phải sửa tâm mình. Đó là cái mấu chốt của Phật Pháp đấy. Không tìm ở đâu xa, không chạy ra đâu xa, không chạy ra bên ngoài, cầu tìm bên ngoài, mà phải tìm ngay lại chính tâm mình. Khi tâm mình tốt rồi, mọi cái nó theo đó, nó chuyển hóa, cảnh của mình nó sẽ chuyển. Nghe không? Tâm mình an lạc, cảnh mình nó sẽ phải chuyển theo. Hôm nay Thầy dừng ở đây, kính chúc đại chúng hiểu được nghĩa kinh và tinh tấn thực hành. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế thì ở đây Phật dạy rằng những cái người mà cái kiếp này mà như vậy, đọc tụng kinh điển, nhớ nhớ quên quên, không thực hành được như thế, là do trong đời trước có cái nghiệp chướng, có cái ác nghiệp đối với chánh pháp của Phật, đối với người tu hành. Cho nên ấy, cái kiếp này khiến nên cái báo là chướng ngại, tu tập nhất là kinh điển Đại Thừa bị chướng ngại. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm của mình mà cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Đấy nhé, ở đây Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tăng trưởng trí tuệ chỗ này. Những cái người mà bị cái báo như thế này này, cái quả báo gọi là tâm tối đối với kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa này, thì khi nghe thấy danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài, thì đem hết bản tâm của mình cung kính bày tỏ với Bồ Tát. Con kính lạy Bồ Tát, con bạch Bồ Tát, con ngu dốt tâm tối quá. Nghe không? Thật là con tâm tối ngu dốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nha. Đây về mặt sự là như thế. Chúng ta cũng đến tượng Phật, tượng Bồ Tát bạch rất rõ ràng. Con tên là thế này, pháp danh thế này. Con này đối với kinh pháp Phật, con đầu óc ngu tối. Đọc câu trước thì quên câu sau, nghe không? Không nhớ, mà nghe Thầy giảng thì giảng trước quên sau. Nghĩa lý không vào trong tâm, con ngu dốt tâm tối. Nay con xin Bồ Tát gia hộ, phù hộ cho con, nghe, cho con được khai mở trí tuệ nhé. Thế rồi phát nguyện cúng dường, hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các đồ ngoại cụ, vân vân. Đấy, dốc ra để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam và thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh. Một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy, liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Đấy, đây là cái pháp mà Phật dạy chúng ta để trừ cái tâm tối của mình nha. Cái này là rất nhiều người cần. Thì đây là trong văn kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào để thực hành. Chúng ta biết rồi, kinh điển Đại Thừa là dạy về tạng tâm của chúng ta.
Cho nên ấy, cái người này, ở đây Thầy cũng nói nhiều người cũng đặt nước lên trước tượng Địa Tạng, cúng rồi khấn, rồi uống cũng nhiều ngày rồi, không biết trí tuệ mình có sáng suốt hơn không? Nghe không? Có thể nó sáng lên một tí. Nhưng như trong kinh này nói rằng là từ đó là đọc kinh điển Đại Thừa là sẽ nhớ, không quên, không quên. Chắc là chưa được như thế. Vậy thì chúng ta đã làm có thể phần sự như kinh mình làm, phần lý mình chưa đầy đủ. Ở đây nhé, về phần lý của đạo ở chỗ này là thế nào? Cái người mà tâm tối thế này, tức là người cũng chúng ta thường không quay về quán tâm mình. Cho nên khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Ngài thì phải đem hết bản tâm cung kính bày tỏ. Tức này, người này phải quyết định quay về quán tâm của mình, cung kính tâm của mình, tu tâm của mình đấy. Nhá, phải thật sự quay về điều phục tâm của mình, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các thứ này để cúng dường lên Bồ Tát. Nói hương hoa này, ở đây Thầy cũng nói không phải chỉ là hương trần này và hoa này đâu. Hương hoa trong Phật Pháp, ví dụ là gì? Hương là hương gì? Là ngũ phần hương đấy, giới hương, định hương đấy. Đấy mới là cái hương mà trong Phật Pháp. Tuệ hương, giới định tuệ, những cái đó nhé. Sẽ thực tập cái này. Mình phải lấy giới hương, bắt đầu từ hôm nay con tu tập giới, rồi con phải tu tập thiền định để cho tâm con nó định tĩnh. Đấy, rồi từ đó mà trí tuệ nó phát sinh. Đấy là phần hương. Nghe không? Đó. Rồi phần hoa, chúng ta phải làm nhiều những việc thiện, công đức. Đấy là phần hoa. Y phục là gì? Y phục trong Đạo Phật không phải là chỉ là cái áo này đâu. Đó phải là cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Đấy, mình phải tu tập cái này. Nghe không? Chứ không phải các Phật tử về rồi mua mấy sấp vải rồi mang lên đặt trước tượng Bồ Tát, rồi con cúng Địa Tạng để con xin con thông minh. Nghe không? Không hẳn là như thế. Phải lý sự đầy đủ. Đồ ăn tức là mạng sống của mình, mình phải dám dâng tất cả cái sự chân thành, chân thật của con. Con nhất quyết con sẽ tu Phật Pháp, con thấy Phật Pháp là cao quý rồi, con dốc lòng con tu tập Phật Pháp. Đấy, cúng dường lên Địa Tạng. Tức là đây đem tất cả thân tâm mình tu tập chân thật. Chén nước trong để cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi mình uống thì sao? Đấy, nước trong tức là thể hiện sự trong sạch của tâm hồn, mình vẫn gọi là tịnh thủy, nghe không? Và chúng ta uống tức là chúng ta phải uống nước rồi đừng có để rớt ra ngoài. Và giống như là nghe Pháp là phải lắng tâm mình để nghe Pháp, đừng để tâm nó lơ đễnh là nước Pháp chảy hết ra ngoài, không vào trong tâm mình. Đấy, cho nên cái chén nước này cũng thế, chứ không phải chỉ là uống nước cúng Phật. Ngày nào cũng nước cúng Phật, có người tham thì giờ không phải để một chén, họ để cả một cái tô thật to để con uống nhiều cho nó nhanh thông minh. Đấy, lại là tham, mà cái tâm tham như thế thì lại không được. Đấy, tham sân che lấp mất tâm trí của mình mà. Cái tâm của mình nó tăm tối là do ba độc tham sân si. Thế bây giờ nghe thấy Phật bảo cứ để chén nước lên đấy, cúng Phật, khấn Phật xong rồi uống cho mình thông minh. Thế thì không phải một chén mà nó lấy hẳn một tô, một thau để trước Phật xong rồi uống. Thế thì cái tâm tham nó lại khởi lên rồi. Đấy không? Nên chúng ta thế. Cho nên nhiều khi học Phật ấy không hiểu rõ. Tu Phật là diệt ba độc, trừ tham sân si. Tham sân si mình diệt thì lòng mình nó mới quang sáng ra được. Đấy, chúng ta vì tham sân si, vọng động cho nên tâm trí dần dần nó mờ tối. Nó như vậy đấy. Lòng mình nó không thanh thản, không an tĩnh được thì trí tuệ không có. Còn tâm người ta thảnh thơi, người ta không có những cái tham sân si nhiều thì nó trong sáng cái tâm. Cái tâm chúng ta như hồ nước suốt ngày sôi động, bùn đất đục ngầu hết cả thì làm gì mà trong sáng được. Đó, cho nên cái chỗ này, cái nước để cúng Phật này, phải nhớ cái nước là như vậy, tịnh thủy,
tức là tâm, giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Uống cái nước này, nghe không? Rồi chắp tay về hướng Nam, thì chúng ta biết hướng Nam là hướng gì? Cái hướng Nam này là hướng gọi là hướng hỏa. Hỏa tức là gì? Nhiệt thành, cái ngọn lửa nhiệt thành của mình, chí thành tha thiết của mình. Chứ không phải cứ như thế này là uống nước xong lại chem miệng quay về hướng Nam để uống đâu, nghe không? Là sẽ được thông minh đâu. Đấy, chúng ta hiểu cái ý nghĩa trong văn kinh Phật là như vậy đấy. Tức là người này toàn tâm toàn ý về sự tu tập thì nó mới khai mở trí tuệ được. Không phải đơn giản, thưa đại chúng nhé. Và uống nước này với cái tâm trịnh trọng và xong rồi vào thật sự một lòng giữ gìn giới pháp của Phật. À, giữ gìn không gì đấy, không sát sinh này, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, kiêng ngũ tân rượu thịt. Đấy. À, tức là chúng ta phải thực hành giới pháp của Phật. Tu tập như thế này một tuần, hai tuần, ba tuần. À, chân thật như vậy thì sao? Ở đây trong kinh nói sẽ Đức Địa Tạng sẽ đến trong chiêm bao, hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh môn của người đó. Thấy Đức Địa Tạng dưới nước trên đỉnh đầu mình. Sau khi thức dậy, người đó liền thấy mình thông sáng trí tuệ. Một phen nghe đến kinh điển, liền nhớ mãi, không quên dù một câu kệ. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái điều này có xảy ra không? Có xảy ra khi chúng ta thực hành đầy đủ lý sự theo kinh Phật. Nghe đại chúng. Thế còn nếu mà chúng ta không tu tập thế này thì nó không thể có sự chuyển hóa, không thể cảm ứng cái điều này được. Đó. Tu tập mà thật như thế này, dấn thân thật như thế này, wow. Đốt lửa nhiệt thành lên như thế này, wow. Rửa tâm cho thanh tịnh thế này, wow. Thực hành giới pháp của Phật thế này. Đấy. Nhất khoát mình sẽ khai mở trí tuệ. Khai mở trí tuệ, chứ không thể không được. Đó. Thì đây là cái lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đem đến cho chúng ta, là chúng ta biết quay về tu tập nhé. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, hiểu lý, hiểu sự để chúng ta thực hành. Không phải là nói lý là bỏ sự. Nói lý thế rồi thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát không cung kính, không lễ bái. Không phải thế, vẫn phải đầy đủ tất cả các tâm, đầy đủ việc. Đó. Chúng ta sang tiếp cái mục thứ 9 là tai nạn được tiêu trừ. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Đây là nói về phần tai nạn. Chúng ta biết ở trên đời này chẳng mấy ai không có tai nạn. À, những cái hoạn họa nó đến với mình, chẳng mấy ai được một đời hoàn toàn suôn sẻ. Ai cũng cầu mong cho mình được tiêu tai giải nạn, đúng không? Đấy, cho nên mới sinh ra những cái tập tục lễ gì? Dâng sao giải hạn, cắt sao, hoán số, di cung hoán số. Đấy, rất nhiều thứ lắm. Chuẩn bị đến cái năm này xây nhà, nhưng mà lại bảo năm nay là mình là kim lâu, thôi xin lên chùa thầy di cung hoán số cho con. Đấy, hay là thầy cho con để làm lễ để đổi tuổi cho người khác. Rất nhiều cái sinh ra từ những cái chuyện này. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện chúng ta sợ tai nạn, sợ tai họa thôi. Mà tai nạn, tai họa thì đúng là không ai muốn, không ai mong cả. Chúng ta muốn sống cuộc sống thật sự bình an. Có phải không? Ai cũng muốn cuộc đời mình suôn sẻ, chồng con mình, gia đình mình đi đâu cũng suôn sẻ, bình an. Cho nên bảo không xin gì cả. Có nhiều người bảo, con thầy bạch thầy, con đến chùa con không xin, con xin hai chữ bình an. Đúng rồi, xin bình an là quý nhất thật sự. Phải không? Bình an tức là mọi cái đều tốt lành.
Thế thì như vậy, thưa đại chúng, tai họa là một cái điều đáng sợ. Ai cũng thế, muôn loài chúng sinh đều sợ tai họa, chẳng ai muốn tai ương hoạn họa đến với mình cả, muốn tránh xa nó tránh xa mình ra. Nghe không? Thế thì làm thế nào để giải trừ được tai nạn đây? Chẳng những chúng ta đi cắt sao giải hạn được không? Cắt sao giải hạn được không, đại chúng? Ở đây Thầy hỏi là ai đồng ý cắt sao giải hạn là sẽ giải được hạn? Giơ tay Thầy xem nào. Ai đồng ý nào? Không ai đồng ý. Như vậy là các Phật tử chúng ta biết rồi, cắt sao dâng sao giải hạn không thể giải được hạn. Đấy, Thầy biết có rất nhiều ngôi chùa lớn lắm, họ làm những cái lễ dâng sao giải hạn, hàng vạn người đến dâng sao giải hạn, mà có thể nói là nhiều đấy. Nhất là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội, dân Phật tử Hà Nội đi dâng sao giải hạn đầu năm nhiều lắm. Thế nhưng mà hạn vẫn xảy ra, có phải không? Tai ương vẫn xảy ra, có hết đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái lễ, một cái việc để mong cầu, thể hiện cái sự mong cầu thôi. Nếu có cái gì dâng mà giải được hạn thì Thầy cũng giúp cho Phật tử để giải hạn. Nếu có, mình cũng sẽ làm. Nhưng cái vấn đề là cái ấy có giải hạn được không? Chúng ta đi dâng sao, chúng ta cắt sao, cắt số đi thế, có giải được không? Sự thật là cái nghi lễ ấy không cắt được, không giải được. Cho nên nhà Phật dạy là hạn, hoạn nạn của ông là do từ ác nghiệp của ông mà ra. Nhất khoát là từ ác nghiệp, có cái nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có những cái nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này này, từ bé mình gây ác nghiệp, mà đến năm nay 49 tuổi nó trổ ra cái quả này thì cũng là cái nghiệp, nghiệp cũ thôi, nhưng nghiệp của đời này. Cái nghiệp nghĩa là gì? Là cái việc có thể vừa mới làm phút trước, giờ trước cũng trở thành nghiệp hết. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, khi mà quán chiếu về cái thời gian dòng nhân quả, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước, ngay phút trước, giây trước mình đang là kết quả của nó. Và mình lại đang là tạo tác cho giây phút sau, kế tiếp ngay và cho tương lai. Đấy, chúng ta là như vậy đấy, chúng ta đang đứng ở cái chỗ này mà nhất cử nhất động của mình vừa ảnh hưởng của cái quá khứ. Quá khứ là ngay cái giây vừa mới xảy ra, và lại chúng ta ảnh hưởng đến cái tương lai là ngay cái giây tiếp theo của mình. Đấy, nếu mà quán sâu xa về nó phải như vậy đấy. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả này. À, nhất cử, nhất động, tâm niệm chúng ta đều tạo nên cái năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp, và nghiệp ấy nó tác động lại chính chúng ta ngay. Chứ thưa đại chúng, thế thì có cái gì mà ra ngoài nhân quả được đâu. Thế cho nên ấy, tai họa của mình cũng nằm trong nhân quả. Nghe không? Có thể nhân ấy từ kiếp trước, có thể nhân ấy trong kiếp này mà sinh ra cái quả bây giờ. Đấy, cái nhân cũng có thể vì vừa nãy anh ăn tiệc, anh uống nhiều rượu quá, cho nên giờ đi đường anh bị tai nạn. Thì không thể là đổ tại, chỉ hoàn toàn do kiếp trước vì vừa anh uống rượu say. Cái uống rượu say của anh ấy, anh không làm chủ mình, anh quá chén. Người ta mời, người ta tâng bốc, mà lại có mấy cô xinh xinh bên cạnh, cô cứ chuốc cho, thế là uống anh hùng lên, uống say mềm ra rồi cầm vô lăng lên ở xe là tai nạn. Cái chuyện không đổ nhân kiếp trước, nhân kiếp này vừa mấy nãy ăn cơm xong, uống rượu xong, chuẩn bị quả báo đấy. Đấy là nhân quả, chứ không ra ngoài nhân quả đâu. Thế như vậy đại chúng mới thấy chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, chứ không đổ lại tại kiếp trước. Nếu cái tính mà hay đổ tại kiếp trước tôi như thế, giờ tôi phải khổ, thì chúng ta lại có tính ỷ lại, chúng ta không vươn lên. Nhưng mà ngay hành vi trong kiếp này của mình, ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta, nó cũng làm cái duyên để cho cái quả của kiếp trước có thể trổ ra. Đấy, cho nên ấy, duyên duyên nhân quả nó rất là kháng khít với nhau, nó rất là biện chứng. Đấy, thưa đại chúng, đấy, để chúng ta ý thức về việc của mình. Đại chúng nhớ không ạ? Nhá, nhân quả nó như thế đấy, nó khít khao như vậy, nó chặt chẽ, không hở một ly, để chúng ta không thể ra ngoài nó được. Vậy đấy, cho nên không thể nói bừa, làm bừa được đâu, đều trong nhân, trong quả hết. Vậy thì cái tai họa của chúng ta là trong nhân quả mình gây chịu.
mình gây mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu. Người nào làm thì người đó phải chịu đó, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Đó. Nhân quả là nó chính xác, nó báo là báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ là gửi người nọ sọ người kia. Nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai. Vậy thì tai họa của chúng ta là ai? Ở mình mà ra, ở nơi mình. Nhất khoát không kiếp trước thì kiếp này, không nhiều kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả, chính là tai họa. Cho nên Phật dạy chúng sinh thì sợ, sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Bậc Bồ Tát, bậc có trí tuệ thì họ lo sợ từ lúc gây nhân, gieo hạt giống là họ đã cẩn thận rồi. Còn chúng ta thì lúc gieo hạt giống, gieo nhân này thì thoải mái, vung tay thoải mái, không sợ gì cả, hạt nào cũng gieo, đúng không? Hạt thiện, hạt ác gì gieo bú lù xua hết cả, hạt gai, hạt góc gì cũng gieo hết. Thế đến lúc nó trổ ra quả thì bắt đầu than khóc, sao mà con khổ thế, sao mà con lại bất hạnh thế, wow. Từ bé đến giờ con sống tốt thế mà sao bây giờ con khổ thế. Có biết đâu là tiền kiếp mình đã gây những cái ác nhân rất nhiều, tai họa đến với mình nhé. Thế thì khi gặp tai họa chúng ta sợ và chúng ta cũng mong cầu muốn tránh đây, muốn chuyển cái họa này đi đây, nghe không? Thì kinh Phật đây cũng dạy cho mình chuyển tai họa. Tất nhiên chuyển này cũng phải chuyển từ mình chứ không thể ở đâu chuyển được đâu. Phật Bồ Tát không chuyển thay cho mình được, đại chúng nhớ như thế. Phật Bồ Tát không chuyển thay được vì mình cứ suy lý thế này. Nếu Phật Bồ Tát mà chuyển được tai họa cho chúng ta thì chúng ta không ai còn khổ nữa rồi. Nghe không? Vì Phật Bồ Tát thương chúng ta mà, thương như con đỏ thì làm sao để cho mình khổ. Nhưng Phật Bồ Tát cũng không chuyển được, không thể chuyển được. Nghiệp của mình phải chịu, phải trả. Đấy, dòng họ của Đức Phật Thích Ca là dòng họ là quyến thuộc của Phật Thích Ca, mà đến khi trả nghiệp Phật cũng không chuyển được, cũng phải chấp nhận. Ngài Mục Kiều Liên ấy, khi quân của vua Lưu Ly đem sang để giết dòng họ Thích Ca. Đấy, câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo. Vua Lưu Ly đem quân sang đánh chiếm và giết hết dòng họ Thích Ca. Thì đã giết được rất nhiều, còn lại một số thân quyến của Đức Phật. Thì ông Mục Kiều Liên ấy, đại thần thông Mục Kiều Liên, bây giờ mà không biết làm nào, trốn đâu, những người này trốn đâu không được nó rồi. Thì ông dùng thần thông, ông thu hết tất cả thân quyến dòng họ của Đức Phật Thích Ca, ông cho vào trong bình bát của ông ấy. Dùng thần thông ông thu nhỏ mọi người lại, đút vào trong bình bát, đậy lắp vào, để yên đấy, cho để lên trên cõi trời. À, thế là yên tâm là sẽ bảo tồn được, không ai làm sao. Khi mà giặc Lưu Ly nó rút đi thì Mục Kiều Liên mới lấy bình bát xuống, mới mang trước mặt Phật bảo: con đã cứu được dòng họ thân quyến của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo: ông không thể cứu được, nghiệp không thể trốn tránh được, ông hãy mở bình bát ra mà xem. Ngài Mục Kiều Liên mở nắp bình bát ra thì tất cả bên trong, bao nhiêu con người ở trong đấy biến thành máu hết, thành máu hết, cũng phải chết. Đấy, có cứu được đâu, đây là thần thông, không cứu được. Thì chúng ta thấy cái nghiệp sợ đó. Cho nên ý, chính vì cái thế này cho nên Đạo Phật dạy chúng ta phải làm chủ hành vi của mình. Mình phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm. Đấy, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người nhé, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không đổ tại ai được, và mình sẽ gánh hậu quả của chính mình, cái quả của chính mình, thưa đại chúng. Đấy, không xem thường được. Cho nên đối với nhân quả này, cái tai họa này chúng ta chuyển làm sao đây? Phật dạy, trong đời sau những người mà ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, người nghèo khổ, túng thiếu. Bây giờ thì cái thời buổi này, cơ bản chúng ta ăn và mặc thì cũng không đến nỗi rồi. Cách đây một vài chục năm thì nhiều nhà ăn không có, mặc không đủ, phải mặc áo rách, áo vá. Nhưng bây giờ thì chúng ta gần như không ai phải mặc áo rách, áo vá. Chỉ có cái đám thanh niên bây giờ nó mặc quần rách thôi, đúng không?
quần vá, quần rách. Quần lành nó xé thành quần rách, mài đi cho rách hết ra. Có không ở đại chúng? Thanh niên bây giờ nó lại không thích mặc quần lành, mặc quần rách. Bây giờ là nó thích rách chứ không phải nó như ngày xưa mình sợ rách. Giờ thanh niên thích mặc quần rách, quần lành nó xẻ ra, nó mài thùng ra. Đấy. Thế thì những người mà ăn mặc không đủ, tức là người rất nghèo, ăn không đủ, mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, cầu mong điều gì cũng không toại nguyện. Đấy, Thầy tin là các Phật tử đi chùa lễ Phật cầu cũng nhiều đấy. Không biết nhưng mà điểm lại mình được toại nguyện bao nhiêu cái. Nghe không? Cầu cả trăm điều mà giỏi lắm được vài ba điều. Nghe không? Thế còn cái người này là cầu gì cũng không được. Đấy, mà cái người mà đi Phật, đi chùa lễ Phật cầu mãi không được, người ta sẽ chán Phật, chán chùa. Tâm lý thường là như thế, đúng không? Chúng ta đi vài lần nghe Thầy Thái Minh giảng thì hay thế, mà sao mình cầu mãi khấn mãi chả thấy được cái gì. Thôi, thôi ở nhà đi buôn. Đấy, cái tâm lý thường thế. Đi vài lần cầu khấn không được là thấy chán. Thế còn đi một lần đầu tiên mà cầu cái được ngay thì phấn khởi, không? Lần sau là đi nhiệt tình. Đấy, cái tâm lý thường là thế. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, cái cầu khấn được cũng đâu có phải là chuyện tự nhiên mà được đâu, may mà được đâu, trong nhân quả hết đấy. Hôm trước Thầy đã giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu đấy. Cầu nguyện như thế nào để thành tựu? Nó phải có cái nhân duyên của nó, chứ không phải là cứ cầu là được. Nếu mà cầu là được thì sao? Mấy ông thầy cúng không phải đi cầu cho ai, mấy ông thầy cúng thuê đấy. Các Phật tử, các đoàn vẫn đi, vẫn mời một ông thầy khấn, thầy cầu đi cùng đoàn mình để khấn cầu. Thế thì chúng ta biết ngay rồi, nếu cầu không, khấn không mà được thì mấy cái ông thầy khấn cầu thuê đấy, ông không phải đi khấn thuê nữa vì ông khấn giỏi nhất. Đúng không? Là ông phải khấn cho ông được hết rồi. Thế thì chúng ta biết ông vẫn còn phải đi làm thuê cho mọi người, đi cúng thuê, khấn thuê thì biết rằng là khấn không được. Đúng không? Khấn không là không được. Để khấn mà được nó phải nhiều yếu tố lắm. Hoặc thân có nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy. Hung suy, suy là kém đi, hung là những cái điều ác, điều đáng sợ, gọi là hung. Nhà cửa thì không yên ổn, quyến thuộc thì chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu ở nơi thân luôn luôn. Mình liên tiếp gặp tai họa, gọi là tai bay vạ gió. Đến trong giấc mộng cũng thường phải kinh sợ. Đấy, một người, nếu mà một người nào mà nếm đủ những cái tai họa này thì đúng là thật là đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, nhà cửa thì bất an, quyến thuộc thì chia lìa. À, tai họa, tai vạ thì đến thường xuyên, ngủ cũng không yên. Người này thì khổ lắm, rất là khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này quả thật có những người khổ đến như thế này đấy, khổ lắm. Kể ra người ta ngày từ sinh, bé sinh ra đã là đau khổ rồi. Có những người mà trả những cái quả khủng khiếp đến như vậy. Những người như thế đó thì làm thế nào đây? Phật dạy, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, một muôn là nghìn biến. Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn, đồ mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn, vui vẻ. Đấy, cái cách chuyển nghiệp của chúng ta, Phật dạy đấy. Nếu gặp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến. Cái chữ một muôn biến này chúng ta phải hiểu là rất là nhiều, tức là tâm tâm niệm niệm phải hướng về. Ở đây gặp hình tượng, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, tức là gì? Nghe đến chùa đây này, nghe Thầy bảo phải biết quay về tu tâm đi. Người này khổ thế này là tâm ác nhiều lắm đấy. Bắt đầu phải quay về tu tâm, sửa tâm đi. Quay về với tạng tâm của mình, với mảnh đất tâm này này là địa tạng của mình đấy.
chúng ta có mảnh đất tâm đấy, gọi là địa tạng, đất là địa đấy, quay về cày xới vào làm giàu cái mảnh đất tâm mình lên. Trước đây mình để cho nó bạc màu, để cho nó mọc cỏ gai góc lên nhiều quá, vì cái tâm mình trước đây để nó gai góc, để cỏ dại, để gai góc nó mọc lên, bây giờ nó ra những quả gai góc đau khổ, tâm mình toàn sỏi với đá, với lại gươm đao, với lại cả trông thôi, thì làm sao mà mình an lành được. Cho nên hôm nay gặp pháp môn địa tạng đây này, vào lên chùa nghe các thầy nói gặp địa tạng rồi, quay về bắt đầu tu tâm mình, bắt đầu cày xới, vào cày đất lên, nhặt hết đá sỏi, vào bỏ hết gươm đao ở trong tâm mình đi, cỏ dại cỏ giếc nhặt đi, bắt đầu bón phân cho đất màu vào, làm cho nó màu mỡ cái mảnh đất tâm của mình lên, rồi gieo hạt giống tốt vào, phát tâm bồ đề, đấy là gieo những hạt giống tốt, nghe không? Đó thì đấy là chúng ta niệm niệm muôn nghìn biến ở chỗ đó đấy. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm, ở đây nói chữ muôn nghìn biến tức là tâm tâm niệm niệm. À đúng rồi, thầy nói thế là đúng rồi đấy. Nhất khoát mình khổ, mình gặp tai ương như thế này, nhiều thế này, không thể do ai đâu, phải ở nơi mình rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó phải chuyển từ tâm mình, từ tâm mình phải chuyển hóa, bắt đầu làm mới tâm mình, dọn sạch tất cả gai góc trong tâm mình, gieo hạt giống lành vào tâm mình, tâm tâm niệm niệm, nghìn muôn biến tức là tâm tâm niệm niệm, bắt đầu sửa mình. Thì sao? Thời những sự không tỏa ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn vui vẻ. Đấy nhá, như vậy đại chúng mới thấy, chỉ một pháp môn địa tạng chuyển hóa số nghiệp của mình, chuyển từ khổ thành sướng, từ đói khát thành no đủ, từ bất an thành an lạc, chỉ ở cái tâm mình thôi. Chúng ta nhớ, cho nên chỗ này này, không có ai cho người ta bảo nếu rời tâm mà tu, đấy là ngoại đạo. Đấy, đi tu học Phật mà lại cứ lo cái bên ngoài, không lo quay về sửa tâm mình. Nghe không? Cho nên ở chùa chúng ta khi thỉnh oan gia trái chủ nào nó cũng nói về nghiệp của mình, phải quay về sửa tâm mình, thực hành các công hạnh mới được, là phải sửa tâm để chuyển hóa. Đấy, không còn cứ nói bây giờ bảo đi đến chỗ này, cứ đến chỗ này mà khấn mà cầu là sẽ được, là không phải đâu. Vào tận trong hang núi này, hang núi kia, vào đến đền này, đến mẫu kia để khấn, cái đó là cầu bên ngoài tâm rồi. Cầu gì cầu ở ngoài tâm là không đúng Phật Pháp. Nhất khoát vẫn phải cầu ở nơi tâm mình, phải tu tập từ nơi tâm mình là chân thật cầu Phật Pháp. Đây chính là pháp môn địa tạng đấy. Đấy, tai ương hoạn họa ở đâu ra? Từ tâm mình chiêu cảm mà ra, từ cái tâm bất thiện mình chiêu cảm ra tai ương hoạn họa. Vậy thì bây giờ muốn chuyển nó cũng phải chuyển từ tâm mình, không thể khác được. Thế thì đại chúng phải có thời gian chúng ta quay lại, ngồi lại kiểm tâm mình. Nghe không? Mình phải xin trong những cái buổi sinh hoạt của đạo tràng, mỗi mỗi đều đứng lên xin với đạo tràng, xin đại chúng chỉ lỗi cho con, cho em, để em nhận ra lỗi lầm mình, chỉ ra cho em những cái thói hư tật xấu, những tập khí xấu của em, để em sửa thân tâm em. Trong khi sinh hoạt đạo tràng, làm sao các đạo tràng đều có cái mục phát lộ sám hối và kiểm tâm này, nghe không? Vì nhiều khi mình không thể nhận ra được cái tật xấu của mình đâu, không nhận ra được. Mình nghĩ mình là vẫn tốt đấy, nhưng mà chỉ có huynh đệ, có đại chúng người ta mới thấy những cái xấu của mình. Và chân thật mình xin mọi người chỉ lỗi cho mình nhá. Cái này nó đưa vào chứng pháp hành của các đạo tràng. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng ở tại đạo tràng sẽ có thêm cái phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm nhá. Chúng ta phải thật như vậy. Chúng ta phải nêu ra những cái đức tốt là mình phải thực hiện. Wow. Những cái đức tốt chân thành này, wow, giữ giới này, nghe. Rồi mình sống yêu thương, đùm bọc mọi người, mình biết hy sinh, wow, mình biết xả thí. Đó, tất cả những cái đức tốt ấy mình phải đưa ra. Đấy, mình phải học nhẫn nhục, lắng nghe, phải rèn, đưa vào cái để đấy, những cái tốt mình phải học, những cái xấu mình phải trừ, cái hay ganh ghét, đố kỵ phải trừ,
cái tham lam ích kỷ mình phải trừ, cái hay sân hận bực bội phải trừ, đấy, cái lười biếng phải trừ, đã, cái hay dối trá phải trừ, cái hay nịnh bợ phải trừ, đã, nhiều nhiều cái tật xấu lắm, cái hay đặt điều cho người phải trừ, đã, biết bao nhiêu cái phải trừ, để trừ nó đi, thì trừ những cái là cái họa nó không xảy đến nữa, nó sẽ chuyển, tâm chuyển là nghiệp nó phải chuyển thôi. Cho nên trong các cái năng lực ý, thì năng lực của nghiệp rất lớn, nhưng năng lực của nghiệp lại không bằng năng lực của tâm. Năng lực của tâm là lớn nhất, đấy gọi là tâm lực. Đại chúng nhớ như thế. Nghiệp là rất lớn, nhưng mà tâm còn lớn hơn, vì nghiệp nằm trong tâm. Đó, cho nên chúng ta chuyển tâm là sẽ chuyển nghiệp. Đấy, đại chúng nhớ thế. Đấy, cho nên bây giờ học được pháp môn Địa Tạng này, chúng ta biết rằng chúng ta chuyển tai họa, chuyển nghiệp của mình, chuyển hóa đau khổ của mình phải chuyển từ tâm của mình, từ trong mảnh đất tâm của mình chính là Địa Tạng. Khi Địa Tạng Bồ Tát mà xuất hiện, và có đất, có tâm, chưa có Bồ Tát thì chưa chuyển, nhưng mà có Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ chuyển. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm vì chúng sinh. Tâm Bồ Tát là tâm hy sinh vì người. Đấy, tâm Bồ Tát là tâm quảng đại. Chúng ta ai cũng có đất, ai cũng có tâm, gọi là có Địa Tạng, nhưng chưa có Bồ Tát. Bây giờ phải có Bồ Tát Địa Tạng nữa, phải không? Tức là phải có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát cũng là Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, thực hành tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát này thực hiện trên cái đất tâm của chúng ta. Đấy, Bồ Tát này cày xới mảnh đất tâm của chúng ta, làm giàu mảnh đất tâm của chúng ta lên, lọc bỏ gai góc trong tâm chúng ta đi, và gieo các hạt giống tốt lành, chúng ta sẽ được hái quả ngọt, trái ngọt. Đấy. Chúng ta sang cái phần thứ 10, thoát khỏi hiểm nguy. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân nơi sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Những người ấy khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào, cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn, vui vẻ luôn. Cho đến dẫu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Cái phần thứ 10 nói về việc chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm. Phật dạy, Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng, nếu đời sau có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc vì những việc làm ăn, hoặc là những việc công chuyện riêng tư, hoặc nhân việc sinh và tử, hoặc nhân việc gấp mà phải đi vào rừng núi, qua những sông vượt biển, gặp nước lụt lớn, hoặc đi vào những cái đường hiểm trở, thì khi đi người ấy nên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thì đi qua nơi nào, chốn nào, cũng sẽ có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng ngồi nằm đều được an ổn vui vẻ, cho đến gặp những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Chỗ này là thoát hiểm nguy, những chỗ nguy hiểm, hiểm nạn đấy. Nếu chúng ta có những cái việc gì phải đi, mà đi phải đi qua khu vực hiểm nạn, đấy, qua những cái chỗ rất là sợ, đáng sợ, đấy, qua đi qua biển lớn, vào trong rừng thiêng nước độc, vào những cái chỗ rừng sâu, vào có thú dữ, những cái chỗ là chỗ nguy hiểm. Ở đây Phật dạy người này hãy niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục, thì sẽ có quỷ thần hộ vệ mình nha, và mình sẽ được an ổn, sẽ được an ổn, và các cái loài độc hại không làm hại. Thế thì tương tự như cái phần trước quý thầy nói, ở đây tức là sao? Chúng ta vẫn quay về giữ tâm mình, đi qua những chỗ nguy hiểm mà chúng ta quay về giữ tâm mình, giữ tâm mình an,
thì các việc nó sẽ an. Nó sẽ an đấy. Nó kỳ lạ lắm, thưa đại chúng. Nếu chúng ta gặp loài thú dữ mà nó hại mình, loài thú dữ nó cũng là gì, thưa đại chúng? Nó cũng là tâm đấy. Con rắn, con cọp nó cũng là tâm đấy chứ đâu. Nó chỉ khác ở cái hình tướng thôi. Hình tướng của nó là đất, đất ấy đắp lên hình con hổ, con cọp là con hổ, con cọp. Đất ấy đắp thành hình con rắn là thành hình con rắn. Có phải không, thưa đại chúng? Con rắn thì nó cũng ăn đất thôi. Nó ăn ngoé, ăn nghiếc cũng là ăn đất. Con hổ nó ăn gì? Ăn con nọ con kia cũng là ăn đất thôi. Cũng giống như mình ăn mọi thứ cũng là cuối cùng là ăn đất đấy. Thì nói là thân này là tứ đại. Về thân thì con hổ, con rắn và con sói nó cũng đều là đất, không khác. Nhưng mà khác cái phần tâm đó. Ở trong tâm mà thôi. Cho nên con rắn nó ứng xử với mình, nó cũng ứng xử theo tâm. Mình mà đến dọa nó, hay là mình đến đi mà làm cho nó thấy nó sợ hãi, nó sẽ phải phòng vệ, nó cắn mình. Tự nhiên không bao giờ nó cắn mình. Hoặc là mình giết nó rồi, giết mất con rắn vợ, con rắn chồng nó đi báo thù chẳng hạn. Đấy cũng là do tâm. Mình ác hại, mình giết nó. Rắn báo thù nó có, thưa đại chúng. Không phải không có rắn báo thù đâu. Tại sao nó báo thù? Vì mình ác với nó. Mình đi giết nó, giết con nó, giết vợ nó đi báo thù. Thế thì đấy có phải là tâm không? Khởi từ cái tâm mình ác. Con hổ cũng thế thôi. Con hổ nó không đói, không bao giờ nó đi nó ăn thịt các con vật khác. Không bao giờ. Nó cũng không ác, nhưng mà nó phải từ cái tâm. Cho nên khi chúng ta biết, nếu chúng ta gặp những cái nạn như thế này, mình có ác nghiệp với những con vật này, đều phải đến lúc trả nghiệp. Đấy. Thế thì chỗ này nếu chúng ta biết quay về tu tâm và chuyển tâm, thì nó cũng chuyển cái nghiệp này. Chuyển cái nghiệp này. Cho nên trong Kinh Phật dạy, nếu người nào nhập được vào tâm từ, thì thú dữ không ác hại. Con vật không ác hại mình. Nếu đi đâu mình cũng nuôi cái tâm từ, giữ cái tâm mình, niệm đức địa tạng, tức là quay về giữ tâm mình, chăm sóc tâm mình, thì con vật ác nó cũng không làm hại mình. Nói là có các thần hộ vệ, nhưng chính là tâm mình bảo vệ cho mình. Con hổ không bao giờ tự nó lại ăn thịt chân tay của nó. Khi tâm của nó mà cảm nhận thấy cái tâm của mình không khác nhau, không có ác hại gì trong đó, thì nó cũng không ăn thịt mình, không ác hại mình. Con rắn cũng vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên tâm tâm nó giao cảm. Nói đến địa tạng là nói đến tâm. Tâm của mình với tâm của vật nó giao cảm với nhau. Đại chúng cứ thử mà xem. Mình móng khởi một cái tâm ác của nó, lập tức nó cảm nhận được và nó sẽ nhen anh ra với mình ngay. Nó như vậy đấy. Thế còn mình khởi cái tâm từ với nó, khởi cái tâm thương yêu với nó, thì tự nhiên thấy nó cũng yên ổn. Đó, nó như vậy đấy. Cho nên ấy, ở đây cứ hỏi kinh nghiệm mấy anh ở sở thú, hay là mấy anh mà huấn luyện viên ấy, tập cho mấy cái con thú làm xiếc, tập cho mấy con hổ, mấy con sư tử đó. Mấy anh này nó kiểm tâm nó rất kỹ. Nó đưa cả cái đầu nó vào trong hàm con sư tử. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ khởi một tâm, cái con sư tử nó nghĩ là anh này hại nó, cái lập tức nó cắn ngay, nó ngậm cái hàm răng vào ngay. Đó, cho nên anh phải giữ tâm anh rất là chặt và khởi cái tâm thật sự như thế nào? Thật là yêu thương nó thì nó mới không hại. Đấy, cái những anh mà huấn luyện thú đó, anh có tâm sự đó, thật sự là phải giữ tâm mình. Thì con vật nó cũng cảm nhận cái sóng tâm rất là nhanh. Mình khởi cái niệm mà ác hại với nó một cái, khác ý một cái là nó biết ngay, là nó chuyển ngay. Đấy, thế thì chúng ta cũng thế đấy. Chúng ta tu học cái pháp môn Địa Tạng này là biết quay về thực tập và làm chủ tâm mình, và từ cái tâm của mình khởi cái niệm thương yêu với muôn loài, thì chúng ta sẽ được bình an ở với muôn loài. Cho nên ngày xưa có những vị thiền sư, tổ sư đó, ở trong rừng mà cọp sói ngồi xung quanh, không hại. Đấy. Cọp sói ở ngay xung quanh, nó không ác hại gì cả. Cái câu chuyện này là nhiều người như thế, chứ không phải không. Cái này nó vẫn là tâm thôi, thưa đại chúng, có phải không? Là tâm đấy.
Thì vấn đề này là điều phục ở tâm mình. Cho nên ấy, nếu ai tu tập được pháp môn Địa Tạng này thì những cái hiểm nguy, hiểm nạn chúng ta cũng vượt qua được. Vượt qua được. Đây là cái điều đặc biệt. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thì dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Đã kết thúc cái phần này, Đức Phật dạy cho Đức Quan Âm. Nếu mà nói về các cái sự lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh thì nói đến trăm ngàn kiếp cũng không thể hết được. Và ông nên ý, dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh Địa Tạng này cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây đến mãi trăm nghìn kiếp đều được hưởng những sự lợi ích an vui. Cho nên ý, kinh Địa Tạng là bộ kinh rất hay của kinh điển Đại Thừa. Phật tử chúng ta cũng có duyên nhiều được đọc và được tụng kinh này. Nhưng mà để diễn nghĩa cho hiểu ra sâu xa thì ít thôi. À, đọc kinh hiểu nghĩa và ứng dụng tu hành. Chứ không phải chỉ đọc không. Tất nhiên đọc kinh không thôi thì cũng đã là có cái tốt rồi. Nhưng mà phải hiểu được nghĩa rồi thực hành được nữa thì mới là rốt ráo. Đó. Chúng ta nghe kinh Địa Tạng. Như vậy chúng ta đã rõ về chỗ này chưa? Đấy, Địa Tạng là mảnh đất tâm của mình, tâm tạng của mình. Tu Phật Pháp là phải tu tâm, phải chân thật quay về tâm mình và phải sửa tâm tính mình thật sự. Nếu tâm mình còn xấu ác thì mình sẽ còn đau khổ do tâm mình. Nếu tâm mình được chuyển hóa thì ác nghiệp của mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ được an vui. Đấy là chân thật đấy, thưa đại chúng. Và đấy là Đức Địa Tạng dạy cho chúng ta đấy. Phật Thích Ca dạy chúng ta tu là như vậy đấy, không khác được. Chúng ta phải quay về, chuyển hóa ở chính tâm mình. Chính tâm mình, đại chúng nhớ. Thế thì chúng ta qua những cái phần văn kinh này, chúng ta về, chúng ta ứng dụng ngay. Và ngày ngày kiểm tâm mình, xem xét hành vi của mình. Nghe không? Mình làm như thế này đã đúng lời Phật dạy chưa? Mình sống như thế này đã tốt chưa? Mọi người nhận xét về mình thế nào? Ngày một ngày mình phải thấy mình tốt hơn, tiến bộ hơn. Đó. Mình sống làm sao để cho mọi người thương yêu? Nghe? Sống làm sao hòa hợp với mọi người? Tất cả những cái này là từ tạng tâm của mình mà ra. Cho nên ý, đại chúng phải biết cái tạng tâm của chúng ta nó phủ trùm tất cả vũ trụ vạn hữu này đều nằm trong tâm tạng chúng ta đấy. Cái tâm này nó không phải đơn giản, thưa đại chúng. Cho nên tại sao Phật này dạy nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm tạo tạo ra. Từ núi non trời biển này cũng tâm mà tạo ra. Không có gì lạ đâu. Cho nên ý, biết gốc nguồn nó như thế thì chúng ta phải chuyển hóa tâm mình. Đẹp xấu hay dở ở tâm mình mà ra. Vậy muốn được cái hay, cái tốt thì cũng phải cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Mình phải rèn cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Và Thầy tin không ai là không muốn mình được những cái điều hay, điều tốt thì phải tu tâm, nhá, phải sửa tâm mình. Đó là cái mấu chốt của Phật Pháp đấy. Không tìm ở đâu xa, không chạy ra đâu xa, không chạy ra bên ngoài, cầu tìm bên ngoài mà phải tìm ngay lại chính tâm mình. Khi tâm mình tốt rồi, mọi cái nó theo đó, nó chuyển hóa. Cảnh của mình nó sẽ chuyển. Nghe không? Tâm mình an lạc, cảnh mình nó sẽ phải chuyển theo. Hôm nay Thầy dừng ở đây. Kính chúc đại chúng hiểu được nghĩa kinh và tinh tấn thực hành. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế thì ở đây Phật dạy rằng những cái người mà cái kiếp này mà như vậy, đọc tụng kinh điển, nhớ nhớ quên quên, không thực hành được như thế là do trong đời trước có cái nghiệp chướng, có cái ác nghiệp đối với chánh pháp của Phật, đối với người tu hành.
Cho nên ấy, cái kiếp này khiến nên cái báo là chướng ngại, tu tập nhất là kinh điển Đại Thừa bị chướng ngại. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm của mình mà cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Đấy nhé, ở đây Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tăng trưởng trí tuệ chỗ này. Những cái người mà bị cái báo như thế này này, cái quả báo gọi là tăm tối đối với kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa này, thì khi nghe thấy danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài, thì đem hết bản tâm của mình cung kính bày tỏ với Bồ Tát. À, con kính lạy Bồ Tát, con bạch Bồ Tát, con ngu dốt tăm tối quá, nghe không? Thật là con tăm tối ngu dốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nha. Đây về mặt sự là như thế. Chúng ta cũng đến tượng Phật, tượng Bồ Tát bạch rất rõ ràng, con tên là thế này, pháp danh thế này. Con này đối với kinh pháp Phật con đầu óc ngu tối. À, đọc câu trước thì quên câu sau, nghe không? Không nhớ, mà nghe thầy giảng thì giảng trước quên sau, nghĩa lý không vào trong tâm, con ngu dốt tâm tối. Nay con xin Bồ Tát gia hộ phù hộ cho con, nghe, cho con được khai mở trí tuệ nhé. Thế rồi phát nguyện cúng dường hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các đồ ngọa cụ, vân vân. Đấy, dốc ra để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam và thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh, một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Đấy, đây là cái pháp mà Phật dạy chúng ta để trừ cái tâm tối của mình nha. Cái này là rất nhiều người cần. Thì đây là trong văn kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào để thực hành. Chúng ta biết rồi, kinh điển Đại Thừa là dạy về tạng tâm của chúng ta. Cho nên ấy, cái người này, ở đây Thầy cũng nói, nhiều người cũng đặt nước lên trước tượng Địa Tạng, cúng rồi khấn, rồi uống cũng nhiều ngày rồi, rồi không biết trí tuệ mình có sáng suốt hơn không. Nghe không? Có thể nó sáng lên một tí. Nhưng như trong kinh này nói rằng là từ đó là đọc kinh điển Đại Thừa là sẽ nhớ, không quên. Không quên, chắc là chưa được như thế. Vậy thì chúng ta đã làm có thể phần sự như kinh mình làm, phần lý mình chưa đầy đủ. Ở đây nhé, về phần lý của đạo ở chỗ này là thế nào? Cái người mà tâm tối thế này, tức là người cũng chúng ta thường không quay về quán tâm mình. Cho nên khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Ngài thì phải đem hết bản tâm cung kính bày tỏ. Tức này, người này phải quyết định quay về quán tâm của mình, cung kính tâm của mình, tu tâm của mình đấy. Nhá, phải thật sự quay về điều phục tâm của mình. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các thứ này để cúng dường lên Bồ Tát. Nói hương hoa này, ở đây Thầy cũng nói không phải chỉ là hương trần này và hoa này đâu. Hương hoa trong Phật Pháp, ví dụ là gì? Hương là hương gì? Là ngũ phần hương đấy, giới hương, định hương đấy. Đấy mới là cái hương mà trong Phật Pháp. Tuệ hương, giới định tuệ, những cái đó nhé. Sẽ thực tập cái này. Mình phải lấy giới hương, bắt đầu từ hôm nay con tu tập giới, rồi con phải tu tập thiền định để cho tâm con nó định tĩnh.
Đấy, rồi từ đó mà trí tuệ nó phát sinh. Đấy là phần hương. Nghe không? Đó. Rồi phần hoa, chúng ta phải làm nhiều những việc thiện, công đức. Đấy là phần hoa. Y phục là gì? Y phục trong đạo Phật không phải là chỉ là cái áo này đâu. Đó phải là cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Đấy, mình phải tu tập cái này. Nghe không? Chứ không phải các Phật tử về rồi mua mấy sấp vải rồi mang lên đặt trước tượng Bồ Tát, rồi con cúng Địa Tạng để con xin con thông minh. Nghe không? Không hẳn là như thế. Phải lý sự đầy đủ. Đồ ăn tức là mạng sống của mình, mình phải dám dâng tất cả cái sự chân thành, chân thật của con. Con nhất quyết con sẽ tu Phật Pháp, con thấy Phật Pháp là cao quý rồi, con dốc lòng con tu tập Phật Pháp. Đấy, cúng dường lên Địa Tạng. Tức là đây đem tất cả thân tâm mình tu tập chân thật. Chén nước trong á, để cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi mình uống thì sao? Đấy, nước trong tức là thể hiện sự trong sạch của tâm hồn, mình vẫn gọi là tịnh thủy, nghe không? Và chúng ta uống tức là chúng ta phải uống nước rồi đừng có để rớt ra ngoài. Và giống như là nghe Pháp là phải lắng tâm mình để nghe Pháp, đừng để tâm nó lơ đễnh. Lơ đễnh là nước Pháp chảy hết ra ngoài, không vào trong tâm mình. Đấy, cho nên cái chén nước này cũng thế, chứ không phải chỉ là uống nước cúng Phật. Ngày nào cũng nước cúng Phật, có người tham thì giờ không phải để một chén, họ để cả một cái tô thật to để con uống nhiều cho nó nhanh thông minh. Đấy lại là tham, mà cái tâm tham như thế thì lại không được. Đấy, tham sân che lấp mất tâm trí của mình mà. Cái tâm của mình nó tăm tối là do ba độc tham sân si. Thế bây giờ nghe thấy Phật bảo cứ để chén nước lên đấy, cúng Phật, khấn Phật xong thì uống cho mình thông minh. Thế thì không phải một chén mà lấy hẳn một tô, một thau để trước Phật xong thì uống. Thế thì cái tâm tham nó lại khởi lên rồi. Đấy không? Nên chúng ta thế. Cho nên nhiều khi học Phật ấy không hiểu rõ. Tu Phật là diệt ba độc, trừ tham sân si. Tham sân si mình diệt thì lòng mình nó mới quang sáng ra được. Đấy, chúng ta vì tham sân si, vọng động, cho nên tâm trí dần dần nó mờ tối. Nó như vậy đấy. Lòng mình nó không thanh thản, không an tĩnh được thì trí tuệ không có. Còn tâm người ta thảnh thơi, người ta không có những cái tham sân si nhiều thì nó trong sáng cái tâm. Cái tâm chúng ta như hồ nước suốt ngày sôi động, bùn đất đục ngầu hết cả thì làm gì mà trong sáng được. Đó, cho nên cái chỗ này, cái nước để cúng Phật này phải nhớ cái nước là như vậy, tịnh thủy, tức là tâm giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Uống cái nước này, nghe không? Rồi chắp tay về hướng Nam thì chúng ta biết hướng Nam là hướng gì? Cái hướng Nam này là hướng gọi là hướng hỏa. Hỏa tức là gì? Nhiệt thành, cái ngọn lửa nhiệt thành của mình, trí thành tha thiết của mình. Chứ không phải cứ như thế này là uống nước xong lại chèm miệng quay về hướng Nam để uống đâu. Nghe không? Là sẽ được thông minh đâu. Đấy, chúng ta hiểu cái ý nghĩa trong văn kinh Phật là như vậy đấy. Tức là người này toàn tâm toàn ý về sự tu tập thì nó mới khai mở trí tuệ được. Không phải đơn giản thưa đại chúng nhé. Và uống nước này với cái tâm trịnh trọng và xong rồi vào thật sự một lòng giữ gìn giới pháp của Phật. À, giữ gìn không gì đấy, không sát sinh này, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, kiêng ngũ tân rượu thịt. Đấy, tức là chúng ta phải thực hành giới pháp của Phật. Tu tập như thế này một tuần, hai tuần, ba tuần, chân thật như vậy thì sao? Ở đây trong kinh nói sẽ Đức Địa Tạng sẽ đến trong chiêm bao, hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh môn của người đó. Thấy Đức Địa Tạng dưới nước trên đỉnh đầu mình. Sau khi thức dậy, người đó liền thấy mình thông sáng trí tuệ. Một phen nghe đến kinh điển, liền nhớ mãi, không quên dù một câu kệ. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái điều này có xảy ra không? Có xảy ra. Khi chúng ta thực hành đầy đủ lý sự
theo kinh Phật. Nghe đại chúng. Thế còn nếu mà chúng ta không tu tập thế này thì nó không thể có sự chuyển hóa, không thể cảm ứng cái điều này được. Đó. Tu tập mà thật như thế này, dấn thân thật như thế này, đốt lửa nhiệt thành lên như thế này, rửa tâm cho thanh tịnh thế này, thực hành giới pháp của Phật thế này, đấy, nhất khoát mình sẽ khai mở trí tuệ, khai mở trí tuệ, chứ không thể không được. Đó, thế đây là cái lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đem đến cho chúng ta, là chúng ta biết quay về tu tập nhé. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, hiểu lý, hiểu sự để chúng ta thực hành. Không phải là nói lý là bỏ sự. Nói lý thế rồi thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát không cung kính, không lễ bái. Không phải thế, vẫn phải đầy đủ tất cả các tâm, đầy đủ việc. Đó. Chúng ta sang tiếp cái mục thứ 9 là tai nạn được tiêu trừ. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Đây là nói về phần tai nạn. Chúng ta biết ở trên đời này chẳng mấy ai không có tai nạn. Những cái hoạn họa nó đến với mình, chẳng mấy ai được một đời hoàn toàn suôn sẻ. Ai cũng cầu mong cho mình được tiêu tai giải nạn, đúng không? Đấy, cho nên mới sinh ra những cái tập tục lễ gì, dâng sao giải hạn, cắt sao, hoán số, di cung hoán số. Đấy, giờ nhiều thứ lắm. Chuẩn bị đến cái năm này xây nhà, nhưng mà lại bảo năm nay là mình là kim lâu, thôi xin lên chùa thầy di cung hoán số cho con. Đấy, hay là thầy cho con để làm lễ để đổi tuổi cho người khác. Rất nhiều cái sinh ra từ những cái chuyện này. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện chúng ta sợ tai nạn, sợ tai họa thôi. Mà tai nạn, tai họa thì đúng là không ai muốn, không ai mong cả. Chúng ta muốn sống cuộc sống thật sự bình an, có phải không? Ai cũng muốn cuộc đời mình suôn sẻ, chồng con mình, gia đình mình đi đâu cũng suôn sẻ, bình an. Cho nên bảo không xin gì cả. Có nhiều người bảo con thầy bạch thầy, con đến chùa con không xin, con xin hai chữ bình an. Đúng rồi, xin bình an là quý nhất thật sự. Wow. Bình an tức là mọi cái đều tốt lành. Đấy. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, tai họa là một cái điều đáng sợ. Ai cũng thế, muôn loài chúng sinh đều sợ tai họa. Chẳng ai muốn tai ương hoạn họa đến với mình cả. Muốn tránh xa nó tránh xa mình ra. Nghe không? Thế thì làm thế nào để giải trừ được tai nạn đây? Chẳng những chúng ta đi cắt sao giải hạn được không? Cắt sao giải hạn được không, đại chúng? Ở đây thầy hỏi là ai đồng ý cắt sao giải hạn là sẽ giải được hạn? Giơ tay thầy xem nào. Ai đồng ý nào? Không ai đồng ý. Như vậy là các Phật tử chúng ta biết rồi, cắt sao dâng sao giải hạn không thể giải được hạn. Đấy, thầy biết có rất nhiều ngôi chùa lớn lắm, họ làm những cái lễ dâng sao giải hạn, hàng vạn người đến dâng sao giải hạn, mà có thể nói là nhiều đấy. Nhất là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội, dân Phật tử Hà Nội đi dâng sao giải hạn đầu năm nhiều lắm. Thế nhưng mà hạn vẫn xảy ra, có phải không? Tai ương vẫn xảy ra, có hết đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái lễ, một cái việc để mong cầu, thể hiện cái sự mong cầu thôi. Nếu có cái gì mà giải được hạn thì Thầy cũng giúp cho Phật tử để giải hạn. Nếu có, mình cũng sẽ làm. Nhưng cái vấn đề là cái ấy có giải hạn được không? Chúng ta đi dâng sao, chúng ta cắt sao, cắt số đi thế, có giải được không? Sự thật là cái nghi lễ ấy không cắt được, không giải được. Cho nên nhà Phật dạy là hạn, hoạn nạn của ông là do từ ác nghiệp của ông mà ra. Nhất khoát là từ ác nghiệp, có cái nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có những cái nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này này,
từ bé mình gây ác nghiệp mà đến năm nay 49 tuổi nó trổ ra cái quả này thì cũng là cái nghiệp, nghiệp cũ thôi, nhưng nghiệp của đời này. Cái nghiệp nghĩa là gì? Là cái việc có thể vừa mới làm phút trước, giờ trước cũng trở thành nghiệp hết. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, khi mà quán chiếu về cái thời gian dòng nhân quả, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước, ngay phút trước, giây trước mình đang là kết quả của nó. Và mình lại đang là tạo tác cho giây phút sau, kế tiếp ngay và cho tương lai. Đấy, chúng ta là như vậy đấy, chúng ta đang đứng ở cái chỗ này mà nhất cử nhất động của mình vừa ảnh hưởng của cái quá khứ. Quá khứ là ngay cái giây vừa mới xảy ra, và lại chúng ta ảnh hưởng đến cái tương lai là ngay cái giây tiếp theo của mình. Đấy, nếu mà quán sâu xa về nó phải như vậy đấy. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả này. À, nhất cử, nhất động, tâm niệm chúng ta đều tạo nên cái năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp, và nghiệp ấy nó tác động lại chính chúng ta ngay. Chứ thưa đại chúng, thế thì có cái gì mà ra ngoài nhân quả được đâu. Thế cho nên ấy, tai họa của mình cũng nằm trong nhân quả. Nghe? Có thể nhân ấy từ kiếp trước, có thể nhân ấy trong kiếp này mà sinh ra cái quả bây giờ. Đấy, cái nhân cũng có thể vì vừa nãy anh ăn tiệc, anh uống nhiều rượu quá, cho nên giờ đi đường anh bị tai nạn. Thì không thể là đổ tại chỉ hoàn toàn do kiếp trước, vì vừa anh uống rượu say, cái uống rượu say của anh ấy, anh không làm chủ mình, anh quá chén. Người ta mời, người ta tâng bốc, phải không? Lại có mấy cô xinh xinh bên cạnh, cô cứ chuốc cho, thế là uống anh hùng lên, uống say mềm ra rồi cầm vô lăng lên ở xe là tai nạn. Cái chuyện không đổ nhân kiếp trước, nhân kiếp này vừa mấy nãy ăn cơm xong, uống rượu xong, chuẩn bị quả báo đấy. Đấy là nhân quả đấy, chứ không ra ngoài nhân quả đâu. Thế như vậy này, chúng mới thấy chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, chứ không đổ lại tại kiếp trước. Nếu cái tính mà hay đổ tại kiếp trước tôi như thế, giờ tôi phải khổ, thì chúng ta lại có tính ỷ lại, chúng ta không vươn lên. Nhưng mà ngay hành vi trong kiếp này của mình, ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta, nó cũng làm cái duyên để cho cái quả của kiếp trước có thể trổ ra. Đấy, cho nên ấy, duyên duyên nhân quả nó rất là kháng khít với nhau, nó rất là biện chứng. Đấy, thưa đại chúng, đấy, để chúng ta ý thức về việc của mình. Đại chúng nhớ không ạ? Nhá, nhân quả nó như thế đấy, nó khít khao như vậy, nó chặt chẽ, không hở một ly, để chúng ta không thể ra ngoài nó được. Vậy đấy, cho nên không thể nói bừa, làm bừa được đâu, đều trong nhân, trong quả hết. Vậy thì cái tai họa của chúng ta là trong nhân quả mình gây chịu, mình gây, mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu. Người nào làm thì người đó phải chịu đó, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Đó, nhân quả là nó chính xác, nó báo là báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ là gửi người nọ sọ người kia. Nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai. Vậy thì tai họa của chúng ta là ai? Ở mình mà ra, ở nơi mình. Nhất khoát không kiếp trước thì kiếp này, không nhiều kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả, chính là tai họa. Cho nên Phật dạy chúng sinh thì sợ, sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Bậc Bồ Tát, bậc có trí tuệ thì họ lo sợ từ lúc gây nhân, gieo hạt giống là họ đã cẩn thận rồi. Còn chúng ta thì lúc gieo hạt giống, gieo nhân này thì thoải mái, vung tay thoải mái, không sợ gì cả, hạt nào cũng gieo, đúng không? Hạt thiện, hạt ác gì gieo bú lù xua hết cả, hạt gai, hạt góc gì cũng gieo hết. Thế đến lúc nó trổ ra quả thì bắt đầu than khóc, sao mà con khổ thế, sao mà con lại bất hạnh thế, phải không? Từ bé đến giờ con sống tốt thế mà sao bây giờ con khổ thế? Có biết đâu là tiền kiếp mình đã gây những cái ác nhân rất nhiều, tai họa đến với mình nhé. Thế thì khi gặp tai họa chúng ta sợ, và chúng ta cũng mong cầu muốn tránh đây, muốn chuyển cái họa này đi đây, nghe không? Thì kinh Phật đây cũng dạy cho mình chuyển tai họa. Tất nhiên chuyển này cũng phải chuyển từ mình, chứ không thể ở đâu chuyển được đâu. Phật Bồ Tát không chuyển thay cho mình được, đại chúng nhớ như thế.
Phật Bồ Tát không chuyển thay được. Vì mình cứ suy lý thế này, nếu Phật Bồ Tát mà chuyển được tai họa cho chúng ta thì chúng ta không ai còn khổ nữa rồi. Nghe không? Vì Phật Bồ Tát thương chúng ta mà, thương như con đỏ, thì làm sao để cho mình khổ? Nhưng Phật Bồ Tát cũng không chuyển được, không thể chuyển được. Nghiệp của mình phải chịu, phải trả. Đấy, dòng họ của Đức Phật Thích Ca là dòng họ là quyến thuộc của Phật Thích Ca, mà đến khi trả nghiệp Phật cũng không chuyển được, cũng phải chấp nhận. Ngài Mục Kiều Liên ấy, khi quân của vua Lưu Ly đem sang để giết dòng họ Thích Ca, đấy, câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo, vua Lưu Ly đem quân sang đánh chiếm và giết hết dòng họ Thích Ca, thì đã giết được rất nhiều, còn lại một số thân quyến của Đức Phật. Thì ông Mục Kiều Liên ấy, đại thần thông Mục Kiều Liên, bây giờ mà không biết làm nào, trốn đâu, những người này trốn đâu không được nó rồi. Thì ông dùng thần thông, ông thu hết tất cả thân quyến dòng họ của Đức Phật Thích Ca, ông cho vào trong bình bát của ông ấy. Dùng thần thông, ông thu nhỏ một người lại, đút vào trong bình bát, đậy lắp vào, để yên đấy, để lên trên cõi trời. À, thế là yên tâm là sẽ bảo tồn được, không ai làm sao. Khi mà giặc Lưu Ly nó rút đi, thì Mục Kiều Liên mới lấy bình bát xuống, mới mang trước mặt Phật bảo, con đã cứu được dòng họ thân quyến của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo, ông không thể cứu được, nghiệp không thể trốn tránh được. Ông hãy mở bình bát ra mà xem. Ngài Mục Kiều Liên mở nắp bình bát ra thì tất cả bên trong, bao nhiêu con người ở trong đấy biến thành máu hết, thành máu hết, cũng phải chết. Đấy, có cứu được đâu, đây là thần thông, không cứu được. Thì chúng ta thấy cái nghiệp nó sợ. Đó, cho nên ý, chính vì cái thế này, cho nên Đạo Phật dạy chúng ta phải làm chủ hành vi của mình. Mình phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm. Đấy, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người nhé, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không đổ tại ai được, và mình sẽ gánh hậu quả của chính mình. Cái quả của chính mình, thưa đại chúng. Đấy, không xem thường được. Cho nên đối với nhân quả này, cái tai họa này chúng ta chuyển làm sao đây? Phật dạy, trong đời sau những người mà ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, người nghèo khổ, túng thiếu. Bây giờ thì cái thời buổi này, cơ bản chúng ta ăn và mặc thì cũng không đến nỗi rồi. Cách đây một vài chục năm thì nhiều nhà ăn không có, mặc không đủ, phải mặc áo rách, áo vá. Nhưng bây giờ thì chúng ta gần như không ai phải mặc áo rách, áo vá. Chỉ có cái đám thanh niên bây giờ nó mặc quần rách thôi, đúng không? Quần vá, quần rách. Quần lành nó xé thành quần rách, mài đi cho rách hết ra. Có không ở đây chúng? Thanh niên bây giờ nó lại không thích mặc quần lành, mặc quần rách. Bây giờ là nó thích rách chứ không phải nó như ngày xưa mình sợ rách. Nhờ thanh niên thích mặc quần rách, quần lành nó xẻ ra, nó mài thùng ra. Đấy. Thế thì những người mà ăn mặc không đủ, tức là người rất nghèo, ăn không đủ, mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, cầu mong điều gì cũng không toại nguyện. Đấy, Thầy tin là các Phật tử đi chùa lễ Phật cầu cũng nhiều đấy. Không biết, nhưng mà điểm lại mình được toại nguyện bao nhiêu cái. Nghe không? Cầu cả trăm điều mà giỏi lắm được vài ba điều. Nghe không? Thế còn cái người này là cầu gì cũng không được. Đấy, mà cái người mà đi Phật, đi chùa lễ Phật cầu mãi không được, người ta sẽ chán Phật, chán chùa. Tâm lý thường là như thế, đúng không? Chúng ta đi vài lần nghe Thầy Thái Minh giảng thì hay thế, mà sao mình cầu mãi, khấn mãi, chả thấy được cái gì. Thôi, thôi ở nhà đi buôn. Đấy, cái tâm lý thường thế, đi vài lần cầu khấn không được là thấy chán. Thế còn đi một lần đầu tiên mà cầu cái được ngay thì phấn khởi, không? Lần sau là đi nhiệt tình. Đấy, cái tâm lý thường là thế. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, cái cầu khấn được cũng đâu có phải là chuyện tự nhiên mà được đâu, may mà được đâu, trong nhân quả hết đấy. Hôm trước Thầy đã giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu đấy. Cầu nguyện như thế nào để thành tựu? Nó phải có cái nhân duyên của nó, chứ không phải là cứ cầu là được.
Nếu mà cầu là được thì sao? Mấy ông thầy cúng không phải đi cầu cho ai, mấy ông thầy cúng thuê đấy. Các Phật tử, các đoàn vẫn đi, vẫn mời một ông thầy khấn, thầy cầu đi cùng đoàn mình để khấn cầu. Thế thì chúng ta biết ngay rồi, nếu cầu không, khấn không mà được thì mấy cái ông thầy khấn cầu thuê đấy, ông không phải đi khấn thuê nữa vì ông khấn giỏi nhất. Đúng không? Là ông phải khấn cho ông được hết rồi. Thế thì chúng ta biết ông vẫn còn phải đi làm thuê cho mọi người, đi cúng thuê, khấn thuê thì biết rằng là khấn không được. Đúng không? Khấn không là không được. Để khấn mà được nó phải nhiều yếu tố lắm. Hoặc thân có nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy. Hung suy, suy là kém đi, hung là những cái điều ác, điều đáng sợ, gọi là hung. Nhà cửa thì không yên ổn, quyến thuộc thì chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu ở nơi thân luôn luôn. Mình liên tiếp gặp tai họa, gọi là tai bay vạ gió. Đến trong giấc mộng cũng thường phải kinh sợ. Đấy, một người, nếu mà một người nào mà nếm đủ những cái tai họa này thì đúng là thật là đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, nhà cửa thì bất an, quyến thuộc thì chia lìa, tai họa, tai vạ thì đến thường xuyên, ngủ cũng không yên, người này thì khổ lắm, rất là khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này quả thật có những người khổ đến như thế này đấy, khổ lắm. Kể ra người ta ngày từ bé sinh ra đã là đau khổ rồi. Có những người mà trả những cái quả khủng khiếp đến như vậy. Những người như thế đó thì làm thế nào đây? Phật dạy, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, một muôn là nghìn biến. Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn, đồ mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn, vui vẻ. Đấy, cái cách chuyển nghiệp của chúng ta, Phật dạy đấy. Nếu gặp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, trí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến. Cái chữ một muôn biến này chúng ta phải hiểu là rất là nhiều. Tức là tâm tâm niệm niệm phải hướng về. Ở đây gặp hình tượng, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tức là gì? Nghe đến chùa đây này, nghe thầy bảo phải biết quay về tu tâm đi. Người này khổ thế này là tâm ác nhiều lắm đấy. Bắt đầu phải quay về tu tâm, sửa tâm đi. Quay về với tạng tâm của mình, với mảnh đất tâm này này là địa tạng của mình đấy. Chúng ta có mảnh đất tâm đấy, gọi là địa tạng, đất là địa đấy. Quay về cày xới, phải không? Làm giàu cái mảnh đất tâm mình lên. Trước đây mình để cho nó bạc màu, để cho nó mọc cỏ, gai góc lên nhiều quá. Vì cái tâm mình trước đây để nó gai góc, để cỏ dại, để gai góc nó mọc lên, bây giờ nó ra những quả gai góc đau khổ. Tâm mình toàn sỏi với đá, với lại gươm đao, với lại cả trông thôi thì làm sao mà mình an lành được. Cho nên hôm nay gặp pháp môn Địa Tạng đây này, vào lên chùa nghe các thầy nói, gặp Địa Tạng rồi, quay về bắt đầu tu tâm mình, bắt đầu cày xới, vào cày đất lên, nhặt hết đá sỏi, vào bỏ hết gươm đao ở trong tâm mình đi, cỏ dại, cỏ giếc nhặt đi, bắt đầu bón phân cho đất màu vào, làm cho nó màu mỡ cái mảnh đất tâm của mình lên, rồi gieo hạt giống tốt vào, phát tâm Bồ Đề, đấy là gieo những hạt giống tốt, nghe không? Đó, thì đấy là chúng ta niệm niệm muôn nghìn biến ở chỗ đó đấy. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm, ở đây nói chữ muôn nghìn biến tức là tâm tâm niệm niệm. À đúng rồi, thầy nói thế là đúng rồi đấy. Nhất khoát mình khổ, mình gặp tai ương như thế này, nhiều thế này, không thể do ai đâu, phải ở nơi mình rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó phải chuyển từ tâm mình. Từ tâm mình phải chuyển hóa, bắt đầu làm mới tâm mình, dọn sạch tất cả gai góc trong tâm mình, gieo hạt giống lành vào tâm mình, tâm tâm niệm niệm, nghìn muôn biến tức là tâm tâm niệm niệm, bắt đầu sửa mình. Thì sao?
thời những sự không tọa ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui. Đồ ăn mặc dư giả cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn vui vẻ. Đấy nhá, như vậy đại chúng mới thấy chỉ một pháp môn địa tạng chuyển hóa số nghiệp của mình, chuyển từ khổ thành sướng, từ đói khát thành no đủ, từ bất an thành an lạc, chỉ ở cái tâm mình thôi. Chúng ta nhớ, cho nên chỗ này này, không có ai cho người ta bảo nếu rời tâm mà tu, đấy là ngoại đạo. Đi tu học Phật mà lại cứ lo cái bên ngoài, không lo quay về sửa tâm mình. Nghe không? Cho nên ở chùa chúng ta khi thỉnh oan gia trái chủ nào nó cũng nói về nghiệp của mình, phải quay về sửa tâm mình, thực hành các công hạnh mới được, là phải sửa tâm để chuyển hóa. Đấy, không còn cứ nói bây giờ bảo đi đến chỗ này, cứ đến chỗ này mà khấn mà cầu là sẽ được, là không phải đâu. Vào tận trong hang núi này, hang núi kia, vào đến đền này, đến mẫu kia để khấn, cái đó là cầu bên ngoài tâm rồi. Cầu gì cầu ở ngoài tâm là không đúng Phật Pháp. Nhất khoát vẫn phải cầu ở nơi tâm mình, phải tu tập từ nơi tâm mình là chân thật cầu Phật Pháp. Đây chính là pháp môn địa tạng đấy. Đấy. Tai ương hoạn họa ở đâu ra? Từ tâm mình chiêu cảm mà ra. Từ cái tâm bất thiện mình chiêu cảm ra tai ương hoạn họa. Vậy thì bây giờ muốn chuyển nó cũng phải chuyển từ tâm mình, không thể khác được. Đấy. Thế thì đại chúng phải có thời gian chúng ta quay lại, ngồi lại kiểm tâm mình. Nghe không? Mình phải xin trong những cái buổi sinh hoạt của đạo tràng, mỗi mỗi đều đứng lên xin với đạo tràng, xin đại chúng chỉ lỗi cho con, cho em, để em nhận ra lỗi lầm mình, chỉ ra cho em những cái thói hư tật xấu, những tập khí xấu của em, để em sửa thân tâm em. Trong khi sinh hoạt đạo tràng, làm sao các đạo tràng đều có cái mục phát lộ sám hối và kiểm tâm này. Nghe không? Vì nhiều khi mình không thể nhận ra được cái tật xấu của mình đâu, không nhận ra được. Mình nghĩ mình là vẫn tốt đấy, nhưng mà chỉ có huynh đệ, có đại chúng người ta mới thấy những cái xấu của mình. Và chân thật mình xin mọi người chỉ lỗi cho mình. Nhá, cái này nó đưa vào trong pháp hành của các đạo tràng. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng ở tại đạo tràng sẽ có thêm cái phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm. Nhá, chúng ta phải thật như vậy. Chúng ta phải nêu ra những cái đức tốt là mình phải thực hiện. Wow. Những cái đức tốt chân thành này, wow, giữ giới này, nghe, rồi mình sống yêu thương đùm bọc mọi người, mình biết hy sinh và mình biết xả thí. Đó, tất cả những cái đức tốt ấy mình phải đưa ra đấy. Mình phải học nhẫn nhục, lắng nghe, phải rèn đưa vào cái để đấy, những cái tốt mình phải học, những cái xấu mình phải trừ, cái hay ganh ghét đố kỵ phải trừ, cái tham lam ích kỷ mình phải trừ, wow, cái hay sân hận bực bội phải trừ đấy, cái lười biếng phải trừ đã, cái hay dối trá phải trừ, cái hay nịnh bợ phải trừ đã, nhiều nhiều cái tật xấu lắm, cái hay đặt điều cho người phải trừ đã, biết bao nhiêu cái phải trừ đấy, trừ nó đi thì trừ những cái là cái họa nó không xảy đến nữa, nó sẽ chuyển. Tâm chuyển là nghiệp nó phải chuyển thôi. Cho nên trong các cái năng lực ý, thì năng lực của nghiệp rất lớn, nhưng năng lực của nghiệp lại không bằng năng lực của tâm. Năng lực của tâm là lớn nhất. Đấy gọi là tâm lực. Đại chúng nhớ như thế. Nghiệp là rất lớn, nhưng mà tâm còn lớn hơn, vì nghiệp nằm trong tâm. Đó, cho nên chúng ta chuyển tâm là sẽ chuyển nghiệp. Đấy, đại chúng nhớ thế. Đấy, cho nên bây giờ học được pháp môn địa tạng này, chúng ta biết rằng chúng ta chuyển tai họa, chuyển nghiệp của mình, chuyển hóa đau khổ của mình phải chuyển từ tâm của mình, từ trong mảnh đất tâm của mình chính là địa tạng. Khi địa tạng Bồ Tát mà xuất hiện, và có đất, có tâm, chưa có Bồ Tát thì chưa chuyển, nhưng mà có Bồ Tát địa tạng thì sẽ chuyển. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm vì chúng sinh. Tâm Bồ Tát là tâm hy sinh vì người. Đấy, tâm Bồ Tát là tâm quảng đại. Chúng ta ai cũng có đất, ai cũng có tâm, gọi là có địa tạng, nhưng chưa có Bồ Tát. Bây giờ phải có Bồ Tát địa tạng nữa, phải không? Tức là phải có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát cũng là Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, thực hành tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát này thực hiện trên cái đất tâm của chúng ta. Đấy,
Bồ Tát này cày xới mảnh đất tâm của chúng ta, làm giàu mảnh đất tâm của chúng ta lên, lọc bỏ gai góc trong tâm chúng ta đi và gieo các hạt giống tốt lành, chúng ta sẽ được hái, hái quả ngọt, trái ngọt. Đấy. Chúng ta sang cái phần thứ 10, thoát khỏi hiểm nguy. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc nhân nơi sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, những người ấy khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn, vui vẻ luôn. Cho đến dẫu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Cái phần thứ 10 nói về việc chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm. Phật dạy, Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng nếu đời sau có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc vì những việc làm ăn, hoặc là những việc công chuyện riêng tư, hoặc nhân việc sinh và tử, hoặc nhân việc gấp mà phải đi vào rừng núi, qua những sông vượt biển, gặp nước lụt lớn, hoặc đi vào những cái đường hiểm trở, thì khi đi người ấy nên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế thì đi qua nơi nào, chốn nào cũng sẽ có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng ngồi nằm đều được an ổn vui vẻ, cho đến gặp những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Chỗ này là thoát hiểm nguy, những chỗ nguy hiểm, hiểm nạn đấy. Nếu chúng ta có những cái việc gì phải đi, mà đi phải đi qua khu vực hiểm nạn đấy, qua những cái chỗ rất là sợ, đáng sợ đấy, qua đi qua biển lớn, vào trong rừng thiêng nước độc, vào những cái chỗ rừng sâu, vào có thú dữ, những cái chỗ là chỗ nguy hiểm. Ở đây Phật dạy người này hãy niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục thì sẽ có quỷ thần hộ vệ mình nha. Và mình sẽ được an ổn, sẽ được an ổn. Và các cái loài độc hại không làm hại. Thế thì tương tự như cái phần trước, quý Thầy nói ở đây, tức là sao? Chúng ta vẫn quay về giữ tâm mình. Đi qua những chỗ nguy hiểm mà chúng ta quay về giữ tâm mình. Giữ tâm mình an thì các việc nó sẽ an. Nó sẽ an đấy. Nó kỳ lạ lắm, thưa đại chúng. Nếu chúng ta gặp loài thú dữ mà nó hại mình, loài thú dữ nó cũng là gì, thưa đại chúng? Nó cũng là tâm đấy. Con rắn, con cọp nó cũng là tâm đấy chứ đâu. Nó chỉ khác ở cái hình tướng thôi. Hình tướng của nó là đất. Đất ấy đắp nên hình con hổ, con cọp là con hổ, con cọp. Đất ấy đắp thành hình con rắn là thành hình con rắn. Có phải không, thưa đại chúng? Con rắn thì nó cũng ăn đất thôi. Nó ăn ngoé, ăn nghiếc cũng là ăn đất. Con hổ nó ăn gì? Ăn con nọ con kia cũng là ăn đất thôi. Cũng giống như mình ăn mọi thứ cũng là cuối cùng là ăn đất đấy. Thì nói là thân này là tứ đại. Về thân thì con hổ, con rắn và con sói nó cũng đều là đất, không khác. Nhưng mà khác cái phần tâm đó. Ở trong tâm mà thôi. Cho nên con rắn nó ứng xử với mình, nó cũng ứng xử theo tâm. Mình mà đến dọa nó, hay là mình đến đi mà làm cho nó thấy nó sợ hãi, nó sẽ phải phòng vệ, nó cắn mình. Tự nhiên không bao giờ nó cắn mình. Hoặc là mình giết nó rồi, giết mất con rắn vợ, con rắn chồng nó đi báo thù chẳng hạn. Đấy cũng là do tâm. Mình ác hại, mình giết nó. Rắn báo thù nó có, thưa đại chúng. Không phải không có rắn báo thù đâu. Tại sao nó báo thù? Vì mình ác với nó. Mình đi giết nó, giết con nó hoặc giết vợ nó, nó đi báo thù. Đấy. Thế thì đấy có phải là tâm không? Khởi từ cái tâm mình ác. Con hổ cũng thế thôi. Con hổ nó không đói, không bao giờ nó đi nó ăn thịt
các con vật khác, không bao giờ. Nó cũng không ác, nhưng mà nó phải từ cái tâm. Cho nên khi chúng ta biết nếu chúng ta gặp những cái nạn như thế này, mình có ác nghiệp với những con vật này, đều phải đến lúc trả nghiệp. Đấy, thế thì chỗ này nếu chúng ta biết quay về tu tâm và chuyển tâm thì nó cũng chuyển cái nghiệp này, chuyển cái nghiệp này. Cho nên trong Kinh Phật dạy nếu người nào nhập được vào tâm từ thì thú dữ không ác hại, con vật không ác hại mình. Nếu đi đâu mình cũng nuôi cái tâm từ, giữ cái tâm mình, niệm đức địa tạng, tức là quay về giữ tâm mình, chăm sóc tâm mình, thì con vật ác nó cũng không làm hại mình. Nói là có các thần hộ vệ, nhưng chính là tâm mình bảo vệ cho mình. Con hổ không bao giờ tự nó lại ăn thịt chân tay của nó. Khi tâm của nó mà cảm nhận thấy cái tâm của mình không khác nhau, không có ác hại gì trong đó, thì nó cũng không ăn thịt mình, không ác hại mình. Con rắn cũng vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên tâm tâm nó giao cảm. Nói đến địa tạng là nói đến tâm. Tâm của mình với tâm của vật nó giao cảm với nhau. Đại chúng cứ thử mà xem. Mình móng khởi một cái tâm ác của nó, lập tức nó cảm nhận được và nó sẽ nhen nhanh ra với mình ngay. Nó như vậy đấy. Thế còn mình khởi cái tâm từ với nó, khởi cái tâm thương yêu với nó, thì tự nhiên thấy nó cũng yên ổn. Đó, nó như vậy đấy. Cho nên ấy, ở đây cứ hỏi kinh nghiệm mấy anh ở sở thú hay là mấy anh mà huấn luyện viên ấy, tập cho mấy cái con thú làm xiếc, tập cho mấy con hổ, mấy con sư tử đó. Mấy anh này nó kiểm tâm nó rất kỹ, nó đưa cả cái đầu nó vào trong hàm con sư tử. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ khởi một tâm, cái con sư tử nó nghĩ là anh này hại nó, cái lập tức nó cắn ngay, nó ngậm cái hàm răng vào ngay. Đó, cho nên anh phải giữ tâm anh rất là chặt và khởi cái tâm thật sự như thế nào, thật là yêu thương nó thì nó mới không hại. Đấy, cái những anh mà huấn luyện thú đó, anh có tâm sự đó, thật sự là phải giữ tâm mình, vì con vật nó cũng cảm nhận cái sóng tâm rất là nhanh. Mình khởi cái niệm mà ác hại với nó một cái, khác ý một cái là nó biết ngay, là nó chuyển ngay. Đấy, thế thì chúng ta cũng thế đấy. Chúng ta tu học cái pháp môn Địa Tạng này là biết quay về thực tập và làm chủ tâm mình, và từ cái tâm của mình khởi cái niệm thương yêu với muôn loài thì chúng ta sẽ được bình an ở với muôn loài. Cho nên ngày xưa có những vị thiền sư, tổ sư đó, ở trong rừng mà cọp sói ngồi xung quanh không hại. Đấy, cọp sói ở ngay xung quanh nó không ác hại gì cả. Cái câu chuyện này là nhiều người như thế, chứ không phải không. Cái này nó vẫn là tâm thôi, thưa đại chúng, có phải không? Là tâm đấy. Thì vấn đề này là điều phục ở tâm mình. Cho nên ấy, nếu ai tu tập được pháp môn Địa Tạng này thì những cái hiểm nguy, hiểm nạn chúng ta cũng vượt qua được. Vượt qua được, đây là cái điều đặc biệt. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thì dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây mãi đến trăm ngàn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Đã kết thúc cái phần này, Đức Phật dạy cho Đức Quan Âm: nếu mà nói về các cái sự lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh thì nói đến trăm ngàn kiếp cũng không thể hết được. Và ông nên ý, dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh Địa Tạng này cho chúng sinh trong cõi Sa Bà đây đến mãi trăm nghìn kiếp đều được hưởng những sự lợi ích an vui. Cho nên ý, kinh Địa Tạng là bộ kinh rất hay của Kinh điển Đại Thừa. Phật tử chúng ta cũng có duyên nhiều được đọc và được tụng kinh này, nhưng mà để diễn nghĩa cho hiểu ra sâu xa thì ít thôi. À, đọc kinh hiểu nghĩa và ứng dụng tu hành, chứ không phải chỉ đọc không. Tất nhiên đọc kinh không thôi thì cũng đã là có cái tốt rồi, nhưng mà phải hiểu được nghĩa rồi thực hành được nữa thì mới là rốt dạo. Đó,
chúng ta nghe kinh Địa Tạng. Như vậy chúng ta đã rõ về chỗ này chưa? Đấy, Địa Tạng là mảnh đất tâm của mình, tâm tạng của mình. Tu Phật Pháp là phải tu tâm, phải chân thật quay về tâm mình và phải sửa tâm tính mình thật sự. Nếu tâm mình còn xấu ác thì mình sẽ còn đau khổ do tâm mình. Nếu tâm mình được chuyển hóa thì ác nghiệp của mình sẽ chuyển hóa, mình sẽ được an vui. Đấy là chân thật đấy, thưa đại chúng. Và đấy là Đức Địa Tạng dạy cho chúng ta đấy. Phật Thích Ca dạy chúng ta tu là như vậy đấy, không khác được. Chúng ta phải quay về chuyển hóa ở chính tâm mình. Chính tâm mình, đại chúng nhớ. Thế thì chúng ta qua những cái phần văn kinh này, chúng ta về, chúng ta ứng dụng ngay. Và ngày ngày kiểm tâm mình, xem xét hành vi của mình. Nghe không? Mình làm như thế này đã đúng lời Phật dạy chưa? Mình sống như thế này đã tốt chưa? Mọi người nhận xét về mình thế nào? Ngày một ngày mình phải thấy mình tốt hơn, tiến bộ hơn. Đó. Mình sống làm sao để cho mọi người thương yêu? Nghe không? Sống làm sao hòa hợp với mọi người? Tất cả những cái này là từ tạng tâm của mình mà ra. Cho nên đại chúng phải biết cái tạng tâm của chúng ta nó phủ trùm tất cả vũ trụ vạn hữu này đều nằm trong tâm tạng chúng ta đấy. Cái tâm này nó không phải đơn giản, thưa đại chúng. Cho nên tại sao Phật này dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo tạo ra. Từ núi non trời biển này cũng tâm mà tạo ra, không có gì lạ đâu. Cho nên biết gốc nguồn nó như thế thì chúng ta phải chuyển hóa tâm mình. Đẹp xấu hay dở ở tâm mình mà ra. Vậy muốn được cái hay, cái tốt thì cũng phải cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Mình phải rèn cho ta cái tâm hay, tâm tốt. Và Thầy tin không ai là không muốn mình được những cái điều hay, điều tốt thì phải tu tâm nhé, phải sửa tâm mình. Đó là cái mấu chốt của Phật Pháp đấy. Không tìm ở đâu xa, không chạy ra đâu xa, không chạy ra bên ngoài, cầu tìm bên ngoài, mà phải tìm ngay lại chính tâm mình. Khi tâm mình tốt rồi, mọi cái nó theo đó, nó chuyển hóa, cảnh của mình nó sẽ chuyển. Nghe không? Tâm mình an lạc, cảnh mình nó sẽ phải chuyển theo. Hôm nay Thầy dừng ở đây, kính chúc đại chúng hiểu được nghĩa kinh và tinh tấn thực hành. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế thì ở đây Phật dạy rằng những cái người mà cái kiếp này mà như vậy, đọc tụng kinh điển, nhớ nhớ quên quên, không thực hành được như thế, là do trong đời trước có cái nghiệp chướng, có cái ác nghiệp đối với chánh pháp của Phật, đối với người tu hành. Cho nên cái kiếp này khiến nên cái báo là chướng ngại, tu tập nhất là kinh điển Đại Thừa bị chướng ngại. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm của mình mà cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Để nhớ, ở đây Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tăng trưởng trí tuệ chỗ này. Những cái người mà bị cái báo như thế này này, cái quả báo gọi là tâm tối đối với kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa này, thì khi nghe thấy danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài, thì đem hết bản tâm của mình cung kính bày tỏ với Bồ Tát. Con kính lạy Bồ Tát, con bạch Bồ Tát, con ngu dốt tâm tối quá. Nghe không? Thật là con tâm tối ngu dốt. Rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, vân vân, cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nha. Đây về mặt sự là như thế. Chúng ta cũng đến tượng Phật, tượng Bồ Tát, bạch rất rõ ràng. Con tên là thế này, pháp danh thế này. Con này đối với kinh pháp Phật, con đầu óc ngu tối. Đọc câu trước thì quên câu sau. Nghe không? Không nhớ. Mà nghe Thầy giảng thì giảng trước quên sau. Nghĩa lý không vào trong tâm, con ngu dốt tâm tối. Nay con xin Bồ Tát gia hộ, phù hộ cho con, nhỉ? Cho con được khai mở trí tuệ nhé. Thế rồi phát nguyện cúng dường,
hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các đồ ngoạ cụ, vân vân. Đấy, dốc ra để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam và thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên dưới nước trên đỉnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền được thông minh, một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Đấy, đây là cái pháp mà Phật dạy chúng ta để trừ cái tâm tối của mình nha. Cái này là rất nhiều người cần. Thế đây là trong văn kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy, thì chúng ta phải hiểu như thế nào để thực hành. Chúng ta biết rồi, kinh điển đại thừa là dạy về tạng tâm của chúng ta. Cho nên ý, cái người này, ở đây Thầy cũng nói, nhiều người cũng đặt nước lên trước tượng Địa Tạng, cúng rồi khấn, rồi uống, cũng nhiều ngày rồi, không biết trí tuệ mình có sáng suốt hơn không? Nghe không? Có thể nó sáng lên một tí. Nhưng như trong kinh này nói rằng là từ đó là đọc kinh điển đại thừa là sẽ nhớ, không quên, không quên. Chắc là chưa được như thế. Vậy thì chúng ta đã làm có thể phần sự như kinh mình làm, phần lý mình chưa đầy đủ. Ở đây nhé, về phần lý của đạo ở chỗ này là thế nào? Cái người mà tâm tối thế này, tức là người cũng chúng ta thường không quay về quán tâm mình. Cho nên khi nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Ngài thì phải đem hết bản tâm cung kính bày tỏ. Tức này, người này phải quyết định quay về quán tâm của mình, cung kính tâm của mình, tu tâm của mình đấy. Nhá, phải thật sự quay về điều phục tâm của mình, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả các thứ này để cúng dường lên Bồ Tát. Nói hương hoa này, ở đây Thầy cũng nói không phải chỉ là hương trần này và hoa này đâu. Hương hoa trong Phật Pháp, ví dụ là gì? Hương là hương gì? Là ngũ phần hương đấy, giới hương, định hương đấy. Đấy mới là cái hương mà trong Phật Pháp. Tuệ hương, giới định tuệ, những cái đó nhé. Sẽ thực tập cái này. Mình phải lấy giới hương, bắt đầu từ hôm nay con tu tập giới, rồi con phải tu tập thiền định để cho tâm con nó định tĩnh. Đấy, rồi từ đó mà trí tuệ nó phát sinh. Đấy là phần hương. Nghe không? Đó. Rồi phần hoa, chúng ta phải làm nhiều những việc thiện, công đức. Đấy là phần hoa. Y phục là gì? Y phục trong Đạo Phật không phải là chỉ là cái áo này đâu. Đó phải là cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Đấy, mình phải tu tập cái này. Nghe không? Chứ không phải các Phật tử về rồi mua mấy sấp vải rồi mang lên đặt trước tượng Bồ Tát, rồi con cúng Địa Tạng để con xin con thông minh. Nghe không? Không hẳn là như thế. Phải lý sự đầy đủ. Đồ ăn tức là mạng sống của mình. Mình phải dám dâng tất cả cái sự chân thành, chân thật của con. Con nhất quyết con sẽ tu Phật Pháp. Con thấy Phật Pháp là cao quý rồi. Con dốc lòng con tu tập Phật Pháp. Đấy, cúng dường lên Địa Tạng. Tức là đây đem tất cả thân tâm mình tu tập chân thật. Chén nước trong á, để cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi mình uống thì sao? Đấy, nước trong tức là thể hiện sự trong sạch của tâm hồn, mình vẫn gọi là tịnh thủy, nghe không? Và chúng ta uống tức là chúng ta phải uống nước rồi đừng có để rớt ra ngoài. Và giống như là nghe Pháp là phải lắng tâm mình để nghe Pháp, đừng để tâm nó lơ đễnh là nước Pháp chảy hết ra ngoài, không vào trong tâm mình. Đấy, cho nên cái chén nước này cũng thế, chứ không phải chỉ là uống nước cúng Phật. Ngày nào cũng nước cúng Phật, có người tham thì giờ không phải để một chén, họ để cả một cái tô thật to.
để con uống nhiều cho nó nhanh thông minh. Đấy lại là tham, mà cái tâm tham như thế thì lại không được. Đấy, tham sân che lấp mất tâm trí của mình mà. Cái tâm của mình nó tăm tối là do ba độc tham sân si. Thế bây giờ nghe thấy Phật bảo cứ để chén nước lên đấy, cúng Phật, khấn Phật xong rồi uống cho mình thông minh. Thế thì không phải một chén mà nó lấy hẳn một tô, một thau để trước Phật xong rồi uống. Thế thì cái tâm tham nó lại khởi lên rồi. Đấy không? Nên chúng ta thấy, cho nên nhiều khi học Phật ấy không hiểu rõ. Tu Phật là diệt ba độc, trừ tham sân si. Tham sân si mình diệt thì lòng mình nó mới quang sáng ra được. Đấy, chúng ta vì tham sân si, vọng động cho nên tâm trí dần dần nó mờ tối. Nó như vậy đấy. Lòng mình nó không thanh thản, không an tĩnh được thì trí tuệ không có. Còn tâm người ta thảnh thơi, vào người ta không có những cái tham sân si nhiều thì nó trong sáng cái tâm. Cái tâm chúng ta như hồ nước suốt ngày sôi động, vào bùn đất đục ngầu hết cả thì làm gì mà trong sáng được. Đó, cho nên cái chỗ này, cái nước để cúng Phật này phải nhớ cái nước là như vậy. Tịnh thủy, tức là tâm, giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch. Uống cái nước này, nghe không? Rồi chắp tay về hướng Nam, thì chúng ta biết hướng Nam là hướng gì? Cái hướng Nam này là hướng gọi là hướng hỏa. Hỏa tức là gì? Nhiệt thành, cái ngọn lửa nhiệt thành của mình, chí thành tha thiết của mình. Chứ không phải cứ như thế này là uống nước xong lại chèm miệng quay về hướng Nam để uống đâu. Nghe không? Là sẽ được thông minh đâu. Đấy, chúng ta hiểu cái ý nghĩa trong văn kinh Phật là như vậy đấy. Tức là người này toàn tâm, toàn ý về sự tu tập thì nó mới khai mở trí tuệ được. Không phải đơn giản, thưa đại chúng nhé. Và uống nước này với cái tâm trịnh trọng và xong rồi vào thật sự một lòng giữ gìn giới pháp của Phật. À, giữ gìn không gì đấy, không sát sinh này, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, kiêng ngũ tân, rượu thịt. Đấy, tức là chúng ta phải thực hành giới pháp của Phật. Tu tập như thế này một tuần, hai tuần, ba tuần, chân thật như vậy thì sao? Ở đây trong kinh nói sẽ Đức Địa Tạng sẽ đến trong chiêm bao, hiện vô biên thân dưới nước trên đỉnh môn của người đó. Thấy Đức Địa Tạng dưới nước trên đỉnh đầu mình. Sau khi thức dậy, người đó liền thấy mình thông sáng trí tuệ. Một phen nghe đến kinh điển, liền nhớ mãi không quên dù một câu kệ. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái điều này có xảy ra không? Có xảy ra khi chúng ta thực hành đầy đủ lý sự theo kinh Phật. Nghe đại chúng. Thế còn nếu mà chúng ta không tu tập thế này thì nó không thể có sự chuyển hóa, không thể cảm ứng cái điều này được. Đó. Tu tập mà thật như thế này, dấn thân thật như thế này, wow. Đốt lửa nhiệt thành lên như thế này, wow. Rửa tâm cho thanh tịnh thế này, wow. Thực hành giới pháp của Phật thế này. Đấy, nhất khoát mình sẽ khai mở trí tuệ. Khai mở trí tuệ, chứ không thể không được. Đó, thì đây là cái lợi ích của Đức Địa Tạng Bồ Tát đem đến cho chúng ta, là chúng ta biết quay về tu tập nhé. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, hiểu lý, hiểu sự để chúng ta thực hành. Không phải là nói lý là bỏ sự. Nói lý thế rồi thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát không cung kính, không lễ bái. Không phải thế, vẫn phải đầy đủ tất cả các tâm, đầy đủ việc. Đó. Chúng ta sang tiếp cái mục thứ 9 là tai nạn được tiêu trừ. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Đây là nói về phần tai nạn. Chúng ta biết ở trên đời này chẳng mấy ai không có tai nạn. Những cái
hoạn họa nó đến với mình. Chẳng mấy ai được một đời hoàn toàn suôn sẻ. Ai cũng cầu mong cho mình được tiêu tai giải nạn, đúng không? Đấy, cho nên mới sinh ra những cái tập tục lễ gì? Dâng sao giải hạn, và cắt sao, hoán số, di cung hoán số. Đấy, rất nhiều thứ lắm. Chuẩn bị đến cái năm này xây nhà, nhưng mà lại bảo năm nay là mình là kim lâu, thôi xin lên chùa thầy di cung hoán số cho con. Đấy, hay là thầy cho con để làm lễ để đổi tuổi cho người khác. Rất nhiều cái sinh ra từ những cái chuyện này. Nó cũng xuất phát từ cái chuyện chúng ta sợ tai nạn, sợ tai họa thôi. Mà tai nạn, tai họa thì đúng là không ai muốn, không ai mong cả. Chúng ta muốn sống cuộc sống thật sự bình an, có phải không? Ai cũng muốn cuộc đời mình suôn sẻ, chồng con mình, gia đình mình đi đâu cũng suôn sẻ, bình an. Cho nên bảo không xin gì cả. Có nhiều người bảo con thầy bạch thầy, con đến chùa con không xin, con xin hai chữ bình an. Đúng rồi, xin bình an là quý nhất thật sự. Vào bình an tức là mọi cái đều tốt lành. Đấy. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, tai họa là một cái điều đáng sợ. Ai cũng thế, muôn loài chúng sinh đều sợ tai họa, chẳng ai muốn tai ương hoạn họa đến với mình cả. Muốn tránh xa nó tránh xa mình ra. Nghe không? Thế thì làm thế nào để giải trừ được tai nạn đây? Chẳng những chúng ta đi cắt sao giải hạn được không? Cắt sao giải hạn được không, đại chúng? Ở đây thầy hỏi là ai đồng ý cắt sao giải hạn là sẽ giải được hạn? Giơ tay thầy xem nào. Ai đồng ý nào? Không ai đồng ý. Như vậy là các Phật tử chúng ta biết rồi, cắt sao dâng sao giải hạn không thể giải được hạn. Đấy, thầy biết có rất nhiều ngôi chùa lớn lắm, họ làm những cái lễ dâng sao giải hạn, hàng vạn người đến dâng sao giải hạn, mà có thể nói là nhiều đấy, nhất là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội, dân Phật tử Hà Nội đi dâng sao giải hạn đầu năm nhiều lắm. Thế nhưng mà hạn vẫn xảy ra, có phải không? Tai ương vẫn xảy ra, có hết đâu. Cho nên cái đấy nó chỉ là một cái lễ, một cái việc để mong cầu, thể hiện cái sự mong cầu thôi. Nếu có cái gì dâng mà giải được hạn thì Thầy cũng giúp cho Phật tử để giải hạn. Nếu có, mình cũng sẽ làm. Nhưng cái vấn đề là cái ấy có giải hạn được không? Chúng ta đi dâng sao, chúng ta cắt sao, cắt số đi thế, có giải được không? Sự thật là cái nghi lễ ấy không cắt được, không giải được. Cho nên nhà Phật dạy là hạn, hoạn nạn của ông là do từ ác nghiệp của ông mà ra. Nhất khoát là từ ác nghiệp, có cái nghiệp là từ kiếp trước và nhiều kiếp trước, nó tích lũy đến kiếp này. Và có những cái nghiệp do từ đầu đời của mình trong kiếp này này, từ bé mình gây ác nghiệp, mà đến năm nay 49 tuổi nó trổ ra cái quả này thì cũng là cái nghiệp, nghiệp cũ thôi, nhưng nghiệp của đời này. Cái nghiệp nghĩa là gì? Là cái việc có thể vừa mới làm phút trước, giờ trước cũng trở thành nghiệp hết. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, khi mà quán chiếu về cái thời gian dòng nhân quả, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn là kết quả của giây phút trước, giờ phút trước, ngay phút trước, giây trước mình đang là kết quả của nó. Và mình lại đang là tạo tác cho giây phút sau, kế tiếp ngay và cho tương lai. Đấy, chúng ta là như vậy đấy, chúng ta đang đứng ở cái chỗ này mà nhất cử nhất động của mình vừa ảnh hưởng của cái quá khứ. Quá khứ là ngay cái giây vừa mới xảy ra, và lại chúng ta ảnh hưởng đến cái tương lai là ngay cái giây tiếp theo của mình. Đấy, nếu một quán sâu xa về nó phải như vậy đấy. Chúng ta là một điểm trong dòng thời gian nhân quả này. À, nhất cử, nhất động, tâm niệm chúng ta đều tạo nên cái năng lực quán tính. Quán tính này tạo thành nghiệp, và nghiệp ấy nó tác động lại chính chúng ta ngay. Thế thưa đại chúng, thế thì có cái gì mà ra ngoài nhân quả được đâu? Thế cho nên ấy, tai họa của mình cũng nằm trong nhân quả. Nghe không? Có thể nhân ấy từ kiếp trước, có thể nhân ấy trong kiếp này mà sinh ra cái quả bây giờ. Đấy, cái nhân cũng có thể vì vừa nãy anh ăn tiệc, anh uống nhiều rượu quá, cho nên giờ đi đường anh bị tai nạn. Thì không thể là đổ tại chỉ hoàn toàn do kiếp trước, vì vừa anh uống rượu say, cái uống rượu say của anh ấy, anh không làm chủ mình, anh quá chén. Người ta mời, người ta tâng bốc, phải không? Lại có mấy cô xinh xinh bên cạnh, cô cứ
chuốc cho, thế là uống anh hùng lên, uống say mềm ra rồi cầm vô lăng lên ở xe là tai nạn đó. Cái chuyện không đổ nhân kiếp trước, nhân kiếp này. Vừa mấy nãy ăn cơm xong, uống rượu xong, chuẩn bị quả báo. Đấy, đấy là nhân quả đó, chứ không ra ngoài nhân quả đâu. Thế như vậy đại chúng mới thấy chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả hành vi của mình, chứ không đổ lại tại kiếp trước. Nếu cái tính mà hay đổ tại kiếp trước tôi như thế, giờ tôi phải khổ, thì chúng ta lại có tính ỷ lại, chúng ta không vươn lên. Nhưng mà ngay hành vi trong kiếp này của mình, ngay hành vi trong kiếp này của chúng ta, nó cũng làm cái duyên để cho cái quả của kiếp trước có thể trổ ra. Đấy, cho nên ấy, duyên duyên nhân quả nó rất là kháng khít với nhau, nó rất là biện chứng. Đấy, thưa đại chúng, đấy, để chúng ta ý thức về việc của mình. Đại chúng nhớ không ạ? Nhá, nhân quả nó như thế đấy, nó khít khao như vậy, nó chặt chẽ, không hở một ly, để chúng ta không thể ra ngoài nó được. Vậy đấy, cho nên không thể nói bừa, làm bừa được đâu, đều trong nhân trong quả hết. Vậy thì cái tai họa của chúng ta là trong nhân quả mình gây chịu, mình gây mình chịu. Và cái của nhân quả là ai gây thì người đó sẽ chịu, chứ không phải người khác chịu. Người nào làm thì người đó phải chịu đó, chứ không mình làm người khác chịu đâu. Đó, nhân quả là nó chính xác, nó báo là báo ai là đúng, không phải như thư tín bây giờ là gửi người nọ sọ người kia. Nhân quả là chuẩn, không bao giờ sai. Vậy thì tai họa của chúng ta là ai? Ở mình mà ra, ở nơi mình. Nhất khoát không kiếp trước thì kiếp này, không nhiều kiếp trước thì trong kiếp này mình đã gây ác nhân, bây giờ mình chịu ác quả, chính là tai họa. Cho nên Phật dạy chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Bậc Bồ Tát, bậc có trí tuệ thì họ lo sợ từ lúc gây nhân, gieo hạt giống là họ đã cẩn thận rồi. Còn chúng ta thì lúc gieo hạt giống, gieo nhân này thì thoải mái, vung tay thoải mái, không sợ gì cả, hạt nào cũng gieo, đúng không? Hạt thiện, hạt ác gì gieo bú lù xua hết cả, hạt gai, hạt góc gì cũng gieo hết. Thế đến lúc nó trổ ra quả thì bắt đầu than khóc, sao mà con khổ thế, sao mà con lại bất hạnh thế, từ bé đến giờ con sống tốt thế mà sao bây giờ con khổ thế. Có biết đâu là tiền kiếp mình đã gây những cái ác nhân rất nhiều, tai họa đến với mình nhé. Thế thì khi gặp tai họa chúng ta sợ, và chúng ta cũng mong cầu muốn tránh đây, muốn chuyển cái họa này đi đây, nghe không? Thì kinh Phật đây cũng dạy cho mình chuyển tai họa. Tất nhiên chuyển này cũng phải chuyển từ mình, chứ không thể ở đâu chuyển được đâu. Phật Bồ Tát không chuyển thay cho mình được, đại chúng nhớ như thế. Phật Bồ Tát không chuyển thay được, vì mình cứ suy lý thế này. Nếu Phật Bồ Tát mà chuyển được tai họa cho chúng ta thì chúng ta không ai còn khổ nữa rồi. Nghe không? Vì Phật Bồ Tát thương chúng ta mà, thương như con đỏ, thì làm sao để cho mình khổ? Nhưng Phật Bồ Tát cũng không chuyển được, không thể chuyển được. Nghiệp của mình phải chịu, phải trả. Đấy, dòng họ của Đức Phật Thích Ca là dòng họ là quyến thuộc của Phật Thích Ca, mà đến khi trả nghiệp Phật cũng không chuyển được, cũng phải chấp nhận. Ngài Mục Kiều Liên ấy, khi quân của vua Lưu Ly đem sang để giết dòng họ Thích Ca, đấy, câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo, vua Lưu Ly đem quân sang đánh chiếm và giết hết dòng họ Thích Ca, thì đã giết được rất nhiều, còn lại một số thân quyến của Đức Phật. Thì ông Mục Kiều Liên ấy, đại thần thông Mục Kiều Liên, bây giờ mà không biết làm nào, trốn đâu, những người này trốn đâu không được nó rồi. Thì ông dùng thần thông, ông thu hết tất cả thân quyến dòng họ của Đức Phật Thích Ca, ông cho vào trong bình bát của ông ấy. Dùng thần thông, ông thu nhỏ mọi người lại, đút vào trong bình bát, đậy lắp vào, để yên đấy, cho để lên trên cõi trời. À, thế là yên tâm là sẽ bảo tồn được, không ai làm sao. Khi mà giặc Lưu Ly nó rút đi, thì Mục Kiều Liên mới lấy bình bát xuống, mới mang trước mặt Phật bảo, con đã cứu được dòng họ thân quyến của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn bảo, ông không thể cứu được, nghiệp không thể trốn tránh được, ông hãy mở bình bát ra mà xem.
Ngài Mục Kiều Liên mở nắp bình bát ra thì tất cả bên trong, bao nhiêu con người ở trong đấy biến thành máu hết, thành máu hết, cũng phải chết. Đấy, có cứu được đâu, đấy thần thông không cứu được. Thì chúng ta thấy cái nghiệp nó sợ đó. Cho nên ý, chính vì cái thế này cho nên Đạo Phật dạy chúng ta phải làm chủ hành vi của mình, mình phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm. Đấy, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người nhé, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không đổ tại ai được, và mình sẽ gánh hậu quả của chính mình, cái quả của chính mình. Thưa đại chúng, đấy, không xem thường được. Cho nên đối với nhân quả này, cái tai họa này chúng ta chuyển làm sao đây? Phật dạy trong đời sau, những người mà ăn mặc không đầy đủ, ăn mặc không đầy đủ, người nghèo khổ túng thiếu. Bây giờ thì cái thời buổi này cơ bản chúng ta ăn và mặc thì cũng không đến nỗi rồi. Cách đây một vài chục năm thì nhiều nhà ăn không có, mặc không đủ, phải mặc áo rách, áo vá. Nhưng bây giờ thì chúng ta gần như không ai phải mặc áo rách, áo vá. Chỉ có cái đám thanh niên bây giờ nó mặc quần rách thôi, đúng không? Quần vá, quần rách. Quần lành nó xé thành quần rách, mài đi cho rách hết ra. Có không ở đây chúng? Thanh niên bây giờ nó lại không thích mặc quần lành, mặc quần rách. Bây giờ là nó thích rách chứ không phải nó như ngày xưa mình sợ rách. Nhờ thanh niên thích mặc quần rách, quần lành nó xẻ ra, nó mài thùng ra. Đấy. Thế thì những người mà ăn mặc không đủ, tức là người rất nghèo, ăn không đủ, mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, cầu mong điều gì cũng không toại nguyện. Đấy, thầy tin là các Phật tử đi chùa lễ Phật cầu cũng nhiều đấy, không biết nhưng mà điểm lại mình được toại nguyện bao nhiêu cái. Nghe không? Cầu cả trăm điều mà giỏi lắm được vài ba điều. Nghe không? Thế còn cái người này là cầu gì cũng không được. Đấy, mà cái người mà đi Phật, đi chùa lễ Phật cầu mãi không được, người ta sẽ chán Phật, chán chùa. Tâm lý thường là như thế, đúng không? Chúng ta đi vài lần nghe thầy Thái Minh giảng thì hay thế, mà sao mình cầu mãi khấn mãi chả thấy được cái gì, thôi. Thôi ở nhà đi buôn. Đấy, cái tâm lý thường thế, đi vài lần cầu khấn không được là thấy chán. Thế còn đi một lần đầu tiên mà cầu cái được ngay thì phấn khởi, không? Lần sau là đi nhiệt tình. Đấy, cái tâm lý thường là thế. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, cái cầu khấn được cũng đâu có phải là chuyện tự nhiên mà được đâu, may mà được đâu, trong nhân quả hết đấy. Hôm trước thầy đã giảng cái đĩa cầu nguyện thành tựu đấy. Cầu nguyện như thế nào để thành tựu? Nó phải có cái nhân duyên của nó, chứ không phải là cứ cầu là được. Nếu mà cầu là được thì sao? Mấy ông thầy cúng không phải đi cầu cho ai, mấy ông thầy cúng thuê đấy. Các Phật tử, các đoàn vẫn đi, vẫn mời một ông thầy khấn, thầy cầu đi cùng đoàn mình để khấn cầu. Thế thì chúng ta biết ngay rồi, nếu cầu không, khấn không mà được thì mấy cái ông thầy khấn cầu thuê đấy, ông không phải đi khấn thuê nữa vì ông khấn giỏi nhất, đúng không? Là ông phải khấn cho ông được hết rồi. Thế thì chúng ta biết ông vẫn còn phải đi làm thuê cho mọi người, đi cúng thuê, khấn thuê thì biết rằng là khấn không được, đúng không? Khấn không là không được. Để khấn mà được nó phải nhiều yếu tố lắm. Hoặc thân có nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy. Hung suy, suy là kém đi, hung là những cái điều ác, điều đáng sợ, gọi là hung. Nhà cửa thì không yên ổn, quyến thuộc thì chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu ở nơi thân luôn luôn. Mình liên tiếp gặp tai họa, gọi là tai bay vạ gió. Đến trong giấc mộng cũng thường phải kinh sợ. Đấy, một người, nếu mà một người nào mà nếm đủ những cái tai họa này thì đúng là thật là đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, nhà cửa thì bất an, quyến thuộc thì chia lìa. Tai họa, tai vạ thì đến thường xuyên, ngủ cũng không yên. Người này thì khổ lắm, rất là khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này quả thật có những người khổ đến như thế này đấy, khổ lắm. Kể ra người ta ngày từ sinh bé sinh ra đã là đau khổ rồi,
Có những người mà trả những cái quả khủng khiếp đến như vậy. Những người như thế đó thì làm thế nào đây? Phật dạy, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên trí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, một muôn là nghìn biến. Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn, đồ mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn, vui vẻ. Đấy, cái cách chuyển nghiệp của chúng ta, Phật dạy đấy. Nếu gặp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, trí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến. Cái chữ một muôn biến này chúng ta phải hiểu là rất là nhiều. Tức là tâm tâm niệm niệm phải hướng về. Ở đây gặp hình tượng, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tức là gì? Nghe đến chùa đây này, nghe Thầy bảo phải biết quay về tu tâm đi. Người này khổ thế này là tâm ác nhiều lắm đấy. Bắt đầu phải quay về tu tâm, sửa tâm đi. Quay về với tạng tâm của mình, với mảnh đất tâm này này là địa tạng của mình đấy. Chúng ta có mảnh đất tâm đấy, gọi là địa tạng, đất là địa đấy. Quay về cày xới, phải không? Làm giàu cái mảnh đất tâm mình lên. Trước đây mình để cho nó bạc màu, để cho nó mọc cỏ, gai góc lên nhiều quá. Vì cái tâm mình trước đây để nó gai góc, để cỏ dại, để gai góc nó mọc lên, bây giờ nó ra những quả gai góc đau khổ. Tâm mình toàn sỏi với đá, với lại gươm đao, với lại cả trông thôi, thì làm sao mà mình an lành được. Cho nên hôm nay gặp pháp môn Địa Tạng đây này, vào lên chùa nghe các thầy nói gặp Địa Tạng rồi, quay về bắt đầu tu tâm mình, bắt đầu cày xới, vào cày đất lên, nhặt hết đá sỏi, vào bỏ hết gươm đao ở trong tâm mình đi, cỏ dại cỏ giếc nhặt đi, bắt đầu bón phân cho đất màu vào, làm cho nó màu mỡ cái mảnh đất tâm của mình lên, rồi gieo hạt giống tốt vào, phát tâm bồ đề, đấy là gieo những hạt giống tốt, nghe không? Đó, thì đấy là chúng ta niệm niệm muôn nghìn biến ở chỗ đó đấy. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm, ở đây nói chữ muôn nghìn biến tức là tâm tâm niệm niệm. À đúng rồi, Thầy nói thế là đúng rồi đấy. Nhất khoát mình khổ, mình gặp tai ương như thế này, nhiều thế này, không thể do ai đâu, phải ở nơi mình rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó phải chuyển từ tâm mình. Từ tâm mình phải chuyển hóa, bắt đầu làm mới tâm mình, dọn sạch tất cả gai góc trong tâm mình, gieo hạt giống lành vào tâm mình, tâm tâm niệm niệm, nghìn muôn biến tức là tâm tâm niệm niệm, bắt đầu sửa mình. Thì sao? Thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư giả, cho đến trong giấc mộng thầy đều an ổn vui vẻ. Đấy nhá, như vậy đại chúng mới thấy, chỉ một pháp môn Địa Tạng chuyển hóa số nghiệp của mình, chuyển từ khổ thành sướng, từ đói khát thành no đủ, từ bất an thành an lạc, chỉ ở cái tâm mình thôi. Chúng ta nhớ, cho nên chỗ này này, không có ai cho người ta bảo nếu rời tâm mà tu, đấy là ngoại đạo. Đấy, đi tu học Phật mà lại cứ lo cái bên ngoài, không lo quay về sửa tâm mình. Nghe không? Cho nên ở chùa chúng ta khi thỉnh oan gia trái chủ nào nó cũng nói về nghiệp của mình, phải quay về sửa tâm mình, thực hành các công hạnh mới được, là phải sửa tâm để chuyển hóa. Đấy, không còn cứ nói bây giờ bảo đi đến chỗ này, cứ đến chỗ này mà khấn mà cầu là sẽ được, là không phải đâu. Vào tận trong hang núi này, hang núi kia, vào đến đền này, đến mẫu kia để khấn, cái đó là cầu bên ngoài tâm rồi. Cầu gì cầu ở ngoài tâm là không đúng Phật Pháp. Nhất khoát vẫn phải cầu ở nơi tâm mình, phải tu tập từ nơi tâm mình là chân thật cầu Phật Pháp. Đây chính là pháp môn Địa Tạng đấy. Đấy, tai ương hoạn họa ở đâu ra? Từ tâm mình chiêu cảm mà ra, từ cái tâm bất thiện mình chiêu cảm ra tai ương hoạn họa. Vậy thì bây giờ muốn chuyển nó cũng phải chuyển từ tâm mình, không thể khác được. Thế thì đại chúng phải có thời gian chúng ta quay lại, ngồi lại kiểm tâm mình. Nghe không? Mình phải xin trong những cái buổi sinh hoạt của đạo tràng,
mỗi mỗi đều đứng lên xin với đạo tràng, xin đại chúng chỉ lỗi cho con, cho em, để em nhận ra lỗi lầm mình, chỉ ra cho em những cái thói hư tật xấu, những tập khí xấu của em, để em sửa thân tâm em. Trong khi sinh hoạt đạo tràng, làm sao các đạo tràng đều có cái mục phát lộ sám hối và kiểm tâm này, nghe không? Vì nhiều khi mình không thể nhận ra được cái tật xấu của mình đâu, không nhận ra được. Mình nghĩ mình là vẫn tốt đấy, nhưng mà chỉ có huynh đệ, có đại chúng người ta mới thấy những cái xấu của mình. Và chân thật mình xin mọi người chỉ lỗi cho mình nhá. Cái này nó đưa vào chương pháp hành của các đạo tràng. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng ở tại đạo tràng sẽ có thêm cái phần sám hối, kiểm điểm, kiểm tâm nhá. Chúng ta phải thật như vậy, chúng ta phải nêu ra những cái đức tốt là mình phải thực hiện, những cái đức tốt chân thành này, giữ giới này, nghe, rồi mình sống yêu thương, đùm bọc mọi người, mình biết hy sinh và mình biết xả thí, đó, tất cả những cái đức tốt thì mình phải đưa ra, đấy, mình phải học nhẫn nhục lắng nghe, phải rèn, đưa vào cái để đấy những cái tốt mình phải học, những cái xấu mình phải trừ, cái hay ganh ghét đố kỵ phải trừ, cái tham lam ích kỷ mình phải trừ, cái hay sân hận bực bội phải trừ, đấy, cái lười biếng phải trừ, đã, cái hay dối trá phải trừ, cái hay nịnh bợ phải trừ, đã, nhiều cái tật xấu lắm, cái hay đặt điều cho người phải trừ, đó, biết bao nhiêu cái phải trừ, đấy, trừ nó đi, thì trừ những cái là cái họa nó không xảy đến nữa, nó sẽ chuyển, tâm chuyển là nghiệp nó phải chuyển thôi. Cho nên trong các cái năng lực ý, thì năng lực của nghiệp rất lớn, nhưng năng lực của nghiệp lại không bằng năng lực của tâm. Năng lực của tâm là lớn nhất, đấy gọi là tâm lực, đại chúng nhớ như thế. Nghiệp là rất lớn, nhưng mà tâm còn lớn hơn, vì nghiệp nằm trong tâm đó. Cho nên chúng ta chuyển tâm là sẽ chuyển nghiệp, đấy, đại chúng nhớ thế nha. Đấy, cho nên bây giờ học được pháp môn Địa Tạng này, chúng ta biết rằng chúng ta chuyển tai họa, chuyển nghiệp của mình, chuyển hóa đau khổ của mình phải chuyển từ tâm của mình, từ trong mảnh đất tâm của mình chính là Địa Tạng. Khi Địa Tạng Bồ Tát mà xuất hiện, và có đất, có tâm, chưa có Bồ Tát thì chưa chuyển, nhưng mà có Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ chuyển. Tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm vì chúng sinh. Tâm Bồ Tát là tâm hy sinh vì người. Đấy, tâm Bồ Tát là tâm quảng đại. Chúng ta ai cũng có đất, ai cũng có tâm mà gọi là có Địa Tạng, nhưng chưa có Bồ Tát, bây giờ phải có Bồ Tát Địa Tạng nữa. Phải không? Tức là phải có cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát cũng là Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, thực hành tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát này thực hiện trên cái đất tâm của chúng ta. Đấy. Bồ Tát này cày xới mảnh đất tâm của chúng ta, làm giàu mảnh đất tâm của chúng ta lên, lọc bỏ gai góc trong tâm chúng ta đi, và gieo các hạt giống tốt lành, chúng ta sẽ được hái quả ngọt, trái ngọt. Đấy. Chúng ta sang cái phần thứ 10, thoát khỏi hiểm nguy. Lại này nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân nơi sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Những người ấy khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào, cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn, vui vẻ luôn. Cho đến dẫu gặp loài hùm sói, sư tử, vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Cái phần thứ 10 nói về việc chúng ta thoát khỏi những cái nguy hiểm. Phật dạy, Phật nói với Quan Âm Bồ Tát rằng, nếu đời sau có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc vì những việc làm ăn, hoặc là những việc công chuyện riêng tư, hoặc nhân việc sinh và tử, hoặc nhân việc gấp mà phải đi vào rừng núi, qua những sông vượt biển, gặp nước lụt lớn, hoặc đi vào những cái đường hiểm trở, thì khi đi người ấy nên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến.
Được thế thì đi qua nơi nào, chốn nào cũng sẽ có các vị quỷ thần hộ vệ. Lúc đi đứng ngồi nằm đều được an ổn vui vẻ, cho đến gặp những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Chỗ này là thoát hiểm nguy, những chỗ nguy hiểm, hiểm nạn đấy. Nếu chúng ta có những cái việc gì phải đi, mà đi phải đi qua khu vực hiểm nạn đấy, qua những cái chỗ rất là sợ, đáng sợ đấy, qua đi qua biển lớn, vào trong rừng thiêng nước độc, vào những cái chỗ rừng sâu, vào có thú dữ, những cái chỗ là chỗ nguy hiểm. Ở đây Phật dạy người này hãy niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát liên tục thì sẽ có quỷ thần hộ vệ mình nha. Và mình sẽ được an ổn, sẽ được an ổn. Và các cái loài độc hại không làm hại. Thế thì tương tự như cái phần trước, quý Thầy nói ở đây tức là sao? Chúng ta vẫn quay về giữ tâm mình. Đi qua những chỗ nguy hiểm mà chúng ta quay về giữ tâm mình. Giữ tâm mình an thì các việc nó sẽ an. Nó sẽ an đấy. Nó kỳ lạ lắm thưa đại chúng. Nếu chúng ta gặp loài thú dữ mà nó hại mình, loài thú dữ nó cũng là gì thưa đại chúng? Nó cũng là tâm đấy. Con rắn, con cọp nó cũng là tâm đấy chứ đâu. Nó chỉ khác ở cái hình tướng thôi. Hình tướng của nó là đất, đất ấy đắp lên hình con hổ, con cọp là con hổ, con cọp. Đất ấy đắp thành hình con rắn là thành hình con rắn. Có phải không thưa đại chúng? Con rắn thì nó cũng ăn đất thôi, nó ăn ngoé, ăn nghiếc cũng là ăn đất. Con hổ nó ăn gì? Ăn con nọ con kia cũng là ăn đất thôi. Cũng giống như mình ăn mọi thứ cũng là cuối cùng là ăn đất đấy. Thì nói là thân này là tứ đại. Về thân thì con hổ, con rắn và con sói nó cũng đều là đất, không khác. Nhưng mà khác cái phần tâm đó, ở trong tâm mà thôi. Cho nên con rắn nó ứng xử với mình, nó cũng ứng xử theo tâm. Mình mà đến dọa nó, hay là mình đến đi mà làm cho nó thấy nó sợ hãi, nó sẽ phải phòng vệ, nó cắn mình. Tự nhiên không bao giờ nó cắn mình. Hoặc là mình giết nó rồi, giết mất con rắn vợ, con rắn chồng nó đi báo thù chẳng hạn. Đấy cũng là do tâm. Mình ác hại, mình giết nó. Rắn báo thù nó có, thưa đại chúng. Không phải không có rắn báo thù đâu. Tại sao nó báo thù? Vì mình ác với nó. Mình đi giết nó, giết con nó hoặc giết vợ nó đi báo thù. Thế thì đấy có phải là tâm không? Khởi từ cái tâm mình ác. Con hổ cũng thế thôi. Con hổ nó không đói, không bao giờ nó đi nó ăn thịt các con vật khác. Không bao giờ. Nó cũng không ác, nhưng mà nó phải từ cái tâm. Cho nên khi chúng ta biết, nếu chúng ta gặp những cái nạn như thế này, mình có ác nghiệp với những con vật này, đều phải đến lúc trả nghiệp. Đấy. Thế thì chỗ này nếu chúng ta biết quay về tu tâm và chuyển tâm, thì nó cũng chuyển cái nghiệp này. Chuyển cái nghiệp này. Cho nên trong kinh Phật dạy, nếu người nào nhập được vào tâm tâm từ thì thú dữ không ác hại, con vật không ác hại mình. Nếu đi đâu mình cũng nuôi cái tâm từ, giữ cái tâm mình, niệm Đức Địa Tạng, tức là quay về giữ tâm mình, chăm sóc tâm mình, thì con vật ác nó cũng không làm hại mình. Nói là có các thần hộ vệ, nhưng chính là tâm mình bảo vệ cho mình. Con hổ không bao giờ tự nó lại ăn thịt chân tay của nó. Khi tâm của nó mà cảm nhận thấy cái tâm của mình không khác nhau, không có ác hại gì trong đó, thì nó cũng không ăn thịt mình, không ác hại mình. Con rắn cũng vậy đấy thưa đại chúng. Cho nên tâm tâm nó giao cảm. Nói đến Địa Tạng là nói đến tâm. Tâm của mình với tâm của vật nó giao cảm với nhau. Đại chúng cứ thử mà xem. Mình móng khởi một cái tâm ác của nó, lập tức nó cảm nhận được và nó sẽ nhen anh ra với mình ngay. Nó như